Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 147. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên lại xuất hiện ở trong đại điện. Nhìn thấy Dương Diệp, Tuyết Nhi bỗng chốc nhào tới trong lòng của Dương Diệp và khóc, làm cho Dương Diệp muốn suy sụp. Qua rất lâu, Tuyết Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Phụ thân ở lại chơi với Tuyết Nhi một ngày có được không? Chỉ một ngày thôi. Dương Diệp đưa tay lau nước mắt trên mặt Tuyết Nhi và cười nói. Đương nhiên là được rồi. Cứ như vậy, Dương Diệp ở lại thêm một ngày. Một ngày sau, Dương Diệp liền đi, mặc dù có chút không muốn, nhưng Dương Diệp vẫn phải đi. Bây giờ không phải là thời điểm hưởng thụ cuộc sống vui vẻ. Trong không trung, Dương Liêm Sương ở bên cạnh Dương Diệp nói. Ta chỉ đưa đến nơi này thôi. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương. Nàng tiễn ta lâu như vậy, nhất định là có chuyện gì muốn nói đúng không? Thông minh. Dương Liêm Sương mỉm cười, sau đó đưa cho Dương Diệp một hòn đá lớn bằng nắm đấm. Đây là đá truyền âm, nếu như ngươi có gì cần thì trực tiếp nói với nó là được. Còn nữa, theo tin tức ta nhận được, thần tộc có thể sẽ có hành động. Thần tộc. Dương Diệp nhíu mày. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Ta từng phân tích qua quan hệ giữa bách tộc cùng thần tộc, còn có một vài thế lực thần bí, từ rất lâu trước đây, thần tộc một nhà độc quyền, cho nên bách tộc cùng một vài thế lực thần bí liên hợp đối đầu với bọn họ. Một lần kia, thần tộc thất bại, nhưng bách tộc cũng không thể diệt sạch được nó. Mà bây giờ, thần tộc đã dần dần hiện thân, trước nghĩ rất nhiều thế lực cũng đã chú ý tới bọn họ. Bọn họ muốn làm gì? Dương Diệp trầm giọng nói. Dương Liêm Sương lắc đầu. Tạm thời không biết, tuy nhiên chắc chắn không là chuyện gì tốt lành. Một khi bọn họ xuất hiện thì nhất định là gió tanh mưa máu. Nói chung, bản thân ngươi cẩn thận. Dương Diệp khẽ gật đầu, dường như nghĩ tới điều gì, hắn lại nói. Ta giết nhi tử của nhân quân, nàng giúp ta chú ý tới động tĩnh của nhân quân. Dương Liêm Sương nói. Đã cho theo dõi bên kia rồi. Ngươi yên tâm đi, bây giờ hắn không có thời gian để ý tới ngươi đâu. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Dương Liêm Sương cười nói. Bây giờ hắn cần phải chỉnh đốn những thế lực của nhân tộc kia, bởi vì biết có khả năng sẽ có chuyện lớn sắp xảy ra, cho nên bây giờ các tộc đều đang tập trung. Nhân tộc là phức tạp nhất, nhân tộc có 10 đại động thiên, 3 đại thánh địa, 4 thế gia lớn, những thế lực này không có khả năng nghe lời như vậy. Dương Diệp nói. Nhưng chết một nhi tử, hắn không có khả năng thờ ơ chứ. Dương Liêm Sương khẽ nói. Nhân quân có 36 nhi tử, mặc dù người chết kia không tệ, nhưng trong 36 người này chỉ có thể xếp trước 10. Đúng rồi, nhân quân còn có mười mấy nữ nhi, mỗi người đều là quốc sắc thiên hương. Dương Diệp lắc đầu. Bản thân nàng cũng cẩn thận, có việc gì thì truyền âm cho ta. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại mà xoay người, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Trước mặt Dương Liêm Sương đã không còn bóng dáng của Dương Diệp. Dương Liêm Sương nhìn chỗ Dương Diệp biến mất rất lâu, sau đó khẽ nói. Không phải là một người hiền lành. Nói xong, nàng xoay người biến mất. Việc cấp bách đối với Dương Diệp bây giờ là tìm được dưỡng hồn quan. Bây giờ, thực lực hắn được nâng cao rất lớn, nhưng hắn vẫn không nắm chắc có thể đối đầu với thánh nhân. Tuy hắn đã đạt được thiện cảnh, nhưng chênh lệch với thánh nhân vẫn có, chỉ có điều không lớn như trước, không đến mức không thể có sức đánh trả. Vạn Tinh Thành. Bây giờ Dương Diệp phải đi tới Vạn Tinh Thành, bởi vì Dương Liêm Sương nhận được tin tức, dưỡng hồn quan sẽ được bán đấu giá ở Vạn Tinh Thành. Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, gần 3 ngày mới đến được Vạn Tinh Thành. Vạn Tinh Thành cực kỳ lớn và lơ lửng trong tinh không, giống như một con thú lớn tinh không. Ở xung quanh nó là từng ánh sáng màu đỏ thẫm, những ánh sáng màu đỏ kia hợp thành từng vòng quấn quanh Vạn Tinh Thành. Đại trận cấm không. Những ánh sáng màu đỏ làm cho hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, nếu tiếp tục bay, va chạm tới những ánh sáng màu đỏ thì không chết cũng bị thương. Dương Diệp liếc nhìn những vòng màu đỏ, sau đó cơ thể thoáng động và đi tới cửa Vạn Tinh Thành. Ở cửa thành là một lão già, Dương Diệp không nhìn thấy rõ nội tình của lão già này. Khi Dương Diệp đi tới trước cửa thành này, lão già đột nhiên mở mắt ra. Thiện cảnh, 100 tiên tinh thạch. Phí vào cửa sao? Dương Diệp hỏi. Lão già khẽ gật đầu. Bất kỳ kẻ nào tiến vào trong đều phải giao nộp phí vào cửa, cảnh giới khác nhau thì giao nộp khác nhau. Nếu thánh nhân muốn đi vào thì...
Dương Diệp lại hỏi. Lão già khẽ nói. Thánh nhân dĩ nhiên được miễn phí, tuy nhiên ngươi chắc hẳn không phải là thánh nhân đúng không? Dương Diệp mỉm cười và bấm tay bắn ra, một chiếc nhẫn chứa đồ rơi vào trước mặt lão già. Lão già liếc nhìn nhẫn chứa đồ, sau đó nói. Tiến vào trong. Dương Diệp đang muốn đi vào, lão già kia đột nhiên lại nói. Lần đầu tiên tới đây sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Lão già nói. Vậy ngươi cần phải biết một việc, không cho phép đánh nhau bên trong gian phòng, có thể đánh nhau bên ngoài phòng, nhưng nếu phá hủy gì phải bồi thường gấp 10 lần. Dương Diệp nhìn về phía lão già. Người như ta giống loại người biết đánh nhau sao? Lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Rất giống. Biểu tình Dương Diệp cứng đờ, sau đó nói. Ta cơ bản không đánh nhau. Nói xong, hắn trực tiếp đi vào Vạn Tinh Thành. Hắn không nói dối, bình thường hắn không đánh nhau, chỉ giết người. Phía sau Dương Diệp, lão già kia liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lại dựa vào trên vách tường, lớn. Sau khi bước vào Vạn Tinh Thành, Dương Diệp phát hiện Vạn Tinh Thành lớn hơn hắn tưởng rất nhiều. Chỉ riêng con đường đã rộng chừng trăm trượng, đó là khái niệm gì? Trong thành cũng thật đông người, rất nhiều người từ ngoài thành chạy vào, cũng có rất nhiều người từ bên trong thành ra ngoài, trong những người này có nhân tộc, có linh tộc, cũng có yêu tộc nói chung, các tộc đều có. Ở đây lại giống như một đại gia đình, dung nạp bách tộc. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó lập tức biến mất. Tuy trên người hắn có bồ đề lá, nhưng lại không dám khinh thường, phải biết rằng Dương Diệp hắn tương đối nổi danh ở trong bách tộc, nếu để cho người ta nhận ra, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức. Bởi vậy, Dương Diệp chuẩn bị mặc cái áo bào đen, cộng thêm kiếm vực cùng lá bồ đề ẩn nấp, bây giờ cho dù Tô Thanh Thi đứng ở trước mặt hắn cũng không nhận ra. Dương Diệp đi tới trước một phòng đấu giá tên là Tiên Bảo Các, 3 ngày sau, dưỡng hồn quan này sẽ được bán đấu giá, địa điểm bán đấu giá chính là ở đây. Tuy nhiên muốn đi vào thì nhất định phải nhận được tư cách đã. Tư cách? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó đi về phía cửa lớn, tuy nhiên lúc hắn sắp đi vào, một nữ tử đột nhiên xuất hiện, nàng chừng 20 tuổi, dáng vẻ thanh tú, trên mặt tươi cười tựa như gió xuân, khiến người ta vừa nhìn lại đã thấy yêu mến. Quý khách có gì cần? Có cần ta giúp đỡ không? Nữ tử cười tủm tỉm nói. Dương Diệp liếc mắt đối phương, sau đó nói. Ta muốn bán đấu giá một thứ. Không biết quý khách muốn bán đấu giá gì? Nữ tử cười nói. Dương Diệp nói. Có thể vào trong nói chuyện không? Nữ tử vội vàng nói. Tất nhiên là được rồi, là Tiểu Nguyệt sơ ý, vẫn mời quý khách vào bên trong. Nói xong, nàng đưa tay ra hiệu mời. Nữ tử dẫn Dương Diệp tới một gian phòng, nơi đây tương đối rộng. Sau khi vào phòng, nữ tử kia lại vội vàng đưa một chén nước trà tới. Tất nhiên đây không phải là nước trà bình thường, tuy nhiên cũng không đặc biệt ngon. Không biết quý khách muốn bán đấu giá gì? Lúc này, nữ tử đột nhiên nói. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, hai găng tay xuất hiện ở trước mặt nàng. Hai găng tay này là gì hắn lấy được từ đối thủ trước đây, cấp thánh nhân. Trước đó hắn vẫn không dùng tới, bởi vì hắn có thiên long hộ thể, hai găng tay này có vẻ hơi yếu. Sau khi có thiên long hộ thể, hai tay của hắn còn khủng khiếp hơn cái găng tay này nhiều. Khi nhìn thấy hai găng tay này, Tiểu Nguyệt lập tức ngây người. Rất nhanh, nàng vội vàng thi lễ với Dương Diệp. Ta đã không đón tiếp chu đáo quý khách, vẫn mong quý khách chờ một lát, ta sẽ đi mời Lý Quản sự tới. Nói xong, nàng liền vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Chỉ trong giây lát, một nam tử trung niên đi đến, sau lưng nam tử trung niên là Tiểu Nguyệt. Nam tử trung niên liếc nhìn lơ hai găng tay lửng ở trước mặt Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, ôm quyền và nói. Tại hạ là một quản sự ở đây, tên Lý Hợp. Các hạ muốn bán đấu giá thần vật này sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Nghe vậy, nam tử trung tuổi kia khẽ cười. Không biết các hạ muốn đổi lấy tinh thạch, hay muốn lấy vật đổi vật? Nếu như đổi thành tinh thạch thì có thể đổi được bao nhiêu? Dương Diệp nói. Nam tử trung niên suy nghĩ rồi nói. Đại khái 50 vạn viên tiên tinh thạch, có lẽ có thể nhiều hơn. 50 vạn. Dương Diệp có phần kinh ngạc, 50 vạn tiên tinh thạch đã là đặc biệt nhiều rồi. Tuy hắn có Tiểu Bạch, nhưng muốn Tiểu Bạch làm ra 50 vạn tiên tinh thạch, không thể ít hơn 3 năm rưỡi hơn nữa, còn phải là do Tiểu Bạch không trộm lười biếng, nếu như nàng lười biếng,
chắc hẳn phải 4-5 năm, thậm chí càng lâu hơn. Nam tử trung tuổi kia cho rằng Dương Diệp không hài lòng, lập tức vội vàng nói. Các hạ, găng tay này là đồ tốt, nhưng đáng tiếc là chỉ thích hợp cho thể tu sử dụng, các hạ cũng biết thể tu ít. Nếu như là một bảo vật phòng ngự, hoặc thương kiếm các loại, ít nhất có thể bán 80 vạn, thậm chí 100 vạn cũng không phải không có khả năng. Dương Diệp nói. Đúng, ta biết, nghe nói gần đây các ngươi có một buổi bán đấu giá, vật ấy có thể được đấu giá trong bữa đó không? Đương nhiên. Nam tử trung niên cười nói. Thật ra hắn đã đoán được, đối phương cầm món bảo vật này tới bán vào lúc này, rõ ràng là muốn kịp tới buổi đấu giá lần này, dù sao ngày đó sẽ có vô số đại hào mang theo số lượng lớn. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Nghe nói muốn vào buổi đấu giá này cần điều kiện gì đó. Ta hiểu rồi. Lý Hợp mỉm cười, sau đó liếc nhìn Tiểu Nguyệt phía sau, nàng hiểu ý liền vội vàng lui ra ngoài, chỉ trong giây lát đã thấy nàng lại tới. Tiểu Nguyệt đi tới trước mặt Dương Diệp, cung kính đưa lên một tấm thẻ màu bạc. Lý Hợp cười nói, đây là thẻ hội viên của chúng ta, có thẻ này, các hạ có thể lập tức tham gia buổi đấu giá của chúng ta. Dương Diệp khẽ gật đầu và thu hồi thẻ này, sau đó nói. 3 ngày sau ta sẽ tới. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tuy nhiên, khi hắn đi tới trước cửa lại đột nhiên dừng bước, sau đó nói. Tiểu nữ hài kia không tệ, có mắt nhìn, làm người khiêm tốn lại hiểu đúng mực, làm người đón tiếp không thì đúng là nhân tài không được trọng dụng. Nói xong, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Bên trong gian phòng, thân thể Tiểu Nguyệt cứng đờ. Lúc này, Lý Hợp liếc nhìn Tiểu Nguyệt, sau đó nói. Từ ngày hôm nay, ngươi chính là phó quản sự của tổ chúng ta. Nghe thấy Lý Hợp nói vậy, Tiểu Nguyệt ngây người, sau đó vội vàng thi lễ với hắn. Cảm ơn Lý quản sự bồi dưỡng. Đồng thời, nàng thầm nghĩ. Đa tạ tiền bối đã nói giúp. Tiền bối này dĩ nhiên là chỉ Dương Diệp. Dương Diệp rời khỏi hội bán đấu giá, lúc trước cũng chỉ vì hắn nhất thời cao hứng, tùy ý nói. Bản thân hắn có khả năng không biết một câu nói tùy ý của mình lại thay đổi số mạng của một người. Dương Diệp tìm một chỗ vắng người, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Tu luyện. Cho dù hắn đã đạt được thiện cảnh, nhưng nâng cao này ít nhiều vẫn còn có chút rối trá, bởi vậy hắn cần phải tốn nhiều thời gian để củng cố cảnh giới của bản thân. Mình. Thiện cảnh. Không thể nghi ngờ, đây chính là một bậc thềm lớn, bây giờ hắn vượt qua bậc thềm này, thực lực bản thân cũng được nâng cao trên diện rộng. Bây giờ, hắn dĩ nhiên không khiếp sợ người nào dưới thánh nhân. Nhưng vấn đề là kẻ địch của bây giờ cơ bản đều là thánh nhân. Thế này thì lúng túng rồi. Trên đường đi tới, Dương Diệp phát hiện tu luyện lại giống như leo núi, khi người bò lên trên một ngọn núi cao mới phát hiện hóa ra phía xa vẫn có một ngọn núi cao hơn ngọn núi dưới chân mình. Mà khi ngươi leo núi cao hơn, lại phát hiện còn có núi cao hơn nữa cần đường tu luyện không giới hạn. Cho dù là những lão tổ kia cũng không dám nói mình đi tới cuối võ đạo. Ngoại trừ tu luyện, Dương Diệp còn có một việc phải làm, đó chính là chơi cùng Tiểu Bạch cùng Thiên Tú. Tiểu Bạch này suy nghĩ rất đơn giản, chỉ muốn chơi. Nàng dĩ nhiên là sống không tim không phổi, tuy nhiên, đây cũng là điều Dương Diệp hy vọng. Hắn chắc chắn sẽ không làm cho nhóc con này phải chịu áp lực gì, hơn nữa, lấy điều kiện của Tiểu Bạch, đừng nói đi theo hắn, cho dù theo bất kỳ người nào, sợ rằng cũng có thể sống không tim không phổi. Hắn tin tưởng một điều, nếu như Tiểu Bạch ra ngoài, sợ rằng những lão tổ kia cũng bằng lòng tiếp nhận nàng. Một vị linh chủ thiên địa, ai không muốn chứ? Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng cái đã 3 ngày. Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp và đi tới phòng đấu giá. Lần này tới, hắn gặp được một nữ tử tiếp đón khác. Nữ tử kia liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Hôm nay là ngày diễn ra buổi đấu giá, muốn đi vào phòng đấu giá thì cần phải đưa ra chứng nhận tư cách. Dương Diệp đang muốn lấy ra tấm thẻ màu bạc, đúng lúc này có một giọng nói đột nhiên vang lên. Là tiền bối sao? Dương Diệp quay đầu nhìn lại thấy Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt bước nhanh tới trước mặt Dương Diệp thi lễ, sau đó nói. Tiền bối đi theo ta. Ta đã chuẩn bị phòng riêng cho ngài. Dương Diệp khẽ gật đầu và đi theo Tiểu Nguyệt vào trong, tới một gian phòng sang trọng, phòng này còn xa hoa hơn phòng lần trước không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, trà cũng khác, bây giờ hắn uống trà mang theo linh khí nồng đậm, vừa nhìn đã biết không phải là vật tầm thường. Lúc này, Tiểu Nguyệt chỉ vào một màn ánh sáng trên vách tường nói. Tiền bối,
đợi tới lúc buổi đấu giá bắt đầu, ngài có thể xem trên bức tường này, nếu như ngài nhìn thấy được thứ mình thích thì trực tiếp ấn nút đỏ bên cạnh. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, sau đó lại nói. Tuy nhiên, tiền bối phải nhớ kỹ không thể kêu loạn, nếu như lúc tính tiền không đủ, phòng đấu giá sẽ áp dụng thủ đoạn tàn nhẫn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu. Tiểu Nguyệt khẽ gật đầu. Lát nữa, món bảo bối của tiền bối cũng sẽ được bán đấu giá trên đó. Đúng rồi, nếu như bán đấu giá thành công, thương hội sẽ lấy ra 5%, đây là quy định. Dương Diệp nói. Sẽ có rất nhiều người tới tham gia sao? Tiểu Nguyệt cười nói. Đúng vậy, bởi vì lần thương hội này có một thần vật xuất hiện, chỉ có điều, quyền hạn của ta thấp, không biết món thần vật đó là gì, nhưng lát nữa tiền bối sẽ có thể nhìn thấy thôi. Dương Diệp khẽ gật đầu và không nói nữa. Tiểu Nguyệt nói. Nếu như tiền bối cần gì, cứ gọi một tiếng là được. Nói xong, nàng rất thức thời lui ra ngoài. Dương Diệp nhìn về phía bức tường kia, rất nhanh đã thấy có một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện ở trong hình, nàng đứng trên một đài tròn lơ lửng giữa không trung. Nữ tử xinh đẹp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó cười nói. Cảm ơn chư vị đã tới tham gia buổi đấu giá của thương hội chúng ta. Tiếp theo, thương hội chúng ta sẽ mang tới cho các vị khách quý rất nhiều bảo bối hiếm thấy, hy vọng các vị quý khách thỏa mãn. Dứt lời, tay ngọc của nàng nhẹ nhàng vẫy một cái, trong phút chốc, một hộp bạch ngọc xuất hiện ở trong tay nàng. Ở trong ánh mắt mọi người, nữ tử xinh đẹp cười và mở hộp ngọc kia ra, ở trong hộp là một ngọc châu màu trắng lớn bằng nắm đấm. Đây là... Dương Diệp nhíu mày. Lúc này, nữ tử xinh đẹp cười nói. Nội đan, một miếng nội đan của yêu thú cấp thánh nhân. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đó đều xôn xao. Nội đan của yêu thú cấp thánh nhân. Trong lòng Dương Diệp cũng có chút kinh hãi, nội đan cấp thánh nhân là đồ tốt ha. Đặc biệt đối với hắn, cơ thể hắn bây giờ tương đương với cường giả yêu thú đại thiện cảnh, nếu như hắn có thể nuốt vào viên nội đan yêu thú cấp thánh nhân này, có lẽ có thể mượn lực lượng của nó để tăng thêm một tầng. Tuy nhiên, Dương Diệp biết thứ này tuyệt đối rất đắt. Quả nhiên, lúc này nữ tử xinh đẹp kia đột nhiên nói. Một viên nội đan yêu thú cấp thánh nhân, giá thấp nhất là 30 vạn tiên tinh thạch, mỗi lần tăng giá không được dưới 5 vạn viên tiên tinh thạch, bây giờ bắt đầu. Bên trong phòng riêng, Dương Diệp thực sự có chút động tâm, bây giờ hắn hận không thể lôi Tiểu Bạch ra, bảo nàng lập tức làm ra mấy nghìn vạn tiên tinh thạch. Đáng tiếc không thực tế, Tiểu Bạch sẽ đánh chết hắn. Lúc này, giá của viên nội đan đã tăng đến 80 vạn tiên tinh thạch, hơn nữa, nhìn xu thế này thì có khả năng vẫn còn tiếp tục tăng. 90 vạn. Lúc này, nữ tử xinh đẹp kia đột nhiên nói. 90 vạn, còn ai trả cao hơn nữa không? 95 vạn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, một tiếng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Nữ tử xinh đẹp nhìn về nơi âm thanh phát ra, trên mặt cười nở hoa. 95 vạn, còn có ai ra giá cao hơn không? Ở đó trở nên yên tĩnh. Tuy nội đan yêu thú cấp thánh nhân quý giá, nhưng hơn 90 vạn tiên tinh thạch cũng không ít. Loại này cần phải một vài thế gia lớn. Thế lực lớn mới có khả năng lấy ra được, hơn nữa, cho dù lấy ra, chắc chắn cũng sẽ tổn thất lớn. Dù sao Dương Diệp hắn không lấy ra được. Nữ tử xinh đẹp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó cười nói. 95 vạn lần đầu tiên, 95 vạn lần thứ hai, 95 vạn lần thứ ba. Nói đến đây, nữ tử xinh đẹp thu cái hộp và cười nói. Thành giao. Cứ như vậy, viên nội đan cấp thánh nhân bị người khác bỏ vào trong túi. Giờ phút này, Dương Diệp thật muốn đánh cướp, tuy nhiên cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Thứ không thuộc về hắn, hắn sẽ không cưỡng ép. Hơn nữa, đối phương có thể lấy ra gần 100 vạn tiên tinh thạch, chắc chắn không là người bình thường. Đúng lúc này, nữ tử xinh đẹp trên đài tròn cười nói. Đầu tiên, cảm ơn các vị tới tham gia buổi đấu giá của thương hội. Ở đây có vài điều cần phải nói rõ với mọi người, ở bên trong thương hội, bất kỳ người nào cũng nhất định phải tuân theo quy tắc. Đó chính là không thể dùng vũ lực. Về phần ra khỏi thương hội, vậy thì không phải là chuyện của thương hội. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử xinh đẹp kia, rõ ràng, đối phương cũng sợ có người gây sự ở trong này. Đây cũng là chuyện bình thường, nếu như ở đây cũng không an toàn, sau này ai dám tới đây bán đồ, ai dám tới đây mua đồ nữa. Bởi vậy,
Một khi có người ra tay ở trong này, sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu cho thương hội. Lúc này, nữ tử xinh đẹp kia cười nói. Ta tin tưởng, nếu các vị đã đến đây, hẳn cũng hiểu rõ quy định của thương hội ta, ta sẽ không nói nhiều nữa. Nào, mọi người xem thử bảo vật thứ hai của chúng ta trong ngày hôm nay. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng vẫy tay, rất nhanh lại một hộp ngọc màu trắng xuất hiện ở trong tay nàng. Nữ tử xinh đẹp mỉm cười, sau đó mở cái hộp kia ra, ở bên trong cái hộp kia là một khối đá màu đen lớn bằng đầu người. Nữ tử xinh đẹp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Vật ấy tên là vực ngoại tinh thiết, cấp bậc thánh nhân, theo thương hội ta phán đoán, nếu như dùng vật này để chế tạo kiếm hoặc đao, thậm chí là vũ khí gì khác, ít nhất có thể tạo được 3 thanh trở lên, nói cách khác, tương đương với có thể sản xuất 3 món vũ khí cấp thánh nhân. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, sau đó cười nói. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, có thể được hay không, còn phải xem bản lĩnh của luyện khí sư. Bây giờ, giá bắt đầu của nó là 20 vạn tiên tinh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn tiên tinh thạch. Bắt đầu. Vực ngoại tinh thiết. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, đồ này tuy cũng là hàng tốt, nhưng không quá hấp dẫn với hắn. Hắn là kiếm tu, trên người hắn đã có kiếm cao cấp nhất. Bất kể là kiếm thủ hay đoạn tội đều thuộc về kiếm cao cấp nhất trong trời đất này. Đương nhiên, cho dù hắn muốn cũng là có lòng mà không có sức. Đối với hắn, lấy được hồn quan mới là quan trọng nhất. Về phần thứ gì khác, cho dù động tâm cũng chỉ có thể nhìn. Sau một khắc, khối đá lớn này cuối cùng được bán với giá 55 vạn. Lúc này, trên tay nữ tử xinh đẹp kia lại có một hộp, bên trong hộp là hai cái găng tay. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tinh thần Dương Diệp lập tức tỉnh táo, đây chính là vật của hắn. Trên đài tròn, nữ tử xinh đẹp cười nói. Còn đây là găng tay cấp thánh nhân, hoàn hảo không sứt mẻ, không quan tâm ngươi là thể tu hay tu gì, có nó, ít nhất có thể làm cho thực lực của ngươi nâng cao một cấp bậc. Ta không nói nhiều, mọi người cũng là người hiểu hàng. Giá quy định 40 vạn tiên tinh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn tiên tinh thạch. 50 vạn. Lúc này, một giọng nói ở phía dưới vang lên. 55 vạn. Lại một giọng nói vang lên. 60 vạn. Mỗi lần kêu giá, trái tim của Dương Diệp sẽ lại đập mạnh. Trước đây hắn không mấy chú ý tới tiên tinh thạch, bởi vì hắn cũng đủ dùng, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện tiên tinh thạch có tác dụng quá lớn. Hơn nữa, bây giờ hắn cũng mới phát hiện ra hắn quá nghèo. 70 vạn. 75 vạn. Cứ như vậy, sau một khắc, giá cuối cùng dừng lại 75 vạn. 75 vạn. Dương Diệp hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh. Tuy hắn có chút không hài lòng về giá này, nhưng cũng tạm được. Các vị. Đúng lúc này, nữ tử xinh đẹp bên dưới đột nhiên cười nói. Các vị hồn tu cùng linh hồn có chỗ thiếu hụt lại không nên bỏ qua món đồ bán đấu giá tiếp theo này. Trong phòng bao riêng, hai mắt Dương Diệp híp lại. Không cần phải nói. Thứ tiếp theo sẽ bán đấu giá chính là dưỡng hồn quan. Dưỡng hồn quan. Lần này là mục đích chủ yếu hắn tới đây. Lúc này, ở trên đài tròn kia xuất hiện một quan tài, trên quan tài hiện ra màu đen, ở mặt ngoài của quan tài này có ánh sáng màu đen quấn quanh. Khi quan tài này xuất hiện, Dương Diệp lập tức cảm giác linh hồn mình tự nhiên có cảm giác đặc biệt thoải mái. Không chỉ Dương Diệp, tất cả mọi người ở đó đều cảm giác được. Trên đài tròn. Nữ tử xinh đẹp kia cười nói. Các vị, đây là dưỡng hồn quan, do hồn thụ đỉnh cấp chế tạo thành. Theo thương hội ta được biết, dưỡng hồn quan dùng tổng cộng 9 hồn thụ cấp thánh nhân để chế tạo ra, hơn nữa, ở trong này còn có hạt giống của hồn thụ. Nói một cách đơn giản, nếu như hồn tu nhận được nó, tu luyện nó, ít nhất tăng cao 3 đến 5 lần. Cho dù không phải là hồn tu, có dưỡng hồn quan, linh hồn của ngươi cũng có thể được nâng cao rất lớn. Nói đến đây, nàng mỉm cười, sau đó lại nói, công hiệu của nó không chỉ có vậy, có vật này, hồn tu bình thường không thể uy hiếp các vị. Bởi vì, nó có thể cắt đứt sóng dao động linh hồn, hơn nữa còn có thể tạo thành uy hiếp cực lớn cho linh hồn. Chỉ một câu nói, nếu như hồn tu nhận được nó như hổ thêm cánh, tu sĩ bình thường nhận được nó sẽ có khác tinh của hồn tu. Dưỡng hồn quan. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại, hắn nhất định phải có thứ này. Lúc này, nữ tử xinh đẹp trên đài tròn đột nhiên cười nói. Bởi vì vật này có tác dụng rất lớn đối với thánh nhân, cho nên giá hơi đắt,
Tuy nhiên ta tin tưởng điều này không phải là vấn đề quá lớn đối với các vị. Trở lại chuyện chính, giá ban đầu của vật này là 50 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn. Bây giờ bắt đầu. Nói xong, nữ tử xinh đẹp vẫy tay phải một cái, một chén trà rơi vào trong tay nàng, nàng nhẹ nhàng nhấp hớp nước trà, sau đó hơi cong khóe miệng cười. 75 vạn. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Tất cả mọi người ở đó đều về phía âm thanh phát ra, nơi đó chính là phòng bao riêng của Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp không hề thay đổi, 75 vạn tương đương với tất cả tài sản của hắn bây giờ. Sở dĩ hắn là người đầu tiên kêu giá vì hy vọng không có quá nhiều người cùng nâng giá. Trên đài tròn, nữ tử xinh đẹp liếc nhìn chỗ phòng bao riêng của Dương Diệp, sau đó cười nói. 75 vạn lần đầu tiên. Nàng còn chưa nói xong, lại một giọng nói vang lên ở trong không trung. 80 vạn. Nữ tử xinh đẹp hơi cong khóe miệng, đang muốn nói, lúc này, phòng bao riêng của Dương Diệp đột nhiên truyền đến một giọng nói. 100 vạn. Biểu tình của nữ tử xinh đẹp cứng đờ, quay đầu lại nhìn về phía phòng bao riêng của Dương Diệp. Bên trong phòng, vẻ mặt Dương Diệp rất bình tĩnh giống như 100 vạn này không phải hắn kêu. Nhiều tiền hơn. Dương Diệp hắn quả thật cũng không nhiều tiền lắm, nhưng Dương Diệp hắn có nhiều bảo bối. Ngày hôm nay hắn phải định phải có thứ này. Ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh, cho dù là ai cũng nhìn ra, có người nhất định phải lấy được món bảo vật này. Những người ban đầu vốn có ý nghĩ liền dừng lại, dưới tình huống bình thường có thể tranh đoạt một lát, nhưng bây giờ rõ ràng không phải là tình huống bình thường. Nữ tử xinh đẹp kia nhìn chằm chằm vào phòng bao riêng của Dương Diệp, sau đó nói. 100 vạn lần đầu tiên. Không có người nào nói chuyện. 100 vạn lần thứ hai. Nữ tử xinh đẹp lại nói. Vẫn không có người nào nói. Nữ tử xinh đẹp đang muốn nói, lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. 110 vạn. Nghe được tiếng này, nữ tử xinh đẹp lại khẽ cười. Mặc dù dưỡng hồn quan không tệ, nhưng cao nhất cũng chỉ 100 vạn giá, bây giờ đấu giá đến 110 vạn thật sự vượt ra ngoài dự đoán của nàng. Nữ tử xinh đẹp cũng không nói lời nào, mà nhìn về phía phòng bao riêng của Dương Diệp, trong mắt có phần chờ mong. Đúng lúc này, cửa bao xương của Dương Diệp đột nhiên mở ra. Ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, một người mặc áo đen đi tới đài tròn cách đó không xa. Các hạ, nữ tử xinh đẹp nhẹ giọng hỏi, âm thầm đề phòng. Dương Diệp liếc nhìn hồn quan, sau đó nói. 130 vạn. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua xung quanh. Đời này không có gì, chỉ có tiền hơi nhiều. Còn có ai nữa, tiếp tục tới kêu đi, chúng ta kêu cho đủ. 140 vạn. Lúc này, lại một giọng nói vang lên. Dương Diệp cũng không nhìn bên kia, nói thẳng. 150 vạn. 160 vạn. Âm thanh này lại nói. Khi tất cả mọi người cho rằng Dương Diệp sẽ tiếp tục kêu giá, lúc này, Dương Diệp lại nhún vai, sau đó nói. Chúc mừng ngươi, nó là của ngươi. Nói xong, Dương Diệp xoay người trở lại bên trong phòng của mình. Bầu không khí ở đó rất xấu hổ. Đáng chết. Ở bên trong một gian phòng, một người thanh niên đột nhiên tức giận mắng, dường như chưa hết giận, hắn chợt đập một cái xuống đất. Ầm. Tất cả phòng bao riêng chấn động mạnh, thiếu chút nữa bị một quyền này của hắn đánh đổ. Thật ra khi Dương Diệp hô lên hơn 100 vạn, hắn đã quyết định bỏ qua, sở dĩ tiếp tục kêu là nhìn thấy Dương Diệp có vẻ như nhất định phải có, trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, sau đó mới định hãm hại. Nhưng hắn không ngờ được mình lại bị hãm hại. Hắn không nuốt nổi cơn giận này. Một lát sau, người thanh niên bình tĩnh trở lại, lúc này, một nữ nhân xinh đẹp đi đến. Đó chính là nữ tử xinh đẹp hô đấu giá phía ngoài. Nữ tử xinh đẹp dường như không nhìn thấy tường xung quanh rạn nứt, nàng lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ và cười nói. Đây là hàng của quý khách. Người thanh niên liếc nhìn nữ tử xinh đẹp, sau đó nói. Ta muốn biết thân phận của người kia. Nữ tử xinh đẹp liếc mắt nhìn nam tử, sau đó nói. Xin lỗi, chúng ta không thể tiết lộ. Người thanh niên lấy ra một cái thẻ màu tím và giơ lên cao, nhìn thấy chiếc nhẫn này, vẻ mặt của nữ tử xinh đẹp lập tức biến đổi. Qua rất lâu, nàng trầm giọng nói. Ta đi sai người ta điều tra một chút. Nói xong, nàng lại muốn xoay người rời đi, mà lúc này, người thanh niên này đột nhiên cười nói. Ta từ bỏ dưỡng hồn quan.
nữ tử xinh đẹp kia liếc nhìn người thanh niên, sau đó nói. Được. Lúc này, người thanh niên lại nói. Không phải hắn rất muốn có được nó sao? Ngươi có thể bán cho hắn, có thể bán rẻ một chút. Nói đến đây, hắn cười lạnh, nữ tử xinh đẹp nhìn thẳng vào người thanh niên. Thứ lỗi cho ta nói thêm một câu, thẻ tím của các hạ chắc hẳn là của gia tộc, vì tức giận nhất thời mà dùng hết nó, các hạ thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Người thanh niên khẽ nói. Đó là chuyện của ta. Nữ tử xinh đẹp gật đầu một cái và không nói gì, thu hồi nhẫn chứa đồ, sau đó đi ra ngoài. Trong phòng, vẻ mặt người thanh niên dần dần trở nên thâm trầm. Cái giá ca phải trả này có hơi lớn. Tuy nhiên, hắn không hối hận. Dương Diệp trở lại bên trong phòng của mình và ngồi xuống, tâm tình rất bình tĩnh. Ở cách hắn không xa là Tiểu Nguyệt. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Nguyệt. Thật sự còn có thứ dưỡng hồn khác sao? Tiểu Nguyệt khẽ gật đầu. Hồi bẩm tiền bối, ta đã điều tra qua, ở trong kho của chúng ta vẫn còn có một vật tên là tu hồn bài, cũng là một món thần vật, tác dụng không khác gì dưỡng hồn quan. Nếu như tiền bối không dùng để tu luyện, chỉ là nuôi hồn, vật này hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Hơn nữa, quý khách chỉ cần bỏ ra khoảng 60 vạn là có thể mua được. Nghe vậy, Dương Diệp hơi cong khóe miệng cười. 160 vạn mua một dưỡng hồn quan. Tưởng đầu hắn có vấn đề rồi sao? Đầu hắn dĩ nhiên là không có vấn đề. Thật ra, nếu như không phải Tiểu Nguyệt đột nhiên tiến đến, nói cho hắn biết về tu hồn bài này, hắn nhất định sẽ bất chấp tất cả mọi giá mua dưỡng hồn quan. Đối với hắn, có vấn đề thì có vấn đề, nhị tỷ quan trọng nhất. Nếu đã có lựa chọn khác, hắn dĩ nhiên sẽ không điên nữa. Dương Diệp liếc nhìn đứng Tiểu Nguyệt bên cạnh, bây giờ hắn đã tin tưởng vào câu nói kia. Thiện có thiện báo. Trước đây mình chỉ tùy ý nói một câu lại đổi lấy hồi báo lúc này. Nếu không, hắn có thể sẽ bị đối phương bẫy chết. Trong lòng Tiểu Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, trước lúc bước vào, nàng vẫn còn có chút thấp thỏm, sợ mình nhiều chuyện. Nhưng hiện tại xem ra rõ ràng là không. Đúng lúc này, một nữ nhân xinh đẹp đi đến. Nàng liếc nhìn Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt thi lễ với nàng rồi lui ra ngoài. Nữ tử xinh đẹp đi tới trước mặt Dương Diệp, cười nói. Quý khách, đã xảy ra chút chuyện nhỏ, vị khách mua dưỡng hồn quan lúc trước vì một vài duyên cớ, hắn không có cách nào mua được. Cho nên lại cầm tới bán cho ta đúng không? Dương Diệp đột nhiên nói. Nữ tử xinh đẹp kia hoàn toàn không xấu hổ, cười nói. Quý khách là người thông minh, ta lại không nói nhiều nữa. Nếu như quý khách cần, chúng ta có thể bán dưỡng hồn quan cho quý khách với giá 130 vạn. Dương Diệp đột nhiên đứng lên. Không ngại quá, bây giờ ta không muốn nữa. Bản thân ngươi giữ lại tiếp tục bán đấu giá đi. Ta nghĩ chắc có thể bán với giá 160 vạn. Nữ tử xinh đẹp nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Hóa ra là như vậy, đã quấy rầy rồi. Nói xong, nàng cũng không dây dưa, trực tiếp xoay người rời đi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ta có chút tò mò, không ngờ đối phương lại có thể đổi ý. Đúng rồi, ta muốn nói, nàng hãy chuyển lời giúp ta cho đối phương. Lần này ta tới Vạn Tinh Thành không phải tới tìm phiền toái, bảo hắn đừng tới tìm ta, nếu không, ta đánh hắn bán thân bất toại. Nữ tử xinh đẹp kia quay đầu lại nhìn sâu vào mắt Dương Diệp, sau đó nói. Được. Nói xong, nàng rời khỏi phòng. Qua khoảng một khắc sau, Tiểu Nguyệt đột nhiên đi đến, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt do dự một lúc, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ, nói. Tiền bối. Đây là tiên tinh thạch ngài vừa bán đấu giá được. Còn nữa, tiền bối ngươi nhanh chóng rời khỏi đây đi. Thế nào? Dương Diệp không hiểu. Tiểu Nguyệt khẽ nói. Đối phương hình như có địa vị hơi lớn, phía trên đã bắt đầu cho điều tra ngài. Thật sao? Dưới áo bào màu đen, sắc mặt Dương Diệp không hề thay đổi. Tiểu Nguyệt khẽ nói. Đi nhanh đi, từ đi cửa sau. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, tiếp theo. Nữ tử xinh đẹp kia đi đến. Sau khi nữ tử xinh đẹp kia đi vào liền nhìn Tiểu Nguyệt, thấy vậy, vẻ mặt Tiểu Nguyệt lập tức trắng bệch. Xuống. Nữ tử xinh đẹp đột nhiên nói. Hai tay Tiểu Nguyệt bắt đầu run rẩy, nhưng không dám phản kháng, muốn rời đi, mà lúc này, Dương Diệp bên cạnh đột nhiên nói. Không cần đi, ở đây sẽ không có ai dám động tới nàng. Tiểu Nguyệt nhìn về phía Dương Diệp.
Nữ tử xinh đẹp kia cũng nhìn về phía Dương Diệp. Thật không? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt của nữ tử xinh đẹp kia, nữ tử xinh đẹp chợt biến sắc và muốn ra tay, nhưng đã muộn rồi. Một tay của Dương Diệp trực tiếp giữ lấy cổ họng của nàng. Dương Diệp chậm rãi nhấc nữ tử xinh đẹp kia lên, sau đó nói. Tiểu Nguyệt, đi báo cho cao tầng thương hội của các người biết, cứ nói ta muốn nói chuyện quy định với bọn họ. Trong 10 hơi thở mà không ai tới, hôm nay lão tử lại hủy đi thương hội này. Trong phòng riêng, Tiểu Nguyệt khiếp sợ tới mức ngây người. Nàng căn bản không ngờ Dương Diệp lại đột nhiên ra tay, đây chính là Tiên Bảo Các, đã có rất nhiều năm không người nào dám gây sự ở đây. Nữ tử xinh đẹp kia cũng không ngờ được Dương Diệp sẽ trực tiếp ra tay. Nhưng chẳng bao lâu, vẻ mặt nàng có chút khó coi. Người trước mắt dám ra tay với nàng ở chỗ này, nhất định là có chỗ dựa. Một khi làm lớn chuyện này tuyệt đối sẽ không có lợi cho nàng. Vì để dẹp yên chuyện này, mà khiến người khác phải mang tiếng xấu, cả đời nàng cũng thấy không ít lần, hơn nữa nàng còn từng tự mình làm rất nhiều lần. Nghĩ đến đây, nữ tử xinh đẹp nói. Các hạ, có thể nói chuyện. Nói sao? Dương Diệp nhấc nữ tử xinh đẹp kia tới trước mặt mình, lúc ngươi giúp người khác hãm hại ta, sao không nói chuyện? Lúc ngươi giúp người khác điều tra ta, sao không tới nói chuyện với ta trước? Nghe vậy, nữ tử xinh đẹp không khỏi liếc nhìn Tiểu Nguyệt, thấy nàng cúi đầu, hai tay run rẩy. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên đến. Đừng nhìn nữa, ngươi không có cơ hội đi gây sự với nàng đâu. Cũng không phải chi Dương Diệp hắn thích đi gây sự vô cớ, hắn không biết người muốn tìm hắn gây phiền phức là ai, nhưng hắn biết thương hội này đang giúp đối phương. Quy định. Thương hội này ca bảo bọn họ tuân theo quy định, hắn tuân theo. Nhưng thương hội này lại giúp đỡ người khác không tuân thủ quy định tới hại hắn. Nếu như không phải có Tiểu Nguyệt, ngày hôm nay Dương Diệp hắn sẽ bị người khác xem là đầu heo giết thịt, mà hắn còn không hay biết gì. Công bằng sao? Hiển nhiên là không công bằng, nếu không công bằng với hắn, vậy hắn lại tới đòi. Bây giờ hắn chỉ có một mình, đừng nói thương hội này, thánh nhân liên minh gì đó hắn cũng dám giết. Có giết hay không là một chuyện, dù sao hắn cũng dám làm. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên đi đến. Thánh nhân! Nhìn thấy lão già này, Tiểu Nguyệt vội vàng cung kính thi lễ. Ra mắt Hàn lão! Lão già khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp cùng nữ tử xinh đẹp kia, ánh mắt của lão nhân nhìn Dương Diệp. Các hạ không phải muốn gặp chủ sự thật sự sao? Ta xem như là chủ sự, các hạ có thể thả lỏng tay không? Dương Diệp buông nhẹ tay, nữ tử xinh đẹp kia lập tức lùi đến bên cạnh lão già kia, sau đó cung kính thi lễ. Anh hùng tội đáng chết vạn lần, đã làm phiền đến Hàn lão. Hàn lão khoát tay áo, nàng vội vàng lui qua một bên. Hàn lão nhìn về phía Dương Diệp. Thiện cảnh, nếu ngươi dám ra tay ở chỗ này thì chắc hẳn có chỗ dựa. Tới nói ra cho ta xem thử, phía sau ngươi là thế lực nào. Thế lực sau lưng Tiên Bảo Các quả thật không nhỏ, nhưng hắn sống đến số tuổi này cũng biết rõ, thế gian này tuy không có nhiều thế lực lợi hại hơn Tiên Bảo Các, nhưng không ít. Có vài thế lực không thể đắc tội, ít nhất không thể vì một vài chuyện nhỏ mà đắc tội, nếu không có khả năng gây ra phiền phức tranh cãi. Thậm chí khai chiến. Dương Diệp cười. Hắn ngồi xuống bên cạnh. Ngươi tiến đến lại hỏi thế lực sau lưng ta, mà không phải hỏi chuyện đã xảy ra. Xem ra Thiên Bảo Các này đúng là không ra gì. Nếu để cho người bên ngoài biết Thiên Bảo Các ngươi liên kết người khác tới hãm hại khách hàng, không biết người bên ngoài sẽ nghĩ thế nào. Hai mắt của lão già híp lại. Ngươi không có khả năng ra ngoài. Giết người diệt khẩu sao? Dương Diệp đột nhiên đứng lên. Nhìn thẳng vào lão già kia. Thử xem. Khí thế hoàn toàn không yếu. Vẻ mặt nữ tử xinh đẹp tên là anh hồng kia càng thêm khó coi. Nàng biết chuyện lần này khó giải quyết. Lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trong phút chốc, một uy áp khủng khiếp trực tiếp nghiền ép về phía Dương Diệp. Thử. Hắn tốt xấu gì cũng là thánh nhân, sao có thể để vài lời của Dương Diệp hù dọa được. Tuy nhiên, hắn cũng không làm quá đáng. Chỉ là đang thử thăm dò mà thôi. Không bình thường cũng không thể chống đỡ lại được khí thế của thánh nhân. Tuy nhiên, Dương Diệp muốn chiến thắng thánh nhân có thể rất khó, nhưng chỉ một khí thế lại muốn ngăn chặn hắn, vậy không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Dương Diệp bước về phía trước một bước, một long uy cuốn ra ngoài.
Tất nhiên long uy chính là áp lực của thiên long, đương nhiên không đơn thuần là long uy, còn có khí thế của bản thân hắn. Chỉ dựa vào long uy, hiển nhiên khó đối đầu được với áp lực của thánh nhân. Bầu không khí bên trong phòng lập tức trở nên khẩn trương, hai nàng nhìn chăm chú, thấy hai luồng khí thế tập trung lại. Trong chớp mắt yên lặng, hai luồng khí thế đột nhiên nổ chung, nhưng thoáng cái đã biến mất không thấy bóng dáng. Lão già nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Thiện cảnh lại có khí thế như vậy, uy thế như thế, thực sự là tốt. Tuy nhiên, nếu đây là chỗ dựa của ngươi, vậy ngươi có khả năng đã nghĩ sai rồi. Lúc này, Dương Diệp giơ tay ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, khi thấy thanh kiếm này, sắc mặt lão già này đột nhiên thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm Dương Diệp. Là ngươi. Thanh kiếm mà Dương Diệp lấy ra chính là kiếm thủ. Lão già dĩ nhiên là nhận ra kiếm thủ, trong thế hệ của bọn họ, có ai không nhận ra thanh kiếm này. Bây giờ, người nào không biết kiếm này đang ở trong tay Dương Diệp. Bởi vậy, hắn nhận ra Dương Diệp. Dương Diệp nói, ta tới Tiên Bảo Các không phải để gây sự, vừa rồi sở dĩ ra tay, chẳng qua là muốn đòi lại công đạo. Người của các ngươi liên kết với người khác tới hại ta, Thiên Bảo Các muốn trả lại công đạo này thế nào? Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không trả, nhưng không sao, ta có thể tự mình tới đòi. Nói thật, ta có rất nhiều kẻ thù, thêm một Thiên Bảo Các hình như cũng không có gì. Vẻ mặt lão già có chút không dễ nhìn. Dương Diệp, tên sát tinh này. Hắn tất nhiên có biết một chút về Dương Diệp, thánh nhân liên minh truy sát, hơn nữa, còn không chỉ điều động một vị thánh nhân, nhưng Dương Diệp bây giờ còn sống sót, sống rất tốt. Nếu nói rằng không có binh gia hoặc đạo gia giúp đỡ, đánh chết hắn cũng không tin. Tuy Dương Diệp yêu nghiệt nhưng còn chưa yêu nghiệt đến mức có thể lấy sức một mình đối đầu với thánh nhân liên minh. Giờ phút này, hắn có chút đau đầu, tại sao Thiên Bảo Các lại trêu chọc tên sát tinh này? Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía anh Hồng, nàng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt cũng trắng bệch. Nàng biết người trước mắt này có lai lịch làm cho Tiên Bảo Các cũng không dám tùy ý động vào. Như vậy, nàng sẽ xui xẻo. Từ bây giờ, ngươi không phải là quản sự ở đây nữa. Quay về tổng bộ đi thôi. Ngoài thành, Dương Diệp dẫn theo Tiểu Nguyệt đi tới ngoài thành, sau đó dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Nguyệt. Xin lỗi đã liên lụy tới ngươi. Tiểu Nguyệt khẽ lắc đầu. Đây là sự lựa chọn của ta. Mặc dù trong lòng nàng có chút mất mát, dù sao đó cũng là một công việc có tiền đồ. Nhưng nàng cũng không trách Dương Diệp, bởi vì trước đây Dương Diệp nói giúp một câu mới khiến cho nàng có thể bước lên trên. Nhìn thấy có người nhằm vào Dương Diệp, nàng không thở ơ được. Dương Diệp đến. Tiểu Nguyệt cô nương có thiên phú tu hành cũng không tốt lắm, nhưng ta thấy cô nương có thiên phú quản lý thực sự không tệ. Ta có một nơi muốn gợi ý cho cô nương đi, không biết cô nương có bằng lòng không? Đương nhiên, ta có thể cam đoan với cô nương, nếu như cô nương bằng lòng đi, nơi đó chắc chắn sẽ trọng dụng ngươi, để cô nương có thể hiện ra tài năng của mình. Lão già nhìn chằm chằm Dương Diệp. Ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Dương Diệp đột nhiên nhảy dựng lên. Cái gì gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước? Lẽ nào ta nói không đúng à? Các ngươi liên kết người khác hại ta, vẫn bán tin tức của ta cho đối phương. Nói đến đây, hắn ngừng một hồi, sau đó nói. Cũng được, các ngươi không muốn bồi thường vậy thì thôi. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, khi đi tới cửa, hắn ngừng lại, sau đó nói. Nếu để người khác biết Tiên Bảo Các liên kết người khác hãm hại khách hàng, không biết có ảnh hưởng đối với các ngươi hay không? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, lão già kia xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cũng không quanh co lòng vòng. Mục đích ta tới đây lần này là muốn có được dưỡng hồn quan, nhưng dưỡng hồn quan quá đắt, ta chỉ có 50 vạn tiên tinh thạch, mua không nổi à. Ta thật nghèo. Lão già nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó đến. Không sao, chúng ta bằng lòng bán cho các hạ với giá 50 vạn, coi như kết giao bằng hữu cùng các hạ, được không? Thật vậy sao? Dương Diệp kích động, nói. Vậy cũng được sao, ái chà, thật ngại quá. Nếu ngươi có thành ý như vậy, ta mà từ chối thì không hợp với đạo làm người. Được, ta đáp ứng. Nhanh đưa dưỡng hồn quan tới đây. Tiểu Nguyệt trợn mắt há hốc mồm. Lão già kia liếc nhìn Dương Diệp sau đó cũng không dây dưa, lập tức gọi người đưa dưỡng hồn quan tới. Dương Diệp thu hồi dưỡng hồn quan,
sau đó đưa cho đối phương 50 vạn tiên tinh thạch. Dương Diệp ôm quyền sau đó cười nói với lão già. Thật ngại quá, à, ta còn có việc nên đành phải cáo từ trước. Nói xong, hắn muốn đi, mà lúc này dường như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên nhìn về phía Tiểu Nguyệt. Ta muốn dẫn nàng đi, không thành vấn đề chứ. Lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Không thành vấn đề. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp dẫn theo Tiểu Nguyệt rời khỏi Thiên Bảo Các. Sau khi hai người rời đi, này anh Hồng lại xuất hiện ở trong phòng. Hàn Lão, hắn là ai? Anh Hồng đột nhiên nói. Hàn Lão khẽ nói. Một sát tinh, Tiên Bảo Các không thể trêu chọc hắn được, nếu không, sợ rằng Tiên Bảo Các sẽ cuốn vào một vài vòng xoáy. Anh Hồng trầm giọng nói. Lý công tử ở phòng số 3 muốn đuổi theo giết đối phương, có nên nhắc nhở một chút không? Người muốn nhắc nhở ai? Hàn Lão nói. Nhắc nhở người áo bào đen này. Anh Hồng nói. Lý gia thật sự không đơn giản. Hàn Lão bật cười. Ngươi chắc hẳn phải nhắc nhở tên vô dụng họ Lý kia mới đúng. Không biết lão bất tử của Lý gia suy nghĩ như thế nào, lại để cho một tên phế vật như vậy đi ra làm mất mặt xấu hổ, còn đưa thẻ khách tím tờ cho hắn, đúng là ngu ngốc. Cho dù là hắn cũng không muốn đi trêu chọc người này, thật ra không phải là sợ, mà thật sự không muốn trêu chọc. Một khi trêu chọc tên sát tinh này thì sẽ bị làm phiền vô cùng vô tận. Trong lòng anh Hồng thầm cả kinh. Người kia có lai lịch gì? Ngay cả Lý gia cũng. Hàn Lão lắc đầu. Đừng quan tâm tới chuyện này, cũng khỏi phải nhắc nhở kẻ vô dụng kia. Đáng đời Lý gia hắn gặp xui xẻo thì cũng thôi, còn hại Tiên Bảo Các chúng ta gặp xui xẻo. Đúng là ngu ngốc không thể nói hết. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Anh Hồng vẫn có chút ngây người. Lý gia, đây chính là thế gia đứng đầu thiên tộc đấy. Lão già đột nhiên nói. Nghe vậy, anh Hồng cay đắng cười, vậy coi như là kết cục tốt nhất rồi. Nếu như không phải mấy năm nay nàng có chút công lao, chắc hẳn lần này nàng sẽ không giữ nổi cái mạng của mình. Nhân vật nhỏ mạng chẳng đáng gì với những thánh nhân cao cao tại thượng. Không phải tất cả thánh nhân đều trách trời thương người. Anh Hồng liếc nhìn Dương Diệp bên cạnh, sau đó cung kính lui ra ngoài. Như vậy được chứ? Lúc này, lão già kia đột nhiên nói. Phí tổn thất tinh thần. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên đến lên. Các ngươi liên kết người khác hại ta, gây cho ta tổn thất tinh thần không thể xóa nhòa, còn làm cho ta có vướng mắc, điều này có thể sẽ gây bất lợi cho con đường tu hành sau này. Cho nên, ta cảm thấy các ngươi có phải nên bồi thường chút gì không? Tiểu Nguyệt nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Thế lực này có lẽ không lớn bằng Tiên Bảo Các, nhưng tuyệt đối có tiềm lực rất lớn, quan trọng nhất là nếu như cô nương đi, có thể được coi trọng. Đương nhiên, nếu như bây giờ cô nương có chỗ khác để đi, ta cũng không ngăn cản. Tiểu Nguyệt lắc đầu. Ta không có nơi nào để đi cả. Dương Diệp nói. Vậy bây giờ cô nương khởi hành tới nhân tộc tìm một người tên là Dương Liêm Sương. Nói xong, hắn vung tay phải lên, một người mặc áo đen xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Nguyệt. Người mặc áo đen này chính là một con rối cường giả đại thiện cảnh mà hắn chế luyện trước đây. Hắn tổng cộng chỉ luyện được hai con rối này. Tiểu Nguyệt suy nghĩ một lát, sau đó nói. Được, đúng rồi, trước đó có người điều tra tiền bối cần phải cẩn thận. Đối phương có thể sẽ không từ bỏ ý định đâu. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta biết rồi, bản thân ngươi đi đường cẩn thận. Tiểu Nguyệt không nhiều lời, thi lễ với Dương Diệp rồi xoay người rời đi. Dương Diệp liếc nhìn theo phương hướng Tiểu Nguyệt rời đi, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Vạn Tinh Thành, tiếp theo, hắn lại muốn rời đi, mà lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Lại đi như thế sao? Vừa dứt lời, ở cách Dương Diệp không xa xuất hiện một người thanh niên hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, trên tay phải cầm hai quả cầu trong suốt màu lam. Mà sau lưng người thanh niên này có một lão già, hai tay lão già giấu trong tay áo. Hai mắt khép hờ. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía người thanh niên kia, sau đó nói. Ngươi chính là người mua dưỡng hồn quan. Thông minh. Người thanh niên chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Ngươi có biết không, bởi vì ngươi mà ta phải sử dụng mất một lần cơ hội quý giá. Cơ hội quý giá này vốn có thể giúp gia tộc ta làm được nhiều chuyện hơn, nhưng bởi vì ngươi mà cơ hội này không còn. Sau đó trách ta sao? Dương Diệp cười nói. Người thanh niên cười nói. Không trách ngươi, lẽ nào trách ta?
Lúc này, Dương Diệp bầy buông tay. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, đều là nam tử nên nhanh gọn một chút, muốn đánh, ngươi nhanh ra tay, về phần nói nhảm thì miễn đi. Ta không có thời gian nghe ngươi lèo nhèo, trong một hơi thở ta có thể kiếm lời được mấy chục vạn tiên tinh thạch rồi. Thật sao? Người thanh niên này cười ha ha. Nói như vậy, ta làm mất thời gian của ngươi lâu như vậy, có phải nên bồi thường tổn thất cho ngươi đúng không? Thông minh. Dương Diệp búng ngón tay. Quá thông minh, chuyện nà, không có 100 vạn tiên tinh thạch, mọi người đừng mong có kết thúc tốt đẹp. Buồn cười. Lúc này, lão già đang nhắm mắt đột nhiên nói một câu. Dương Diệp liếc nhìn lão già kia. Bây giờ các ngươi có thể báo gia tộc của mình lên. Lão già mở mắt nhìn về phía Dương Diệp cười nói. Ta sợ chờ lát nữa không ai đưa tiên tinh thạch cho ta. Dứt lời, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Giờ phút này, hai mắt lão già này trực tiếp nheo lại, ở bên trong tròng mắt đầy vẻ nghiêm trọng, cùng lúc đó, lão già cũng lập tức biến mất. Lúc lão già xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt người thanh niên này, mà lúc này, một nắm đấm đánh về phía mặt hắn. Lực lượng mạnh mẽ làm cho hắn cảm nhận được một áp lực nặng nề. Lúc này, hai tay lão già giấu ở trong ống tay áo đột nhiên động. Vèo vèo. Hai đường ánh sáng lạnh cắt ở trên nắm tay của Dương Diệp. Ầm. Lão già trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Dương Diệp ngừng lại, hắn nhìn tay của mình, trên nắm tay hắn có hai vết máu sâu, đây không phải là điểm chính là vết thương của hắn đang mục nát với tốc độ rất nhanh. Có độc. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn lão già phía xa kia, lão già kia cười lạnh. Còn là kỳ độc, dưới thánh nhân chỉ cần vừa dính thì chắc chắn phải chết, ngươi. Nói đến đây, lão già chợt dừng lại, ở trong mắt hắn đầy vẻ khó tin. Bởi vì tay phải của Dương Diệp đã khôi phục lại bình thường. Sao ngươi có thể làm được như vậy? Lão già nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Mà lúc này, Dương Diệp đã biến mất. Lão già kia lập tức bị một lực lượng đẩy đến hơn mấy trăm trượng, nhưng vẫn chưa kết thúc, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt của hắn và đánh ra một quyền. Ầm 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 ầm. Người thanh niên nhìn chăm chú, thấy lão già kia liên tục lùi lại, gần như không có sức đánh trả. Hoàn toàn bị áp chế. Người thanh niên nắm chặt hai tay lại, hắn biết lần này mình gặp phải một kẻ ngoan độc. Đúng lúc này, lão già kia đột nhiên bị một quyền của Dương Diệp đập xuống mặt đất. Cả mặt đất chấn động mạnh, lão già kia lại cũng không bò dậy nổi. Bởi vì một chân của Dương Diệp đã dẫm lên trên lưng hắn. Lão già cũng không phải là thánh nhân, chỉ là một cường giả đại thiện cảnh. Đại thiện cảnh căn bản không có uy hiếp gì với Dương Diệp, phải biết rằng hắn bây giờ là tiểu thiện cảnh đỉnh phong. Bây giờ, hắn không cần kiếm cũng có thể dễ dàng thắng được cường giả đại thiện cảnh bình thường. Dương Diệp tuyệt đối không giết lão già kia. Mà quay đầu lại nhìn về phía người thanh niên này. Người của gia tộc ngươi tới không? Người thanh niên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Các hạ, lần này là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, đụng phải các hạ, vẫn mong các hạ. 100 vạn, Dương Diệp dựng một ngón tay lên. 100 vạn mua mạng của hai người các ngươi, trong nửa khắc nếu như ta không thấy 100 vạn, ta sẽ khiến cho đầu của hai người các ngươi dọn nhà. Nghe vậy. Vẻ mặt của người thanh niên lạnh xuống. Ta là Lý Gia của thiên tộc. Thiên quân tới cũng không có tác dụng. Lúc này, Dương Diệp ngắt lời người thanh niên nói. Ngươi còn lại không nhiều thời gian đâu. Ở không thấy tiên tinh thạch, lão tử sẽ muốn giết người. Các hạ có khẩu khí thật là lớn. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ngay sau đó, một lão già cầm quải trượng đột nhiên xuất hiện. Thánh nhân! Người tới chính là một vị thánh nhân. Nhìn thấy lão già này, vẻ mặt người thanh niên buông lỏng, vội vàng nghênh đón. Ra ra. Lão già liếc nhìn người thanh niên. Mất mặt. Người thanh niên không dám phản bác, hơi cúi đầu, nhưng ánh mắt hắn lại liếc nhìn Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ oán độc. Lần này, hắn chịu thiệt quá lớn. Lúc này, lão già kia nhìn về phía Dương Diệp. Các hạ thậm chí không để mắt tới Lý Gia thiên tộc, lão phu thực sự tò mò. Cuối cùng là vì nguyên nhân gì làm cho các hạ có tự tin như vậy? Tới đây, để cho lão phu mở mắt một chút. Dương Diệp thu hồi chân. Không ngờ được bây giờ thánh nhân lại không đáng ra như bắp cải vậy, động một chút là có một người đi ra. Mạo muội hỏi một câu, Lý gia ngươi có bao nhiêu thánh nhân? Thế nào? Lão già khẽ nói.
Một mình ta còn chưa đủ à? Dương Diệp mỉm cười, trong phút chốc, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện thêm một thanh kiếm, thoáng cái, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Kiếm khí cường đại trực tiếp cắt rách không gian ở đó và lập tức đi tới trước mặt lão giả bấm tay bắn ra, điểm vào trên đường kiếm khí kia. Ầm, kiếm khí ầm ầm nổ tung, nhưng vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào trên đầu ngón tay của lão già kia. Ầm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, ngón tay của lão già kia chấn động mạnh, người lùi về phía sau chừng 10 trượng, mà lúc này, lại có một thanh kiếm xuyên qua không trung lao đến đỉnh đầu của lão già, sau đó chém xuống. Lão già giơ tay lên đánh ra một chưởng. Ầm. Dương Diệp trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, tuy nhiên thoáng cái, ba thanh kiếm đột nhiên bắn nhanh về phía lão già kia. Táng kiếm sát. Đoạn tội thêm kiếm thủ, còn có nhân kiếm hợp nhất, uy lực của một kiếm này cực lớn, mặt đất xung quanh trực tiếp bị đường kiếm khí này cắt thành vô số mảnh. Mà phía xa, hai mắt lão già này cũng hơi nheo lại, trong mắt hiếm khi có thêm một chút nghiêm trọng. Lão già bước về phía trước một bước, sau đó quải trượng trong tay điểm nhẹ về phía trước, ở trên đỉnh của quải trượng có một đường ánh sáng đỏ bắn ra. Ầm, ở đó đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, lão già kia lùi về phía sau chừng trăm trượng, nhưng không hơn. Dương Diệp lại lùi về phía sau mấy trăm trượng, ở khóe miệng còn có một tia đỏ sẫm khiến người ta dễ nhận ra. Nhưng trên mặt Dương Diệp vẫn tươi cười. Thánh nhân! Đối với hắn chẳng phải là cao không thể leo tới. Kiếm thủ. Đúng lúc này, lão già cầm quải trượng đột nhiên nói. Là ngươi. Dương Diệp nhìn về phía lão già, lại bị nhận ra sao? Tuy nhiên điều này cũng là bình thường, ở trong những thánh nhân danh tiếng thanh kiếm trong tay hắn còn lớn hơn cả hắn. Đây chính là kiếm thủ, từng khiến cho thần tộc vỡ mật. Dương Diệp đang muốn nói, lão già kia đột nhiên nói. Lý gia ta cùng ngươi không thù không oán, cần gì phải tới tìm Lý gia ta gây phiền phức chứ? Không thù không oán. Dương Diệp chỉ vào người thanh niên này. Hắn không tiếc trả giá muốn trả mua chuộc tiên bảo các tìm hiểu tin tức về ta, sau đó lại tới giết ta, cái này gọi là không thù không oán à? Dương Diệp ta có ơn báo ơn, có thù báo thù, Lý gia, lão tử nhớ kỹ. Hôm nào lão tử lại tới thiên tộc đi dạo. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, lão già kia đột nhiên nói. Lý gia ta cùng đạo gia cũng có chút quan hệ, chúng ta. Liên quan gì đến ta? Lúc này, Dương Diệp xoay người nhìn về phía lão già kia. Dù sao Dương Diệp ta bây giờ có kẻ thù khắp thiên hạ, thêm Lý gia không nhiều, bớt một Lý gia không ít, cùng lắm thì mọi người lại ngọc đá đều nát, ta. Cho ngươi 100 vạn tiên tinh thạch. Lúc này, lão già đột nhiên nói. Phía xa. Dương Diệp ngây người, sau đó cười nói. Hóa ra tiền bối Lý gia và đạo gia có quan hệ, ái trà, đây là lũ lụt tràn với Miếu Long Vương rồi. Tất cả là người một nhà, người một nhà, chuyện vừa rồi đều là hiểu nhầm thôi. Lão già cầm quải trượng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó bấm tay bắn ra, một chiếc nhẫn chứa đổ rơi vào trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp đang muốn nói, lão già kia đã trực tiếp dẫn theo người thanh niên bên cạnh biến mất. Dương Diệp liếc nhìn nhẫn chứa đồ, trong phút chốc, hắn nổi trận lôi đình. Hãm hại lão tử à? Bên trong nhẫn chứa đồ không phải không có tiên tinh thạch, nhưng chỉ có 35 vạn. Căn bản không có tới 100 vạn. Trong đám mây, người thanh niên cung kính đứng sau lưng lão già, không dám nói lời nào. Người rất tò mò về thân phận của hắn sao? Lão già đột nhiên hỏi. Người thanh niên do dự một lúc, sau đó đến. Ra ra. Đối phương thật sự dám sỉ nhục và đè ép Lý gia ta như vậy. Lão già quay đầu liếc nhìn người thanh niên không nói gì nữa. Lão già nói, ta có 9 phần chắc chắn có thể giết chết hắn. Người TK hanh niên nhìn về phía lão già nói. Nhưng sau đó thì sao? Sau lưng hắn có bóng dáng của binh gia cùng đạo gia. Tuy không biết địa vị của hắn ở trong hai nhà này nặng thế nào, nhưng ta biết có một tổ chức đã phát lệnh truy nã hắn. Đồng thời phái ra ít nhất 3 gã thánh nhân đuổi theo giết hắn, nhưng bây giờ không biết 3 người này ở đâu, nhưng Dương Diệp này vẫn sống vui vẻ. Ở sau lưng hắn là binh gia cùng đạo gia sao? Người thanh niên hỏi. Lão già lắc đầu. Không xác định, không quan tâm binh gia cùng đạo gia có đang giúp hắn hay không, nhưng bản thân hắn lại không phải là một người đơn giản. Hơn nữa,
lần này Thánh Nhân Liên Minh đột nhiên ra tay với hắn đã không thích hợp rồi. Đây là một vòng xoáy lớn, phải nói Dương Diệp chính là một vòng xoáy, rất có khả năng chính là vòng xoáy tranh đạo chính thống kia. Lý ra chúng ta là trăm triệu không thể cuốn vào vòng xoáy này, nếu không sợ rằng hải cốt không còn. Nói đến đây, hắn xoay người nhìn về phía người thanh niên. Người trẻ tuổi vì một chút khí thế mà muốn tranh một lát, ta hiểu, bởi vì ta cũng từng trẻ tuổi. Nhưng phải ghi nhớ kỹ, không nên vì chút tranh chấp mà ép mình vào đường chết, hoặc là ép gia tộc vào đường chết. Người thanh niên vội vàng nói. Ra ra, ta hiểu được. Sau này Tôn Nhi sẽ không hành động theo cảm tính nữa. Lão già lắc đầu. Đời người, ai không có thời nhiệt huyết sôi trào. Hành động theo cảm tình thường liên quan tới nhuệ khí, không thể hành động theo cảm tính nhưng nhuệ khí không thể mất. Nói chung, lần này coi như là một giáo huấn. Chuyện này cứ bỏ qua như vậy sao? Người thanh niên đột nhiên nói. Lão già liếc nhìn về nơi Dương Diệp biến mất, sau đó nói. Ta nghĩ hẳn có rất nhiều người muốn biết hành tung của hắn. Nói xong, hắn xoay người vung tay phải lên, cùng người thanh niên biến mất khỏi đó. Dương Diệp tuyệt đối không rời khỏi Vạn Tinh Thành, mà bước vào Vạn Tinh Thành tùy tiện tìm một chỗ ẩn nấp. Bên trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đặt hồn phách của huyết nữ vào trong dưỡng hồn quan, linh hồn nàng lập tức xuất hiện điểm sáng màu lam trong suốt, những điểm sáng này trải rộng cả linh hồn của huyết nữ. Có tác dụng. Vào giờ phút này, khối đá lớn trong lòng Dương Diệp mới thật sự rơi xuống. Trước đây, huyết nữ vì cứu hắn mà không tiếc tự nổ, đây là nỗi đau cả đời của hắn. Cũng may tất cả đều có thể bù đắp. Sau khi thu xếp cho linh hồn huyết nữ, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp, sau đó ra ngoài Vạn Tinh Thành, bây giờ hắn đã bị lộ rồi, chắc hẳn không bao lâu sẽ có người tìm lên đây. Bây giờ không đi, đợi lát nữa có thể sẽ không đi được. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và đang muốn rời khỏi đó, đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có một nam tử trung niên đang chậm rãi đi về phía hắn. Trên vai nam tử trung niên khiêng một cây búa to, ít nhất phải lớn gấp hai lần nam tử trung niên. Hắn đã từng thấy qua nam tử trung niên này. Nam tử trung niên đi ngang qua Dương Diệp thì đột nhiên ngừng lại, liếc nhìn Dương Diệp, sau đó tiếp tục đi về phía xa. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó lặng lẽ đi theo. Trong thành, Dương Diệp theo nam tử trung tuổi kia đi tới Tiên Bảo Các, lúc này, buổi đấu giá Tiên Bảo Các vẫn còn tiếp tục. Nam tử trung niên tuyệt đối không bị ngăn cản, mà thành công bước vào trong, tuy nhiên, đối phương không phải công khai tiến vào, mà là lẩn vào. Không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó cũng lặng lẽ lẻn vào trong, nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ không có cách nào che giấu được thần thức của thánh nhân trong Tiên Bảo Các. Nhưng bây giờ trên người hắn có mảnh lá bồ đề, thứ này cộng thêm kiếm vực của hắn đã có thể giấu được nhận biết của thánh nhân. Bên trong Tiên Bảo Các náo nhiệt khác thường, buổi bán đấu giá vẫn đang tiếp tục. Trên đài tròn, một nữ tử xinh đẹp đang cười tủm tỉm giới thiệu bảo vật trên đài. Trong bóng tối, Dương Diệp liếc nhìn nam tử trung niên đang ẩn nấp phía xa, đối phương liếc nhìn hắn, nhưng liền thu hồi ánh mắt. Thời gian trôi qua khoảng một khắc, ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh. Trên đài tròn, nữ tử kia đột nhiên nhìn lướt qua xung quanh, sau đó cười nói. Các vị, tiếp theo sẽ bán đấu giá bảo vật cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay, có thể nói món bảo vật này là món bảo vật tốt nhất của Tiên Bảo Các chúng ta trong 30 năm qua, nó tuyệt đối sẽ không làm cho các vị thất vọng. Ta sẽ không nói nhiều nữa, mọi người tự mình xem đi. Dứt lời, nữ tử vỗ nhẹ vài cái tay, rất nhanh, một lão già mang theo một cái dương thật dài xuất hiện ở trên đài tròn này. Lão già này không ngờ là thánh giả, Dương Diệp nhận ra lão già này, chính là lão già đã động thủ với hắn ở trong gian phòng lần trước. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên cái dương này, cuối cùng là bảo vật gì lại khiến cho một thánh nhân phải tự mình hộ tống vậy? Nữ tử thi lễ với lão già. Làm phiền lão tổ. Lão già khẽ gật đầu, sau đó lui qua một bên. Nữ tử khẽ vung tay, cái nắp hộp kia bay ra ngoài, ngay sau đó. Một thanh phương thiên hỏa kích màu bạc xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Phương thiên hỏa kích. Thanh phương thiên hỏa kích này dài chừng một trượng rưỡi, toàn thân màu đỏ bạc, ở đỉnh có một viên hạt châu lớn bằng nắm đấm, nhìn kỹ sẽ phát hiện ra hạt châu này thật ra là một con ngươi. Mà ở cuối nó cũng chính là chỗ vị trí cán kích có lơ lửng một cái đuôi bạc. Mà ở thân kích, ngoại trừ phần lưỡi kích, các bộ phận còn lại đều có từng mảnh vảy bạc. Ngoài điều này,
toàn thân Phương Thiên Hỏa Kích có từng sợi tơ màu đỏ quấn vòng quanh, không chỉ có vậy, ở mặt ngoài của hộp có một màn ánh sáng mỏng. Lúc này, nữ tử đột nhiên cười nói. Các vị, thanh kích này tên là Chiến Thiên, là thần vật trong trận chiến đầu tiên của thần tộc Thượng Cổ. Thần tộc, ở đó yên lặng tới mức kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Người có chút trình độ đều biết đây là chủng tộc gì, đây chính là bá chủ đại thiên vũ trụ năm đó, phải nói là chủ nhân đại thiên vũ trụ năm đó, khi đó, không quan tâm là tộc gì cũng phải dựa vào thần tộc để sống. Mà rất nhiều người ở đó lại chưa từng nghe qua chiến thần gì đó của thần tộc. Tuy nhiên, lão già trên đài tròn nghe tới chiến thần của thần tộc, mí mắt lại khẽ giật. Trong bóng tôi, Dương Diệp lắc đầu, hắn rốt cuộc biết mục đích của nam tử trung tuổi kia. Hắn đã từng gặp qua người này, chính là ở trên trấn nhỏ mà Thiên Tú từng ở. Chính là nam tử trung tuổi trước mắt này tự mình đi hủy phần mộ của Hiên Viên Đế. Mà bây giờ đối phương lại tới, rõ ràng là vì bảo vật của thần tộc này. Dương Diệp liếc nhìn lão già trên đài kia, trong mắt có chút thương hại. Thần tộc đã xuất hiện mà Tiên Bảo Các còn dám công khai bán đấu giá bảo vật của thần tộc, đây không phải là muốn chết sao? Trên đài tròn, nữ tử kia nâng cái hộp lên cao một chút, sau đó nói. Các vị, mặc dù vật này là cấp thánh nhân, nhưng nó cũng không phải là cấp thánh nhân bình thường. Phải biết rằng vật này được chế tạo từ thi thể của một con rồng lớn đạt được thánh nhân. Không chỉ có vậy, trong đó còn có thêm rất nhiều bảo vật của thần tộc năm đó. Năm đó cho dù là một vị lão tổ cũng không thể dễ dàng phá hủy được nó. Nói đến đây, nữ tử hơi cong khóe miệng. Nắm giữ vật này sẽ khiến cho các vị nắm giữ năng lực giết địch vượt cấp, nếu như ngươi là đại thiện cảnh, một khi nắm giữ vật này cũng có thể giết thánh nhân. Lời ấy không có khả năng là thổi phồng. Trên vật này còn có các loại bí pháp của thần tộc năm đó gia tăng, có thể phá các loại phòng ngự thân thể cùng với các loại lồng huyền khí. Không chỉ có vậy, trong đó còn sót lại long hồn. Cho dù gặp phải hồn tu cường đại này, chỉ cần có long hồn này, đối phương cũng không làm gì được ngươi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Đỉnh của vật ấy chắc phải có hai long nhãn, vì sao chỉ có một viên? Nữ tử liếc nhìn gian phòng kia, sau đó cười nói. Vật này quả thật có hai long nhãn có thể phá tất cả phương pháp ẩn thân, đương nhiên cũng chỉ là từng có. Nhưng nếu như thế gian chỉ có 10 loại phương pháp ẩn giấu thì nó có thể phá 9, cho dù bây giờ mất đi một long nhãn, nhưng muốn phá được 6-7 loại vẫn không có vấn đề. Về phần tại sao long nhãn kia lại biến mất, lại không thể không nhắc tới đệ nhất kiếm của đại thiên vũ trụ năm đó. Đệ nhất kiếm. Nữ tử thoáng cười nói. Mọi người chắc hẳn đều nghe nói qua về đệ nhất kiếm của đại thiên vũ trụ năm đó, không sai, chính là kiếm thủ, bội kiếm của Hiên Viên Đế năm đó. Một long nhãn khác của nó đã mất đi chính trong cuộc chiến đấu giữa chiến thần thần tộc cùng Hiên Viên Đế. Mà thứ chém mất long nhãn ấy chính là kiếm thủ. Nói đến đây, nữ tử nhìn lướt qua xung quanh, cười nói. Các vị, bây giờ kiếm thủ đang ở chỗ của Dương Diệp, tuy kiếm linh còn chưa thức tỉnh, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày thức tỉnh, nếu như các vị có lòng tin, có thể đi tìm Dương Diệp. À, ta có ý tốt nhắc nhở một chút, bây giờ Dương Diệp đã là tiểu thiện cảnh. Hơn nữa còn từng xuất hiện ở Vạn Tinh Thành, không chừng bây giờ đối phương đang ở xung quanh đây. Nói xong, nữ tử kia nở nụ cười. Bên dưới, Dương Diệp liếc nhìn nữ tử kia, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, nữ tử kia thu hồi vẻ tươi cười, sau đó nói. Các vị, vật này là thần vật, cho nên giá sẽ đắt một chút. Giá thấp nhất là 500 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn, ta. Đúng lúc này. Giọng nói của nữ tử ngừng lại. Thoáng cái. Suy. Cơ thể nữ tử phân ra thành hai nửa, ngũ tạng cùng máu tươi bắn đầy đất. Ở đó lập tức trở nên yên tĩnh. Có người gây sự. Mà lão già bên cạnh nữ tử này lại hơi nheo mắt, trong mắt đầy lạnh lùng. Lúc này, một nam tử trung niên chậm rãi đi về phía trên đài tròn kia. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều nhìn hắn. Cuối cùng, hắn đi tới trên đài tròn. Không nhìn lão già kia, ánh mắt trực tiếp tập trung ở trên thanh chiến thiên. Ở trong mắt hắn có chút phức tạp. Cảnh còn người mất. Các hạ không biết nơi này là Tiên Bảo Các không? Lúc này, lão già kia đột nhiên nói. Nam tử trung niên không xoay người. Vật này là người khác đưa cho các người bán đấu giá, hay chính các người đoạt được? Hai tay lão già chậm rãi nắm chặt lại. Xem ra các hạ thật sự tới. Đúng lúc này,
Nam tử trung tuổi kia đột nhiên xoay người, trong phút chốc, một cây búa to xuất hiện ở trong tay hắn, ngay sau đó, hai tay cầm búa lớn chợt bổ mạnh về phía trước. Một búa ra, tất cả thương hội lập tức biến thành tro tàn. Trong giây lát, vô số người bỏ chạy. Thánh nhân gặp nguy hiểm. Một bổ vừa rồi không chỉ hủy diệt tất cả phân hội tiên bảo các, còn kinh động tới vạn tinh thành. Vạn tinh thành tất nhiên có quản sự, dù sao, nơi này có quy củ thì tất nhiên phải có người giữ gìn. Bởi vậy, trong giây phút nam tử trung niên ra tay, một nữ tử xinh đẹp liền đi tới trên không trung tiên bảo các. Nữ tử xinh đẹp liếc nhìn lão già của tiên bảo các. Lý Các Lão, chuyện gì xảy ra vậy? Lý Các Lão nhìn về phía nam tử trung tuổi kia. Ngươi chắc hẳn nên hỏi hắn. Nữ tử xinh đẹp nhìn về phía nam tử trung tuổi kia, hắn không để ý tới nàng mà đi về phía Lý Các Lão. Một cơ hội cuối cùng, là người khác đưa cho các người bán đấu giá vật ấy, hay là tiên bảo các ngươi tự mình thu hoạch. Các hạ, nữ tử xinh đẹp kia đột nhiên muốn nói gì, mà lúc này, nam tử trung tuổi kia đột nhiên xoay người đánh xuống một búa. Suy, ở đó vang lên một tiếng xé rách, đó là không gian bị cắt ra. Phía xa, nữ tử xinh đẹp kia trực tiếp bị chấn động ra mấy nghìn trượng. Nam tử trung niên liếc nhìn nữ tử xinh đẹp kia. Muốn quản việc riêng thì bỏ mạng lại. Nói xong, nam tử trung niên quay đầu nhìn về phía lão già kia. Tổng bộ của tiên bảo các ở đâu? Tổng bộ. Giờ phút này, vẻ mặt lão già cuối cùng cũng nghiêm trọng. Hắn biết lần này đối phương không phải gây sự đơn giản. Hơn nữa, địa vị của đối phương tuyệt đối rất lớn. Nếu không cũng không dám trực tiếp gây sự ở vạn tinh thành, càng không thể nào dám đi tới tổng bộ tiên bảo các. Nghĩ đến đây, lão già bình tĩnh lại, sau đó nói. Các hạ, tuy tiên bảo các ta không là thế lực lớn gì, nhưng cũng không phải. Nam tử trung niên không nói gì, trực tiếp biến mất. Một khí thế khủng khiếp đột nhiên bạo phát ra ở vạn tinh thành, tất cả thành bị run rẩy. Vẻ mặt của nữ tử xinh đẹp trầm xuống và lại muốn ra tay. Mà vào lúc này, một thần thức đột nhiên khóa ở trên người nàng, vẻ mặt của nữ tử xinh đẹp chợt biến đổi, quay đầu lại, vào giờ phút này, cảnh tượng trong mắt nữ tử xinh đẹp đột nhiên phát sinh biến hóa, lúc này nàng ở trong một mảnh tinh không, đỉnh đầu tinh không vô tận. Nữ tử xinh đẹp chậm rãi nắm chặt hai tay và muốn ra tay, mà vào lúc này, những ngôi sao ở đỉnh đầu nàng đột nhiên chuyển động, nhanh chóng thay đổi, theo đó, một lực lượng thần bí xuất hiện ở khoảng không trên đỉnh đầu của nàng. Nữ tử xinh đẹp nhìn mảnh tinh không này hồi lâu, đột nhiên con ngươi của nàng co lại, khó có thể tưởng tượng được nói. Vật đổi sao rời thần tộc các ngươi là thần tộc. Lúc này, tinh quang vô tận rơi xuống. Âm thanh ngừng lại. Ba hơi thở sau. Cơ thể nữ tử xinh đẹp đột nhiên từ trong không trung chậm rãi rơi, toàn thân nàng lóe ra từng điểm sáng. Phía xa, Lý Các Lão nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt trở nên khó coi. Giờ phút này. Hắn thật sự hiểu rõ một việc, đó chính là hắn đánh giá thấp thế lực phía sau nam tử trung niên trước mắt này. Nhìn thấy nam tử trung tuổi kia lại muốn ra tay, Lý Các Lão vội vàng nói. Các hạ, vật ấy cũng không phải là của tiên bảo các ta, là người khác nhờ chúng ta bán đấu giá. Nam tử trung tuổi kia ngừng lại, sau đó hỏi. Người nào? Lão già có chút do dự. Giết! Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía chân trời kia. Giờ phút này, nam tử trung niên không do dự nữa, lập tức trực tiếp biến mất, trong phút chốc, tất cả trời đất đột nhiên thay đổi. U ám. Tất cả trời đất trở nên u ám, ngay sau đó, một cây búa to giống như lưu tinh xẹt qua thiên địa u ám. Bên dưới, vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng. Trời đất u ám này không phải là thế giới hiện thực, bởi vì hắn nắm giữ kiếm vực, cho nên có thể cảm nhận được rõ ràng, đây là thế giới do thánh nhân chế tạo ra, rất khủng khiếp. Thế giới giả phát ra áp lực không có cách nào ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Ngoài việc đó ra, Dương Diệp còn phát hiện ra trong thế giới này, nam tử trung tuổi kia trở nên cao không thể leo tới. Mà phía xa, hai mắt Lý Các Lão đã trợn tròn. Trộm thiên đổi địa ngươi tự nhiên đạt được loại cảnh giới này. Tiếp theo, trong thế giới giả phát sinh đại chiến kinh thiên động địa. Dương Diệp tuyệt đối không rời khỏi thế giới giả lập này, nam tử trung tuổi kia cũng không đuổi hắn đi. Đối với hắn, được quan sát cuộc chiến đấu giữa thánh nhân trong khoảng cách gần như vậy là cơ hội này mà hắn không muốn bỏ qua. Thánh nhân đã thuộc về cường giả đứng đầu trong trời đất này.
chiến đấu giữa bọn họ tuyệt đối có rất nhiều chỗ có thể học tập. Nhưng, Dương Diệp cũng không thể nhìn được quá lâu, bởi vì chiến đấu chỉ diễn ra không đến nửa canh giờ đã kết thúc. Ở đó khôi phục lại bình thường. Nam tử trung niên của thần tộc còn, lão già kia vẫn còn, nhưng, Dương Diệp đã không còn cảm giác được sức sống từ trên người hắn. Nam tử trung niên của thần tộc liếc nhìn Lý Các Lão. Bây giờ thánh nhân kém cỏi tới trình độ này sao? Vừa dứt lời, cơ thể của lão già này dần dần mờ ảo, không bao lâu đã hoàn toàn biến mất. Lại một vị thánh nhân chết. Trong không đến nửa canh giờ, hai thánh nhân ngã xuống. Sau khi Lý Các Lão ngã xuống không lâu, không gian phía chân trời đột nhiên bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, một lão già râu tóc bạc trắng đột nhiên từ trong không trung bước ra. Ánh mắt lão già tóc trắng rơi vào trên người của nam tử trung niên. Các hạ có thù oán cùng tiên bảo các ta sao? Là ai đưa chiến thiên cho tiên bảo các ngươi bán đấu giá? Nam tử trung niên hỏi ngược. Lão già tóc trắng im lặng một lát, sau đó nói. Không thể nói. Lại giết. Đúng lúc này, phía chân trời lại vang lên một giọng nói. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào, cơ thể thoáng động, cả người biến mất khỏi đó. Trong chớp mắt này, lão già tóc trắng phía xa cũng đã biến mất. Dương Diệp lại một lần nữa bước vào trong không trung, nhưng lần này, nam tử trung tuổi kia đuổi hắn ra. Ngay từ lúc đầu Dương Diệp cảm thấy không hiểu, nhưng chẳng bao lâu, hắn đã hiểu rõ. Bởi vì lần này nam tử trung tuổi kia đã gặp phải đối thủ. Tuy nhiên, Dương Diệp vẫn không buông tha, lại muốn tiến vào trong, mà vào lúc này, một ánh sáng đột nhiên bọc lấy hắn, thoáng cái, cảnh tượng trước mặt hắn thay đổi. Thế giới u ám. Hai vị thánh nhân đang chiến đấu kịch liệt, vượt quá sự tưởng tượng của Dương Diệp. Ở trong thế giới giả lập này, từng tấc đổ nát, từng tấc bị chôn vùi. Đây mới là thánh nhân quyết đấu thật sự. Vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng, nếu như hắn gặp phải hai người này, tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Sự thật chứng minh, trong thánh nhân cũng có mạnh yếu, hơn nữa, chênh lệch giữa các thánh nhân vẫn lớn vô cùng, giống như Lý Các Lão trước đó, đối phương còn xa mới bằng được nam tử trung niên này và lão già tóc trắng này. Cứ như vậy, Dương Diệp nhìn gần một giờ. Lúc này, ánh sao trên người hắn đột nhiên mở đi, cùng lúc đó, rất nhiều ánh sao đột nhiên xuất hiện ở trong không gian xám xịt này. Khi những ánh sao xuất hiện, sắc mặt lão nhân tóc trắng phía xa lập tức thay đổi. Ngươi, thần tộc. Hình ảnh trước mắt Dương Diệp ngừng lại. Qua gần 10 hơi thở, nam tử trung niên cùng lão già kia đã xuất hiện. Nhìn từ bề ngoài, hai người đều không có bất kỳ vấn đề gì. Lúc này, lão già tóc trắng này đột nhiên nói. Vật ấy là do thiên quân của thiên tộc giao cho tiên bảo các ta bán đấu giá. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu liếc nhìn qua. Vẫn hãy bỏ qua cho tiên bảo các ta. Vừa dứt lời, cơ thể của lão già dần dần mờ ảo, cũng không lâu lắm, hắn liền hoàn toàn biến mất. Lại một thánh nhân ngã xuống. Mà Dương Diệp phát hiện, ở xung quanh có rất nhiều thần thức mạnh mẽ đang không ngừng quét tới bên này. Nhưng không ai dám ra đây. Chưa tới một canh giờ đã liên tục có 3 vị thánh nhân ngã xuống. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và tính rời khỏi đó, mà vào lúc này, cơ thể hắn đột nhiên không thể dịch chuyển. Thoáng cái, hắn lập tức biến mất, bị người mạnh mẽ dùng ngoại lực rời đi. 3 hơi thở sau, Dương Diệp ngừng lại. Ở cách hắn không xa có một nam tử trung niên đang đứng. Trước mặt nam tử trung niên là một nữ tử váy trắng. Nữ tử quay lưng về phía hắn nên hắn không nhìn thấy được gương mặt của đối phương. Lúc này, nữ tử váy trắng này đột nhiên nói. Hiếm có. Sao? Dương Diệp không hiểu nhìn về phía nữ tử váy trắng này. Nữ tử váy trắng lắc đầu, sau đó khẽ vung tay, lúc này, nam tử trung tuổi kia đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó lấy ra một cái hộp thật dài đưa tới trước mặt Dương Diệp. Trong hộp là một thanh trường thương màu bạc đang nằm. Chính là chiến thiên. Dương Diệp không hiểu nhìn về phía nam tử trung tuổi kia. Cái này, nam tử trung niên nói, tặng cho ngươi. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Nam tử trung niên lắc đầu. Ta cũng muốn biết vì sao tặng cho một kẻ vừa xấu lại vừa yếu như ngươi. Dương Diệp. Dương Diệp bất mãn liếc nhìn nam tử trung niên, người này có biết nói chuyện hay không vậy? Không nên bôi nhọ vật ấy. Lúc này, nữ tử váy trắng này phía xa đột nhiên nói một câu. Dương Diệp đang muốn hỏi gì, nàng đã đột nhiên biến mất. Dương Diệp nhìn về phía nam tử trung tuổi kia.
tiền bối, nàng là... Nam tử trung niên liếc nhìn Dương Diệp. Ta còn muốn hỏi tại sao nàng lại biết ngươi, biết ta. Dương Diệp kinh ngạc nói. Nam tử trung niên nói. Không quen biết ngươi thì ngươi sớm đã chết rồi, không quen biết ngươi sẽ tặng chiến thiên cho ngươi sao? Vậy nàng là ai? Dương Diệp hỏi. Nam tử trung niên nhún vai. Quân sư, người của thần tộc ta rất mưu trí. Cũng chính là nàng đưa ngươi tới, ta mới không nói gì, bởi vì nếu nàng làm như thế thì nhất định là có dụng ý của nàng. Biết mình. Dương Diệp vắt hết óc cũng không nghĩ tới đối phương là ai. Mặc dù hắn biết hơi nhiều nữ tử, nhưng người có bản lãnh như thế, hơn nữa còn là thần tộc thì trong những người hắn biết lại không có ai phù hợp. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp lại hỏi. Thần tộc các ngươi muốn làm gì? Gần đây thần tộc đi ra thường xuyên, rõ ràng bọn họ có ý đồ gì đó. Làm gì? Nam tử trung niên hơi cong khóe miệng. Ngươi rất nhanh sẽ biết thôi. Nói xong, hắn vỗ nhẹ vài cái vào vai của Dương Diệp. Tuy không biết ngươi có năng lực gì, nhưng nếu quân sư coi trọng ngươi như vậy, đồng thời giao vũ khí này cho ngươi, rõ ràng ngươi nhất định có chỗ nào bất phàm, ta chờ mong ngày kề vai chiến đấu với ngươi. Dứt lời, hắn xoay người biến mất ở cuối chân trời. Dương Diệp nhìn về phía chân trời rất lâu, sau đó xoay người rời đi. Không quan tâm thần tộc làm gì, hắn đều không thể quản được. Mâu thuẫn giữa thần tộc cùng bách tộc, không có bất kỳ người nào có thể hòa giải. Hắn cảm thấy giữa thần tộc cùng bách tộc nhất định sẽ đánh một trận. Mà một trận chiến này rất có thể sẽ lập tức tới. Tại một chỗ không người, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh thấy không có bóng người liền trốn vào bên trong Hồng Mông Tháp. Chiến thiên. Dương Diệp im lặng nhìn cái hộp trước mắt. Hắn không ngờ được nữ tử váy trắng này tự nhiên đưa vũ khí này cho hắn. Hắn là kiếm tu, nhưng hắn cũng là thể tu. Hắn không phải là không dùng được phương thiên hỏa kích. Phải nói là hắn dùng cũng đặc biệt thích hợp. Có thể nói phương thiên hỏa kích này còn tốt hơn kiếm thủ à đoạn tội hắn dùng bây giờ. Đương nhiên, bởi vì kiếm linh của kiếm thủ đã rơi vào giấc ngủ say, bản thân uy lực của kiếm không có cách nào được phát huy. Phải biết rằng, năm đó kiếm thủ đã chém mất một long nhãn của phương thiên hỏa kích. Nhưng bây giờ, chiến thiên hiển nhiên phải mạnh hơn kiếm thủ. Dương Diệp thò tay cầm chiến thiên và có cảm giác lạnh lẽo, trong phút chốc. Vảy rồng trên chiến thiên bắt đầu chuyển động, dường như muốn sống lại. Tay của Dương Diệp chậm rãi dùng sức, dần dần, hắn cầm chiến thiên lên, trong phút chốc, một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên trong Hồng Mông Tháp. Trong âm thanh này có ý chí chiến đấu vô cùng vô tận, nghe thôi đã khiến cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Dương Diệp nắm chiến thiên và nhẹ nhàng đặt nó ở trên mặt đất, trong nháy mắt. Cả mặt đất đột nhiên chấn động mạnh, sau đó rạn nứt ra. Lực lượng. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, hắn cảm nhận được lực lượng vô cùng vô tận ở bên trong chiến thiên. Lực lượng này xuất phát từ bản thân chiến thiên, cơ thể hắn bây giờ lại không chịu nổi lực lượng này. Bởi vì giờ phút này, tay phải của Dương Diệp đã xuất hiện vô số tơ máu, đó là do da tách ra. Cơ thể không đủ mạnh. Lúc này, một khí thế khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, thoáng cái. Ảo ảnh một con rồng lớn màu trắng xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp. Thiên Long hộ thể. Khi Dương Diệp thi triển ra Thiên Long hộ thể, hắn lập tức cảm giác tốt hơn nhiều. Tuy còn có chút tốn sức nhưng vẫn miễn cưỡng có thể sử dụng được. Tuy nhiên, không thể dùng quá lâu, nếu như vượt quá một canh giờ, hắn nhất định sẽ kiệt sức mà chết. Nhìn chiến thiên trong tay, trên mặt Dương Diệp khẽ cười, giờ phút này, hắn cảm giác mình có thể thật sự đánh với thánh nhân một trận. Lấy lực lượng cơ thể hắn bây giờ cộng thêm lực lượng chiến thiên, tuyệt đối có thể tranh tài cùng thánh nhân một trận, tuy nhiên nếu như gặp phải cường giả thánh nhân giống như người trung niên vừa rồi, vẫn có chút quá sức. Trong thời gian tiếp theo, Dương Diệp bắt đầu làm quen với chiến thiên này. Hắn cũng không dùng chiến kỹ gì, chỉ đơn giản là bổ, chém, chọc, hất. Chiến thiên bị hắn sử dụng như kiếm. Ca ca. Lúc này... Một tiếng kêu sốt ruột đột nhiên vang lên ở bên tai Dương Diệp quay đầu nhìn lại, thấy Thiên Tú lúc này đang chạy nhanh về phía hắn, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đầy vẻ sốt ruột. Thân hình của Dương Diệp thoáng động, rơi vào trước mặt Thiên Tú, sau đó bế nàng lên. Sao vậy? Thiên Tú thở hồng hộc. Nhanh, tiểu bạch, nàng. Tiểu bạch. Sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, trong đầu vừa thoáng suy nghĩ đã tìm được vị trí của tiểu bạch.
trong phút chốc, cơ thể hắn thoáng động, dẫn theo Thiên Tú lập tức biến mất. Rất nhanh, Dương Diệp tìm được Tiểu Bạch. Giờ phút này, Tiểu Bạch lơ lửng ở trên không trung, cơ thể run lẩy bẩy. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Diệp vội vàng chạy tới bên cạnh Tiểu Bạch, mà lúc này, một linh khí khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể Tiểu Bạch cuốn ra ngoài, linh khí này lập tức đẩy Dương Diệp ra. Chuyện này, Dương Diệp nhìn Tiểu Bạch với vẻ khó có thể tin nổi. Nàng vừa ăn tia lửa kia, sau đó cứ như vậy. Bên cạnh Dương Diệp, Thiên Tú khẽ nói. Tia lửa, Dương Diệp ngây người, rất nhanh, hắn đã biết là chuyện gì. Chắc Thiên Tú nói tới bông hỏa sen lửa quý giá kia. Bông sen lửa có vấn đề à? Trong đầu Dương Diệp xuất hiện điều này, nhưng chẳng bao lâu đã bị hắn loại bỏ. Hỏa linh kia không có lý do gì để hại Tiểu Bạch cả. Không cần lo lắng. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên tai Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn lại và thấy Tiểu Thiên. Tiến hóa sao? Dương Diệp không hiểu. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Linh chủ thiên địa dĩ nhiên sẽ tiến hóa. Tuy nhiên, mỗi lần linh chủ như Tiểu Bạch các nàng tiến hóa đều cực kỳ lâu, thậm chí cần phải hơn vạn năm mới có khả năng tiến hóa một lần. Mà nàng, nếu như dựa theo tình huống bình thường, nàng còn lâu mới tới lúc tiến hóa, nhưng nàng ở trong tháp này hấp thu tử khí. Hơn nữa, một đường đi tới không ngừng có các loại bảo bối. Cho nên nàng tiến hóa sớm. Tiến hóa sớm. Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Tiến hóa sớm, vừa rồi nàng ăn bông sen lửa kia, chính là cọng rơm cuối cùng để nàng có cơ hội tiến hóa. Sau tiến hóa lần này, năng lực của nàng nhất định sẽ được nâng cao rất lớn, khi đó, nàng vận dụng linh khí trời đất nhất định sẽ đặc biệt khủng khiếp. Không chỉ có vậy, uy hiếp của nàng với linh vật thiên địa cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Dù sao cũng phải nói đây là một chuyện tốt. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiến hóa hay không? Hắn không quá để ý, hắn để ý là an nguy của Tiểu Bạch. Lúc này, Tiểu Thiên khẽ nói. Sau khi nàng tiến hóa, sợ rằng những thánh nhân cũng sẽ động tâm, đừng nói thánh nhân, cho dù là những lão tổ kia sợ rằng cũng muốn có, nếu nhất thời không cẩn thận, có khả năng sẽ có rất nhiều thánh nhân tìm đến Dương Diệp ngươi. Dương Diệp cười gượng. Bây giờ lại có rất nhiều thánh nhân tới tìm ta rồi. Tiểu Thiên nói. Ta đang nghiêm túc đấy. Sau khi Tiểu Bạch tiến hóa, nàng có rất nhiều tác dụng. Một loại trong đó chính là thu thập linh khí, nàng chính là một linh mạch tự nhiên, hơn nữa còn là linh mạch cao cấp nhất. Có nàng sẽ vĩnh viễn không cần lo lắng vấn đề linh khí, ngoài việc đó ra, có linh vật nàng ở bên cạnh còn có rất nhiều lợi ích. Nói ngắn gọn, sau này cần phải cẩn thận, không thể để cho nàng đi loạn bên ngoài mà không hề kiêng nể gì. Dương Diệp cười nói, ta hiểu rõ, sau này sẽ không để cho nàng bị lộ. Chỉ là nàng tiến hóa cần mất bao nhiêu thời gian. Tiểu Thiên nói, nếu như là ở nơi khác thì có khả năng phải rất lâu. Nhưng ở bên trong này, tối đa là một tháng, dù sao linh khí ở đây không chỉ dồi dào, còn đặc biệt tốt. Hơn nữa, tháp linh kia vẫn đang giúp nàng. Tháp linh đang giúp nàng à? Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Tháp linh đang hộ pháp cho nàng, nói chính xác là đang giúp nàng ổn định. Mặt mũi thật lớn. Dương Diệp cười gượng, hắn cũng không thể làm cho tháp linh giúp hắn hộ pháp, Tiểu Bạch lại có thể. Có thể có tháp linh che chở, an toàn của Tiểu Bạch nhất định sẽ không có vấn đề. Ngươi thì sao? Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Ta cái gì? Dương Diệp không hiểu nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên khẽ nói. Dự định thế nào? Dự định. Dương Diệp cười nói. Bây giờ ta còn có thể dự định thế nào? Không có dự định gì cả. Bây giờ điều đầu tiên ta phải làm là khiến mình sống sót. Nếu như ngay cả sống sót cũng không làm được, đâu còn thời gian để suy nghĩ chuyện khác. Tiểu Thiên mỉm cười. Cũng đúng, ngươi cố gắng lên. Đúng rồi, ta cũng đưa linh hồn của Tử Nhi vào trong dưỡng hồn quan, hiệu quả rất tốt, Tử Nhi cùng huyết nữ chắc hẳn sẽ có thể nhanh chóng tỉnh lại. Dương Diệp hít sâu một hơi, bây giờ hắn không còn lo lắng. Hắn liếc nhìn Tiểu Bạch, giờ phút này nàng đã yên tĩnh lại. Đúng lúc này, Dương Diệp nhíu mày, nhìn về phía Tiểu Thiên. Ta có chút chuyện phải đi ra ngoài một chút. Nói xong, hắn rời khỏi Hồng Mông Tháp. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp lấy ra đá truyền âm, lúc này, bên trong đá truyền âm này truyền ra giọng nói Dương Liêm Xương. Có cường giả thần tộc đi tới thiên tộc,
bằng hữu tiểu thất của ngươi có khả năng gặp nguy hiểm, có đi không? Thần tộc đi thiên tộc à? Dương Diệp nhíu mày, lẽ nào thần tộc muốn đánh thiên tộc? Dương Diệp nhíu mày, thần tộc đi thiên tộc. Trong lòng Dương Diệp trầm xuống, lẽ nào bây giờ thần tộc này lại muốn khai chiến với bách tộc? Hắn không hiểu nổi ý đồ của thần tộc, phải biết rằng, nếu như bây giờ thần tộc ra tay với thiên tộc, rất có thể sẽ làm cho bách tộc liên thủ. Đương nhiên, thần tộc không phải là kẻ ngu ngốc, đối phương khẳng định có thể nghĩ tới điểm này. Dương Diệp suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi. Tiểu thất, tuy hắn không có tình cảm gì với thiên quân, nhưng thiên quân là thiên quân, tiểu thất là tiểu thất. Tiểu thất đã từng vì cứu hắn mà nhưng thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Hơn nữa, trên đường đi tới, tiểu thất đã từng giúp hắn không ít chuyện, hắn cũng muốn xem thử thần tộc rốt cuộc muốn làm gì. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó cơ thể thoáng động, hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở cuối chân trời, vạn tinh thành đã xảy ra chuyện, bách tộc có thể nói là biết được trước tiên. Lần này, thần tộc công khai nói với bách tộc, bọn họ trở về. Thần tộc lại một lần nữa la hiện thân, trong giây lát, các tộc của bách tộc bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, có vài tộc đã bắt đầu triệu hồi cường giả trong tộc, có vài tộc đã bắt đầu liên minh. Tuy nhiên, trong bách tộc không có liên minh như trước kia. Bây giờ thần tộc không phải bá chủ siêu cấp như trước kia, nhưng bách tộc bây giờ cũng không phải là bách tộc trước kia. Ca, tất cả đại thiên vũ trụ sắp nổi mưa gió. Thiên tộc, Dương Diệp không mất bao nhiêu thời gian đã đi tới thiên tộc. Hắn vừa vào thiên tộc, lập tức cảm nhận được điều không thích hợp, bởi vì lối vào của thiên tộc tự nhiên không có người trông coi. Dương Diệp lập tức chạy tới thủ đô thiên tộc Vân Tiêu Thành. Vân Tiêu Thành. Giờ phút này đại trận phòng hộ của Vân Tiêu Thành đã được khởi động, từng cột ánh sáng bảy màu xoay quanh trên không trung Vân Tiêu Thành. Trong cột ánh sáng màu sắc rực rỡ đều tản ra lực lượng khủng khiếp làm người ta sợ hãi. Mà ở ngoài Vân Tiêu Thành là một nam tử trung niên khiêng búa lớn. Lần này, ở bên cạnh nam tử trung niên còn có một lão già. Lão già hơi cúi đầu xuống, hai tay khoanh trước ngực, ở trong ngực hắn là một thanh trường thương. Mà ở bên cạnh lão già còn một nam tử trung niên mặc trường bào màu trắng, trong tay phải cầm một cái quạt giấy, trên mặt tươi cười thản nhiên. Tất cả Vân Tiêu Thành giống như gặp phải kẻ địch lớn. Ba vị thánh nhân. Ba vị thần tộc thánh nhân hạ xuống Vân Tiêu Thành, tuy không thể chấn động thiên tộc, nhưng đây chính là thần tộc thánh nhân. Không tộc nào dám khinh thường thần tộc, cho dù cao ngạo như thiên tộc cũng không dám. Ở trước mặt thần tộc, bọn họ không có tư cách cao ngạo. Đúng lúc này, cửa thành chậm rãi mở ra, ngay sau đó, một nam tử trung niên đi ra. Người đi ra chính là thiên quân của thiên tộc. Thiên quân liếc nhìn ba người trước mặt mình, sau đó nói. Thế nào, thần tộc là muốn lấy thiên tộc ra khai đao trước à? Bắt thiên tộc ngươi khai đao. Nam tử trung niên mặc áo bào trắng cười nói. Thiên tộc ngươi có tài đức gì? Nghe vậy, vẻ mặt thiên quân lạnh xuống. Bây giờ thần tộc đã không phải là thần tộc trước đây. Nam tử áo bào màu trắng cười nói. Nhưng muốn tiêu diệt thiên tộc ngươi vẫn rất dễ dàng. Thật không? Thiên quân cong khóe miệng cười lạnh. Không hổ danh là thần tộc, vẫn tự cao tự đại cuồng vọng như trước. Xem ra, chuyện năm đó đã không khiến cho các ngươi học được cái gì gọi là khiêm tốn. Dứt lời, hắn vung tay phải lên. Trong phút chốc, sau lưng hắn xuất hiện năm lão già. Toàn bộ đều là thánh nhân. Khi biết cường giả thần tộc hạ xuống thiên tộc, hắn liền quyết đoán thức tỉnh lại một phần cường giả thánh nhân thiên tộc đang bế quan. Ngoài điều này, hắn còn lập tức thông báo với các tộc của thiên tộc, bảo cường giả thánh nhân của bọn họ chuẩn bị bất kỳ lúc nào. Đối với điều này, những thế gia này đều lập tức hưởng ứng. Tổ đồ thì làm gì có chứng lành. Tuy bên trong thiên tộc cũng quanh năm tranh đấu trong tối, ngoài sáng, nhưng ở vào thời điểm này, tất cả thế lực đều hiểu rất rõ, bọn họ chỉ có đoàn kết mới có khả năng sống sót. Không chỉ là thiên tộc, bất kỳ tộc nào cũng vậy. Đối mặt với loạn thế, bất kỳ một tộc nào cũng chỉ có đoàn kết mới có khả năng tiếp tục sống sót. Nếu không, bọn họ sẽ giống như rất nhiều tộc. Biến mất khỏi vũ đài của đại thiên vũ trụ. Đội hình thật lớn. Nam tử áo bào màu trắng của thần tộc khẽ cười, sau đó hắn ngẩng đầu liếc nhìn qua phía chân trời. Trong phút chốc, tất cả những ngôi sao ở phía chân trời đột nhiên mở đi, thoáng cái, tất cả trời đất đột nhiên từ ban ngày biến thành ban đêm. Tinh không vô tận, ngôi sao vô tận.
Ở trên không trung Vân Tiêu Thành trải rộng ngôi sao, ánh sao che phủ cả Vân Tiêu Thành. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt đám người Thiên Quân lập tức trầm xuống, tự nhiên có người lặng lẽ bày ra một đại trận ở Vân Tiêu Thành. Nam tử áo bào màu trắng cười nói. Trận này tên là Tụ Tinh Trận, một khi khởi động, cho dù có 10 thánh nhân cũng ngăn cản không được. Đương nhiên, những cường giả Thiên Quân các ngươi dĩ nhiên sẽ không có việc gì. Nhưng sợ rằng Vân Tiêu Thành sẽ không còn. Thiên Quân, ngươi có muốn thử không? Thiên Quân nhìn nam tử áo bào màu trắng rất lâu, sau đó nói. Nói ra ý định các ngươi tới đây. Rõ ràng, đây là lựa chọn lui một bước. Nam tử áo bào màu trắng cười nói. Chắc Thiên Quân đã đoán được chúng ta đến đây để làm gì. Ta không biết Thiên Quân nhận được chiến thiên của chiến thần đại nhân thế nào, nhưng ta biết thi thể của hắn chắc hẳn là ở bên trong thiên tộc, đúng không? Nghe vậy, vẻ mặt Thiên Quân trầm xuống. Giờ phút này, hắn rất hối hận vì trước đây đã cầm chiến thiên đi bán đấu giá, trước đây sở dĩ muốn cầm chiến thiên đi bán đấu giá là có hai nguyên nhân, đầu tiên là muốn nhận được một khoản lớn, bởi vì dù sao xã sắp có cuộc chiến lớn nên hắn phải chuẩn bị trước, tiên tinh thạch sẽ trở nên giá hơn. Phải biết rằng, bất kể là tăng thực lực lên, hay là chữa thương đều cần tới tiên tinh thạch. Bởi vậy, hắn muốn có một khoản tiên tinh thạch để phòng thỉnh thoảng sẽ cần tới. Không chỉ bán đấu giá chiến thiên, hắn còn muốn bán đấu giá một ít hàng, bẩn. Còn có một nguyên nhân khác, chính là muốn ném sạch thứ này, dù sao cũng là thần tộc, giữ lại trong tay của thiên tộc, sau này nhất định sẽ dẫn thần tộc tới. Cho nên hắn muốn bán đồ bỏng tay này đi, chỉ là hắn không ngờ được, bây giờ thần tộc lại dám công khai hiện thân. Đây là điều hắn không dự đoán được. Bây giờ, phiền phức đã tới. Đúng lúc này, người trung niên mặc áo bào trắng đột nhiên nói. Trong 10 hơi thở mà bên trong thiên tộc không giao ra thi thể chiến thần đại nhân, ngày hôm nay, Vân Tiêu Thành có thể biến mất. Hai tay Thiên Quân chậm rãi nắm chặt lại. Đánh sao? Thần tộc tuy mạnh mẽ, nhưng dựa vào mấy người trước mắt này không có cách nào uy hiếp được thiên tộc. Cho dù có Tụ Tinh Trận cũng vậy, dù sao cũng là thiên tộc, bọn họ vẫn có nội tình, chỉ có điều sẽ trả giá lớn một chút. Thiên Quân đang do dự. Thời gian dần trôi qua. Lại ở 10 hơi thở sắp qua, Thiên Quân đột nhiên vung tay phải lên, rất nhanh, một lão già xuất hiện ở bên cạnh hắn, lão già kia bấm tay bắn ra, một quan tài rơi vào trước mặt nam tử áo bào màu trắng thần tộc phía xa. Nam tử áo bào màu trắng liếc nhìn Thiên Quân, sau đó mở ra quan tài này, trong quan tài có một nam tử đang nằm. Trong mắt nam tử áo bào màu trắng lóe lên một tia phức tạp, hắn cùng nam tử trung niên khiêng búa lớn bên cạnh. Và cả lão già kia đều cung kính thi lễ với quan tài. Tôn kính phát ra từ nội tâm. Một trận đại chiến năm đó có rất nhiều người đánh ra một đường sống mà thần tộc mà phải chết trận, chiến thần này chính là một người trong số đó. Có thể nói, nếu như trước đây không phải tộc trưởng của thần tộc Thích Thiên dẫn theo một đám người chặn phía sau cho thần tộc, hiện nay, đại thiên vũ trụ này không chừng có thần tộc. Đây cũng là lý do vì sao thần tộc muốn tới đòi thi thể của chiến thần. Thiên Quân có chút đau lòng. Thi thể chiến thần của thần tộc không có khả năng là vật bình thường, nếu như hắn có thể hấp thu, thực lực nhất định sẽ bay vọt về chất. Khi vừa nhận được, hắn đã muốn làm như vậy, nhưng hắn không nắm chắc, cho dù chỉ có 8 phần nắm chắc, hắn cũng không dám. Bây giờ hắn không thể xảy ra chuyện gì, nếu không, thiên tộc sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng chính là lưu lại như vậy mà đồ đã không còn. Phía xa, nam tử trung niên mặc áo bào trắng của thần tộc đã thu thi thể kia vào, hắn liếc nhìn Thiên Quân, sau đó cùng hai người bên cạnh xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Tụ Tinh Trận trên không trung vạn tinh cũng biến mất. Tất cả vạn tinh thành khôi phục lại bình thường. Muốn liên lạc với tộc khác không? Lúc này, một lão già bên cạnh Thiên Quân đột nhiên nói. Thần tộc cho tàn lại cháy, ta cảm thấy, bách tộc nên liên thủ, lần này liên thủ nhất định có thể diệt sạch thần tộc này. Thiên Quân khẽ lắc đầu. Bây giờ bách tộc ví dụ như thiên tộc cùng nhân tộc, người cảm thấy chúng ta có thể liên thủ cùng bọn họ sao? Còn có ma tộc, người cảm thấy, mọi người có thể bỏ xuống những cừu hận kia sao? Còn có nhân tộc cùng yêu tộc lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ bách tộc căn bản không có khả năng đoàn kết giống như trước. Bây giờ, bọn họ chỉ hy vọng thần tộc không đi gây sự với bọn họ. Mỗi người đều chỉ biết quét tuyết trước cửa. Ta cảm thấy thần tộc sẽ không từ bỏ ý định. Lão già bên cạnh Thiên Quân trầm giọng nói. Trong trận đại chiến năm đó,
Bách tộc tàn sát nhiều người thần tộc như vậy, thù này, thần tộc chắc chắn sẽ không dễ dàng quên được. Thiên quân ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Bây giờ điều chúng ta có thể làm chính là chuẩn bị chiến tranh. Thông báo các đại gia chủ thế gia tới Vân Tiêu Thành gặp ta. Lão già kia khẽ gật đầu, sau đó lui xuống. Ở trong tinh không xa xôi, bên trong một gian phòng của Vũ Đế Học Viện. Một lão già liếc nhìn cuốn sách cuộn trước mặt, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại. Thần tộc, vừa dứt lời, trong gian phòng trở nên yên tĩnh. Qua rất lâu, lão già khẽ nói. Vì sao thần tộc tìm tới hắn là phát hiện ra điều gì sao? Viện trưởng ngươi rốt cuộc muốn làm gì còn nữa, Tiêu Giao Tử rốt cuộc mạnh đến trình độ nào, thậm chí ngay cả viện trưởng ngài cũng không nắm chắc giết được hắn. Ôi, loạn, loạn, loạn. Nữ tử váy trắng, một. Dương Diệp tuyệt đối không chạy tới Vân Tiêu Thành, hắn bị ngăn cản ở trong đám mây. Một nữ tử váy trắng ngăn cản hắn, chính là nữ tử váy trắng của thần tộc kia, đối phương đưa lưng về phía hắn nên hắn vẫn không nhìn thấy được gương mặt của đối phương. Vì sao? Dương Diệp nhìn thẳng vào nữ tử váy trắng, hỏi. Nữ tử váy trắng khẽ nói. Ngươi tin tưởng chữ, duyên, này sao? Có ý gì? Dương Diệp không hiểu, nữ tử váy trắng nói. Ta biết ngươi tò mò vì sao ta phải giúp ngươi. Thật ra rất đơn giản, bởi vì ngươi đã từng giúp ta. Năm đó bởi vì một vài nguyên nhân nên ổ thân thể ta xảy ra chút vấn đề, nếu như không phải ngươi ra tay trợ giúp, có khả năng ta đã gặp phiền toái lớn. Đương nhiên, còn có một vài nguyên nhân khác, nhưng đều không quan trọng. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Trước đây, ta muốn cho ngươi một ít nhân quả, nhưng cuối cùng không ngờ được. Nàng không nói. Đúng lúc này, ba người xuất hiện ở bên cạnh nữ tử váy trắng, đó chính là ba người ở thiên tộc trước đó. Nam tử áo bào màu trắng thần tộc này liếc nhìn Dương Diệp, sau đó mỉm cười. Đối xử tử Dương Diệp trầm giọng nói. Thần tộc các ngươi muốn ta làm gì? Tế với chiến thiên, tuyệt đối không được bôi nhọ nó. Dương Diệp trầm giọng nói. Thần tộc các ngươi muốn ta làm gì? Đối phương không chỉ giúp hắn còn đưa tới trang bị cực phẩm, hắn thấy thần tộc chắc muốn hắn làm gì đó. Nữ tử váy trắng khẽ lắc đầu. Không cần ngươi làm gì cả, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Dương Diệp im lặng. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên lại nói. Ngươi phải cẩn thận một chút. Có ý gì? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng nói. Trên người ngươi đã từng có một hạt giống ký ức. Tuy hạt giống ký ức này đã biến mất, nhưng thánh nhân bình thường không thể so sánh được với người trước đây cho ngươi hạt giống ký ức này. Cho dù là bây giờ, ta vẫn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương. Tuy nhiên ta không hiểu là có người hình như đang giúp ngươi, người này cũng cực kỳ mạnh mẽ. Dương Diệp trầm giọng nói. Trước đây cũng có người nói với ta như vậy, chỉ là ngươi biết đối phương là ai không? Nữ tử váy trắng khẽ lắc đầu. Có thể tính được những điều này đã là cực hạn rồi. Còn nữa, ngươi cũng phải cẩn thận tranh đạo chính thống giữa bốn nhà lớn. Đạo chính thống vô cùng quan trọng đối với mấy vị lão tổ kia, bọn họ quyết không sẽ cho phép đạo chính thống của mình bị diệt. Mà ngươi làm truyền nhân của đạo gia nên đã bị cuốn vào trong này, có thể nói con đường của ngươi sau này giống như đi trên băng mỏng. Dương Diệp nói, các ngươi không sợ bốn nhà lớn ra tay đối phó với các ngươi sao? Nữ tử váy trắng nói, bây giờ bọn họ có kẻ địch cường đại hơn, cho nên bọn họ không có sức lực để ý tới chúng ta. Còn có một điểm nữa, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận trông coi vật nhỏ trên người, đừng nên cho nàng rơi vào trong tay người khác. Sau này có lẽ nàng sẽ trở thành cứu tinh của ngươi. Vật nhỏ. Dương Diệp biết đối phương hẳn nói tới Tiểu Bạch. Nữ tử váy trắng lại nói, không ai biết tương lai sẽ ra sao, quân bảo trọng. Dứt lời, nàng trực tiếp biến mất. Ngoại trừ trung niên mặc áo bào trắng nam tử ra, hai người khác cũng biến mất không thấy. Người trung niên mặc áo bào trắng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Bây giờ ngươi chắc hẳn nên trốn đi. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Người trung niên mặc áo bào trắng cười nói. Quân sư nói có thánh nhân đang chạy về phía này, đối phương chắc chắn không phải tới tìm chúng ta, không cần phải nói, nhất định là tới tìm ngươi. Chúc ngươi may mắn, ha ha. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Thánh nhân, mình bị lộ rồi sao? Dương Diệp nhíu mày, trong phút chốc, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi,
thân hình rung lên và trực tiếp biến mất. Dương Diệp biến mất không lâu, một người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện ở vị trí đó, hắn nhìn lướt qua xung quanh, trong phút chốc liền trực tiếp biến mất. Trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Giờ phút này hắn rất nghi ngờ, không biết mình làm sao lại bị phát hiện. Không có đạo lý, chẳng lẽ lá bồ đề mất hiệu lực, hay đối phương lại thông qua phương pháp gì đó tìm được hắn. Thậm chí là có cường giả cấp lão tổ ra tay. Dương Diệp không dám suy nghĩ nhiều, tăng nhanh tốc độ. Hắn phải mau chóng rời khỏi thiên tộc, hắn không muốn đối đầu với thiên tộc, nếu như bị phát hiện ở đây, khi đó hắn không có khả năng chỉ có một kẻ địch thôi đâu. Tốc độ của hắn rất nhanh, không bao lâu liền ngự kiếm rời khỏi thiên tộc. Mà trong chớp mắt khi hắn vừa rời khỏi thiên tộc, hắn cảm nhận được phía sau có một thần thức cường đại truyền đến, tốc độ của thần thức này rất nhanh, hắn căn bản không kịp né tránh, trực tiếp bị luồng thần thức này bao phủ. Đây là thần thức của thánh nhân. Bị đối phương phong tỏa. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, lần này hắn muốn chạy cũng chạy không thoát. Dương Diệp ngừng lại vì không muốn lãng phí huyền khí, người mặc áo đen liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, cùng lúc đó, một rào chắn vô hình bao phủ ở xung quanh hắn, chặn tất cả đường lui của hắn. Đúng là khó tìm được ngươi. Lúc này, người mặc áo đen này đột nhiên nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn người mặc áo đen. Ta có chút tò mò, các ngươi làm sao tìm được ta? Ngươi đã từng nghe nói về Thiên Cơ Viện chưa? Người mặc áo đen nói. Dương Diệp lắc đầu. Người mặc áo đen nói. Một tổ chức được xưng có thể quan sát đánh giá thiên cơ, vì tìm tung tích của ngươi, liên minh đã trả một giá rất lớn. Cho dù là liên minh cũng chỉ bỏ ra được vài lần, cho nên lần này ngươi phải chết. Dương Diệp lắc đầu, cổ tay thoáng động, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn cười nói. Ta còn chưa muốn chết. Người mặc áo đen nói. Vậy sợ rằng không phải do ngươi quyết định được. Dứt lời, người mặc áo đen run lên và trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Dương Diệp. Ngay sau đó, Dương Diệp nhìn thấy một đường ánh sáng lạnh chợt hiện ra trước mắt hắn. Dương Diệp hơi nghiêng đầu, kiếm trong tay chợt chém xuống. Ầm! Tay phải của Dương Diệp lập tức cảm giác được một lực lượng rất lớn, lực lượng kia trực tiếp đẩy hắn và kiếm chấn động bay ra ngoài. Hắn còn chưa dừng lại, một bàn tay khổng lồ đột nhiên lộ ra khỏi không gian trên đỉnh đầu hắn, thoáng cái, bàn tay khổng lồ này trực tiếp chộp về phía hắn, nếu như bị bắt được, hắn nhất định sẽ hóa thành một bãi thịt nát. Dương Diệp không dám khinh thường, hai tay nhẹ nhàng vỗ một cái về phía sau, mượn lực lượng không gian ép mình ngừng lại, cùng lúc đó, hai tay hắn nắm kiếm phóng lên cao. Đối với loại cường giả này, trừ khi đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, nếu không đừng mong dễ dàng né tránh, bởi vì một khi né tránh, nhất định sẽ bị đối phương áp chế. Hắn lựa chọn đối diện. Kiếm quang phóng lên cao và trực tiếp đâm vào trên bàn tay khổng lồ kia, lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó trực tiếp làm cho toàn thân hắn chấn động mạnh, giờ phút này, hắn cảm giác cơ thể mình sắp rời ra từng mảnh. Tuy nhiên, uy lực kiếm của hắn cũng không thể khinh thường. Một kiếm này trực tiếp làm cho bàn tay khổng lồ kia rạn nứt. Tay Dương Diệp vẫn cầm kiếm và chợt xoay tròn. Ầm. Dương Diệp cảm giác trước ngực mình truyền đến một lực lượng cực lớn, hắn lại bay ra ngoài vạn trượng, vừa dừng lại, trong miệng hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, cả người hắn xuất hiện vô số tơ máu. Vừa rồi hắn đã cố gắng chịu một quyền của đối phương. Một quyền này thiếu chút nữa đã trực tiếp đánh cho cơ thể hắn tan ra. Thật sự làm cho người ta bất ngờ. Lúc này, người áo đen phía xa đột nhiên nói. Tuy theo điều tra của chúng ta biết Dương Diệp ngươi không phải là người bình thường, nhưng ngươi vẫn khiến cho ta có chút chấn động. Thiện cảnh lại nắm giữ thực lực như vậy, nói thật, nếu như ngươi đạt được thánh nhân, sợ rằng trong cùng cấp sẽ không có mấy người là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đạt được thánh nhân cấp. Vừa dứt lời, người mặc áo đen lại muốn ra tay, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên bước về phía trước một bước, một lực lượng thần bí xuất hiện ở xung quanh. Kiếm vực. Khi kiếm vực bao phủ ở xung quanh, người mặc áo đen này ngừng lại, hắn liếc nhìn xung quanh. Đúng thật là kiếm vực, trong thế hệ trẻ của nhân tộc, không thể nghi ngờ Dương Diệp ngươi là một trong mấy người giỏi nhất, có thể là một người duy nhất. Đáng tiếc, lần này ngươi không xong rồi, nhân tộc lại không có một thánh nhân nào muốn đứng ra nói chuyện giúp ngươi, có đáng buồn không? Đáng buồn gì? Phía xa, Dương Diệp cười lạnh nói. Con người, có chuyện gì cũng phải dựa vào mình.
Vừa dứt lời, hai tay hắn mở ra, rất nhanh đã có hai thanh kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, hai thanh kiếm đều xoay tròn trong lòng bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, ở trong thân thể hắn cũng xuất hiện một thanh kiếm lớn mờ ảo. Ba kiếm. Trong phút chốc, Dương Diệp trực tiếp biến mất, cùng lúc đó, ở trong kiếm vực có ba đường kiếm quang chợt lóe lên. Táng kiếm sát. Lần này, hắn thi triển ra sát chiêu của mình. Ba đường kiếm quang xuất hiện, không gian bên ngoài kiếm vực bắt đầu chấn động. Nếu như không phải có kiếm vực áp chế, sợ rằng không gian xung quanh đã trực tiếp nổ tung. Phía xa, trong mắt người mặc áo đen này lần đầu tiên xuất hiện một tia nghiêm trọng, hắn lùi về phía sau một bước, hai tay khẽ vẫy. Trong phút chốc, không gian bên trong kiếm vực của Dương Diệp đột nhiên dâng lên từng cuộn sóng, từ trong không gian có từng lực lượng khủng khiếp giống như thủy triều tuôn ra, không gian bên trong kiếm vực của Dương Diệp trực tiếp vỡ vụn. Mười hơi thở sau, ở đó đã khôi phục bình tĩnh. Dương Diệp cùng người mặc áo đen kia vẫn còn, tuy nhiên lúc này vẻ mặt Dương Diệp đặc biệt tái nhợt, không có chút sắc máu nào, cả người thoạt nhìn rất suy yếu. Mà trước ngực của người mặc áo đen lại có một vết kiếm. Người mặc áo đen liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Không ngờ ta sẽ bị một thiện cảnh gây thương tích, lợi hại. Không thể nghi ngờ đây là một đánh giá rất cao. Phía xa, hai mắt Dương Diệp nhắm lại, trong phút chốc. Một khí thế khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, thoáng cái, một con rồng lớn mờ ảo xuất hiện ở phía sau hắn, cùng lúc đó, ở trong tay Dương Diệp xuất hiện một vũ khí. Chiến thiên! Ngươi! Đúng lúc này, người áo đen cách đó không xa đột nhiên kinh hãi nói. Thiên Long, sao ngươi có thể như vậy được? Dương Diệp sửng sốt. Hư vô giới! Một! Người này làm sao biết được con rồng lớn phía sau mình là Thiên Long? Trong lòng Dương Diệp đầy vẻ nghi ngờ. Lúc này, người mặc áo đen này đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp đó không xa, dưới áo bào đen, hắn nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Vì sao? Vì sao hắn ở trên người ngươi? Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, hắn có thể nhìn thấy hai mắt của đối phương lúc này còn đang nhìn chằm chằm vào hắn, khiến da đầu hắn có chút tê dại. Thấy đối phương không có ý động thủ, Dương Diệp cũng không ra tay, lập tức nói. Đây là truyền thừa ta thu được khi ở thiên tộc. Là thiên đế cho ngươi sao? Người mặc áo đen hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Lúc này, hắn đã đại khái hiểu rõ vị thánh nhân trước mắt này đến từ tộc nào. Người mặc áo đen nhíu mày. Tại sao hắn lại đa truyền thừa của thiên tộc ta cho một con người? Dương Diệp nhún vai. Ta cũng không biết, tuy nhiên, thứ này không phải cho không. Hắn nói sau này thiên tộc gặp nạn phải cố di cắn hết sức giúp thiên tộc một tay. Người mặc áo đen nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Vậy vì sao thiên quân lại nhiều lần muốn giết ngươi? Dương Diệp vuốt tay. Ta đã từng là bằng hữu tốt của nữ nhi của hắn, hắn không muốn ta và nữ nhi của hắn có bất kỳ liên quan nào, cho nên có lòng muốn giết ta, đáng tiếc, hắn không thành công. Lúc này, người mặc áo đen từ từ nhắm hai mắt lại. Do dự không biết có nên động thủ không? Thiên Long. Đây là tượng trưng của người bảo vệ thiên tộc, mà thiên đế còn là người hắn đã từng tôn kính nhất, năm đó chính là thiên đế dẫn dắt thiên tộc tách riêng ra, cũng là thiên đế làm cho thiên tộc có vị trí nho nhỏ trong đại khí vũ trụ này. Có thể nói thiên đế được mọi người trong thiên tộc tôn kính. Thiên đế cũng là một vị cường giả siêu cấp, đối phương giao Thiên Long cho Dương Diệp. Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn Dương Diệp, lúc này hắn đột nhiên phát hiện, Dương Diệp đúng là một nhân tài hiếm có. Bất kể là tiềm lực hay thực lực đều tuyệt đỉnh, nếu theo thời gian, một khi Dương Diệp nhập thánh, ngoại trừ những lão tổ cơ bản không xuất thế, sợ rằng cũng không ai làm gì được Dương Diệp. Hơn nữa, phía sau Dương Diệp vẫn có nhà kia. Nghĩ đến đây, người mặc áo đen đã có quyết định. Hắn trầm giọng nói, ta là thánh nhân của thiên tộc, nếu ngươi được thiên đế chọn lựa làm người bảo vệ, ta tất nhiên không thể ra tay với ngươi, tuy nhiên vì an nguy của thiên tộc, ta cũng không thể giúp đỡ ngươi. Bản thân ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Vì sao? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Là bởi vì ta là người bảo vệ thiên tộc sao? Người mặc áo đen dừng bước lại. Nếu thiên đế hắn lựa chọn ngươi thì nhất định có dụng ý của hắn. Ta xem như đang nể mặt mũi của hắn, mà không phải muốn sau này ngươi giúp đỡ gì thiên tộc. Đương nhiên, nếu như sau này ngươi có thể nhớ tới phần ân tình của thiên đế lão nhân gia.
vậy tất nhiên là tốt nhất, nếu như không thể cũng không có gì. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Mà lúc này, giọng nói người mặc áo đen đột nhiên từ phía chân trời kia truyền đến. Thánh nhân liên minh không sẽ bỏ qua. Âm thanh đến đây là kết thúc. Dương Diệp im lặng, hắn không ngờ được chuyện sẽ như vậy, đối phương lại có thể không đánh. Đương nhiên, đây là chuyện tốt đối với hắn. Tuy hắn có thể dùng chiến thiên liều mạng cùng đối phương, nhưng phần thắng của hắn cũng không lớn. Nếu đối phương đồng ý dừng tay, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Dương Diệp thu hồi chiến thiên, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Chữa thương. Trước đó đánh một trận, có thể nói toàn thân hắn không có chỗ nào lành. Được Hồng Mông tử khí chữa trị, chưa tới một canh giờ, thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Dương Diệp đi tới bên cạnh Tiểu Bạch, giờ phút này Tiểu Bạch còn đang tiến hóa. Đã lâu không gặp nhóc nghịch ngợm này, hắn đột nhiên có chút không quen. Ca ca, khi nào thì Tiểu Bạch mới tỉnh lại? Lúc này, Tiểu Thiên bên cạnh Dương Diệp đột nhiên hỏi. Dương Diệp bế Thiên Tú lên, cười nói. Rất nhanh thôi, thế nào, muội nhớ nàng rồi sao? Thiên Tú khẽ gật đầu. Rất nhớ. Dương Diệp cười nói. Ta cũng nhớ, chỉ có điều bây giờ không thể quấy nhiễu nàng, chờ nàng tiến hóa xong, lại bảo nàng chơi với muội được không? Thiên Tú gật đầu, sau đó nàng nghiêng đầu nhìn Dương Diệp. Ca ca, không quan tâm sau này ta biến thành thế nào, ta đều sẽ nhớ kỹ ngươi cùng Tiểu Bạch. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Thiên Tú, hắn nghiêm mặt nói. Thiên Tú, vì sao nói vậy? Thiên Tú cúi đầu xuống, im lặng. Sao vậy? Dương Diệp nhẹ giọng hỏi. Thiên Tú nói. Ta cũng không biết, ta chính là có cảm giác không tốt, ta không muốn mất đi ca ca cùng Tiểu Bạch, ta nhất định sẽ không để mất đi các ngươi. Dương Diệp khẽ xoa đầu Thiên Tú. Sẽ không đâu, chỉ cần ngươi không rời khỏi chúng ta vĩnh viễn sẽ không rời khỏi ngươi. Mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng Dương Diệp lại trầm xuống. Thiên Tú không phải thiếu nữ bình thường, bởi vậy, khi tâm tình Thiên Tú biến hóa, hắn vẫn vô cùng để ý. Sau này Thiên Tú rốt cuộc sẽ biến thành thế nào, hắn không biết. Nếu như trở nên tốt hơn, vậy còn được, nhưng nếu trở thành kẻ xấu khi đó sẽ có chút khó xử. Đây là điều hắn lo lắng nhất. Sau khi chơi đùa cùng Thiên Tú, Dương Diệp liền rời khỏi Hồng Mông Tháp. Vừa rời khỏi Hồng Mông Tháp, hắn liền nhận được truyền âm của Dương Liêm Xương, Dương Diệp lấy ra đá truyền âm, lúc này, giọng nói Dương Liêm Xương từ trong đó truyền ra. Có chuyện đặc biệt lớn rồi. Chuyện đặc biệt lớn. Dương Diệp nhíu mày, bởi vì giọng nói của Dương Liêm Xương rất nghiêm trọng. Lúc này, đá truyền âm lại vang lên. Cây bồ đề trong truyền thuyết xuất hiện. Cây bồ đề. Dương Diệp nói. Thứ gì? Dương Liêm Xương nói. Vật ấy là một thần vật, nghe đồn lão tổ Phật gia năm đó dựa vào cây bồ đề này để ngộ đạo lập tổ. Nói một cách đơn giản, đồ này rất có khả năng làm cho thánh nhân bước ra một bước cuối cùng, cũng chính là vấn tổ. Từ sau năm đó, thứ này chưa từng xuất hiện qua, tất cả mọi người cho rằng vật kia ở chỗ Phật gia, thật ra không phải, thứ đó có linh, trước đây nó tuyệt đối không lựa chọn theo Phật tổ, mà tự mình rời đi. Làm sao nàng biết? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Xương nói. Ta điều tra ra được, tuy nhiên ta cũng không biết chuyện này có thật hay không. Nhưng, cây bồ đề này đúng là hiện thân ở hư vô giới, đây là một tiểu vũ trụ độc lập ngoài đại thiên vũ trụ, cho đến hiện nay, đây cũng là vũ trụ đầu tiên bị phát hiện ra trừ đại thiên vũ trụ. Ở sau hư vô giới là hố đen vô tận, ở những ngoài hố đen này, sợ rằng chỉ có những lão tổ mới biết được những điểm cuối của hố đen vô tận là gì. Dương Diệp trầm giọng nói. Tin tức này của ngươi có đáng tin không? Đáng tin 9 phần. Dương Liêm Xương nói. Ta cũng điều tra qua tư liệu, cây bồ đề này quả thật cứ cách một khoảng thời gian sẽ xuất hiện, đương nhiên, ta cũng không dám hoàn toàn bảo đảm chính là cây bồ đề này. Tuy nhiên, đề nghị của ta là ngươi có thể tới đó xem thử. Đương nhiên, không nên đi tranh, bởi vì nếu là cây bồ đề thật sự, bách tộc cùng rất nhiều thánh nhân nhất định sẽ liều mạng chém giết. Khi đó, cho dù ngươi cướp được cũng không phải là của ngươi. Vậy ngươi bảo ta đi làm gì? Dương Diệp hỏi. Ngu ngốc. Giọng Dương Liêm Xương lớn hơn. Không nhất định phải nắm giữ cây bồ đề này, nếu như ngươi may mắn nhìn thấy, sẽ có cơ hội nâng cao một bước. Nói tóm lại đây là một cơ hội, dù thế nào cũng phải thử xem.
Hơn nữa, lấy thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi không cướp, muốn an toàn thì nhất định không có vấn đề. Dương Diệp im lặng. Lúc này, Dương Liêm Sương lại nói. Đây đúng là một cơ hội, cho dù ngươi đi, có thể liếc mắt nhìn qua cũng được, nếu như may mắn được một quả bồ đề thật sự, cho dù là một lá bồ đề cũng đặc biệt có lời. Chỉ có điều phải cẩn thận một chút, bởi vì nếu như ta không đoán sai, sợ rằng bây giờ bách tộc cùng bốn nhà lớn, còn có một vài thế lực thần bí đều đã nhận được tin tức này, bởi vậy, bây giờ chắc sẽ có rất nhiều cường giả chạy tới hư vô giới. Nói đến đây, Dương Liêm Sương dừng lại một lát mới nói tiếp. Thật ra, từ sâu trong lòng, ta hy vọng ngươi có thể nhận được đồ kia, ngươi cũng có cơ hội vô cùng lớn. Dù sao, trên người ngươi có vật kia, còn có một tiểu bạch không phải rất có thể lừa sao. Bên trong Hồng Mông Tháp, tiểu bạch đột nhiên ngáp một cái. Trong hiện thực, Dương Diệp trầm giọng nói. Đồ này thật sự có thể khiến người ta vào vấn tổ sao? Dương Liêm Sương nói. Có lẽ có hơi khuyết đại, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường tác dụng của nó, cho dù không thể vấn đạo nhập tổ, nhưng chắc chắn có thể khiến người ta được ích lợi không nhỏ, nếu không, bách tộc cùng những thế lực kia sẽ không động tâm với nó. Cho nên, ngươi thấy thế nào? Dương Diệp trầm giọng nói. Nếu như ta nhận được nó, ta sẽ như thế nào? Dương Liêm Sương nói. Nhất định sẽ gặp phải bách tộc cùng rất nhiều cường giả truy sát. Dù sao, nhát gan thì chết đói, can đảm thì chết no. Hơn nữa, ta không tin vị đạo gia kia thật sự không quan tâm ngươi. Hiện tại đối phương không quan tâm, có thể nói là rèn luyện ngươi, nếu như khi đó còn không quản, như vậy ngươi ở lại đạo gia cũng không có ý nghĩa gì, không bằng đi Nho gia hoặc Phật gia. Dương Diệp suy nghĩ rất lâu, sau đó hắn lấy ra lá bồ đề. Theo hắn suy đoán, lá bồ đề này hẳn ở trên cây bồ đề này. Một chiếc lá lại có thể che giấu khí tức, làm cho thánh nhân đều không phát hiện được. Vậy nếu như là bản thân cây bồ đề này thì sao? Suy nghĩ rất lâu, Dương Diệp nói. Được, ta đi xem thử. Dù sao, có thể cướp thì cướp, không thể cướp, cho dù cướp lá cây cũng được, không thể lỗ vốn. Dương Liêm Sương nói. Tất cả phải cẩn thận, ta sẽ luôn thu thập tin tức giữa các tộc. Sau đó nhặt cái có tác dụng cho ngươi. Còn nữa, thần tộc có thể sẽ có động tác, cẩn thận. Cái chủng tộc này thần bí lại mạnh mẽ, bây giờ bọn họ ngủ đông còn chưa có thần bí, nhưng ta tin tưởng không bao lâu nữa, bọn họ sẽ làm bách tộc run rẩy. Thần tộc. Dương Diệp cười gượng, bây giờ thần tộc này thể hiện ra thực lực chỉ là một góc nhỏ mà thôi, nhưng như vậy đã làm cho thiên tộc phải kiêng kỵ. Sau khi nói chuyện với Dương Liêm Sương một lát, Dương Diệp thu hồi đá truyền âm. Sau đó biến mất ở phía chân trời. Đi tới hư vô giới. Cấp thánh nhân, 1. Hư vô giới. Nói một cách nghiêm khắc, hư vô giới cũng không thuộc về đại thiên vũ trụ, mà là một vũ trụ độc lập ngoài đại thiên vũ trụ. Vũ trụ to lớn, vô cùng vô tận, tất cả vũ trụ tất nhiên không có khả năng chỉ có một đại thiên vũ trụ. Thăm dò. Từ giây phút loài người xuất hiện đã không ngừng ở thăm dò, đầu tiên là thăm dò tinh cầu của mình. Cuối cùng là thăm dò bầu trời sao, tiếp theo lại thăm dò vũ trụ. Cho đến hiện nay, hư vô giới là vũ trụ độc lập duy nhất mà loài người phát hiện được ngoài đại thiên vũ trụ. Ngoài hư vô giới thì không có ai biết tới. Bởi vì ở ngoài hư vô giới là hố đen vô tận, những hố đen bao quanh hư vô giới, đồng thời cũng bao quanh đại thiên vũ trụ. Tuy vậy hố đen cũng chưa có uy hiếp gì với cường giả đạo cảnh, nhưng nếu như là hố đen vô tận thì thánh nhân cũng không dám tùy ý bước vào trong đó. Cái gọi là hố đen vô tận chính là vô cùng vô tận. Đại thiên vũ trụ cùng thế giới ngoài hư vô giới là gì? Vấn đề này, sợ rằng chỉ có mấy vị lão tổ kia mới có khả năng biết được. Hư vô giới xuất hiện cây bồ đề, tin tức này vừa ra khiến bách tộc chấn động, trong giây lát, rất nhiều cường giả chạy tới hư vô giới. Cường giả đi tới đó, thấp nhất đều là đại thiện cảnh, những đại thiện cảnh này cũng không phải là đại thiện cảnh bình thường, bọn họ đều sẽ lập tức nhập thánh. Bởi vì cây bồ đề xuất hiện, trong giây lát mọi người đều quên chuyện thần tộc xuất thế, phải nói là trực tiếp bị phai nhạt. So sánh với thần tộc, cây bồ đề rõ ràng quan trọng hơn, dù sao thần tộc bây giờ không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn trả thù bách tộc. Còn nữa, đối với bách tộc, không gì quan trọng hơn việc làm cho trong tộc mình xuất hiện thêm một vị lão tổ. Sở dĩ bốn nhà lớn có thể bao trùm trên bách tộc. Nguyên nhân chủ yếu cũng bởi vì bốn nhà lớn có cường giả cấp lão tổ, nhưng bách tộc không có. Mà đối với những lão tổ,
thánh nhân hiển nhiên hoàn toàn không đủ nhìn. Cho nên, nếu như trong bản thân tộc bọn họ xuất hiện một vị lão tổ, vậy địa vị của tộc bọn họ ở đại thiên vũ trụ sẽ lập tức nâng cao lên rất nhiều đẳng cấp. Bởi vậy, việc cấp bách đối với bách tộc bây giờ là tranh đoạt cây bồ đề này. Tuy tất cả đều biết cạnh tranh tuyệt đối rất lớn, nhưng không có người nào buông tha. Trong tinh không mênh mông, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Dọc đường đi, hắn đã gặp phải một số người, nhìn hướng những người này đi thì rõ ràng, đều tới hư vô giới. Rất nhiều người đi tới đó. Chuyến này, Dương Diệp không nhất định sẽ nhận được cây bồ đề này, hắn chỉ đi xem, nếu có cơ hội thì hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua, nếu như thật sự không được, hắn cũng sẽ buông tha. Thế giới này cho dù có đồ tốt, nhưng không phải ai cũng tốt số. Hơn nữa, rất có khả năng ngay cả những lão tổ đều động tâm trước loại vật này. Hư vô giới cách đại thiên vũ trụ hơi xa, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh 3 ngày 3 đêm mới ra khỏi đại thiên vũ trụ. Nhìn sâu trong tinh không phía xa, Dương Diệp lại cảm nhận được vũ trụ mênh mông. Vũ trụ này rốt cuộc lớn tới mức nào? Dù sao hắn cũng không biết rõ sở. Lại qua đi một ngày, Dương Diệp cuối cùng rời khỏi đại thiên vũ trụ, đi tới hư vô giới. Dựa theo tin tức Dương Liêm Sương cho, cây bồ đề này đã từng xuất hiện qua trên hư vô đại lục ở bên trong hư vô giới. Bởi vậy, hư vô đại lục chính là nơi hắn muốn đến. Hư vô đại lục. Hư vô đại lục tuy linh khí không đặc biệt tốt, nhưng cũng không quá tệ, bởi vậy ở đây cũng có tu luyện giả. Trong khoảng thời gian hư vô đại lục chắc chắn là không bình yên nhất từ trước tới nay. Rất nhiều cường giả từ vực ngoại trên tinh không hạ xuống hư vô đại lục. Đối với người của hư vô đại lục, bọn họ chỉ cầu những người từ ngoài đến không đại chiến ở đây, nếu không nơi đây chắc chắn không chịu nổi những cường giả siêu cấp chơi đùa. Trong một chỗ thâm sơn, một đường kiếm quang hạ xuống, kiếm quang tản đi, một người thanh niên xuất hiện ở trên một tảng đá lớn. Người thanh niên này dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó lấy ra lá bồ đề. Lá bồ đề đã bắt đầu vàng. Bị vàng. Lá bồ đề có thể che giấu khí tức, nhưng nó cũng không phải vô địch, bây giờ bắt đầu héo vàng, rõ ràng có người đang dùng phương pháp gì đó tìm hắn. Chờ tới khi lá bồ đề hoàn toàn héo úa, giây phút đó nó thật chỉ là một chiếc lá. Sắc mặt Dương Diệp trầm như nước, bây giờ hắn đối mặt với một vị thánh nhân vẫn còn có chút tốn sức, cho dù hắn liều mạng, sợ rằng cũng chỉ có 3 đến 4 phần cơ hội đánh bại đối phương. Nếu như đối phương phái ra 2 vị thánh nhân, vậy hắn không có phần thắng nào. Trở nên mạnh mẽ. Đối với hắn, việc cấp bách vẫn là cố gắng làm cho mình mạnh hơn. Trước đó hắn gặp phải thánh nhân của thiên tộc, đối phương chấp nhận thân phận người bảo vệ thiên tộc của hắn, nhưng tiếp theo lại không may mắn như vậy. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua, hư vô đại lục tuy không quá lớn, nhưng bây giờ vấn đề là đi đâu tìm cây bồ đề này. Nếu như Tiểu Bạch không tiến hóa, hắn ngược lại có thể gọi Tiểu Bạch ra, sau đó nhờ nàng đi tìm, hắn vẫn rất có lòng tin vào Tiểu Bạch, mặc dù nàng có lúc nghịch ngợm, nhưng bản lĩnh tìm bảo bối vẫn vô cùng lợi hại. Đương nhiên, năng lực lừa bảo bối cũng đặc biệt lớn. Thật ra, nàng căn bản không cần lừa, rất nhiều bảo vật, bao gồm những linh vật thật ra đều ước gì được đi theo Tiểu Bạch. Dù sao nàng cũng là linh chủ. Đáng tiếc bây giờ Tiểu Bạch đang tiến hóa. Hắn không có cách nào nhờ nàng đi ra tìm bảo bối. Thu hồi mạch suy nghĩ, thân hình của Dương Diệp run lên, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất khỏi đó. Rất nhanh, Dương Diệp nhìn thấy một tòa thành, từ không trung nhìn tiếp, thành này lại giống như một con rồng lớn đang nằm, cho người ta một cảm giác đặc biệt uy nghiêm. Dương Diệp hạ xuống và đi tới cửa thành, sở dĩ hắn không trực tiếp tiến vào trong thành là bởi vì trên không trung của thành này có một đại trận. Hắn không biết uy lực của đại trận thế nào, đối với hắn, đi tới chỗ nào, chỗ đó có quy tắc thì vẫn phải tuân theo. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, ở phía trên cửa thành này có 3 chữ lớn, Ngọa Long Thành. Ngọa Long Thành, lẽ nào ở đây có một con rồng đang nằm? Dương Diệp mỉm cười, sau đó đi tới, cửa thành không có thị vệ. Sau khi đi vào trong thành, Dương Diệp phát hiện Ngọa Long Thành rất phồn hoa, trong thành rất đông người, hơn nữa. Tu vi của những huyền giả ở trong này đều không thấp. Sở dĩ hắn tới Ngọa Long Thành chính là muốn xem thử có tin tức về cây bồ đề này không. Thế lực của Dương Liêm Sương chỉ là bao trùm nghìn vũ trụ, cơ sở ngầm của nàng còn chưa có phát triển đến nơi đây, bởi vậy sau khi đi tới nơi này, tất cả đều phải dựa vào chính hắn.
vị tiểu ca này là người từ ngoài đến sao? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên tại Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, người nói là một nữ tử mặc chiếc váy trông rất cám dỗ, váy gần như trong suốt, tuy vài vị trí quan trọng được che lại, nhưng cặp chân dài kia thật làm cho người ta phải sáng mắt, còn có hai bầu ngực lớn vô cùng, dường như muốn phá thủng chiếc váy, khiến người ta không thể nào rời mắt khỏi nó. Dương Diệp nói, làm sao nhận ra được vậy? Nữ tử cười nói, bởi vì gần đây có quá nhiều người từ ngoài đến, vừa rồi ta thấy ngươi nhìn xung quanh, rõ ràng ngươi mới tới lần đầu tiên, cho nên ta lại suy đoán ngươi là người từ ngoài đến, xem ra ta đã đoán đúng rồi. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử cười nói, không bằng đổi một chỗ khác nói chuyện đi, có thể ta biết một ít tin tức mà các hạ muốn biết. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. Nhìn thấy Dương Diệp gật đầu, nữ tử kia lập tức cười, sau đó dẫn theo Dương Diệp đi tới trước một tòa lâu các. Là một nhà tử quán. Ở trên đại lục cũng không hiếm thấy loại giải trí này, cũng không phải mỗi một tu luyện giả đều chỉ biết tu luyện, có tu luyện giả đặc biệt chú trọng hưởng lạc, bởi vậy, ở trên đại lục cũng có không ít chỗ ăn chơi. Hai người tìm một vị trí ngồi xuống, rất nhanh liền có một người thanh niên đi tới. Hai vị uống chút gì không? Dương Diệp vẫn chưa nói chuyện, nữ tử kia lại nói trước. Cho hai chén rượu tiên linh cấp thánh nhân, lại thêm hai đĩa thiên dục quả cấp thánh nhân. Cấp thánh nhân? Dương Diệp sửng sốt, nơi này còn có đồ cấp thánh nhân à? Hay là nói, đồ cấp thánh nhân ở hư vô đại lục này không đáng tiền? Bất kỳ một tử quán nào cũng có. Lúc này, người thanh niên đã lui xuống. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử kia. Người mới vừa nói biết điều ta muốn biết. Ngươi biết ta muốn biết gì sao? Nữ tử cười nói. Đương nhiên, sở dĩ những người từ ngoài đến đây, không phải là vì vật kia sao? Ngươi biết? Dương Diệp hỏi. Nữ tử cười nói. Biết một ít, ừ, đồ tới rồi, ăn một chút trước đã. Lúc này, người thanh niên vừa rồi đã cầm một khay đi tới, ở trong khay là hai ly thủy tinh, trong ly có chất lỏng màu lam trong suốt. Mà ở bên cạnh cái chén còn có hai trái cây lớn bằng nắm đấm màu đỏ. Nhìn từ ngoài, quả thật giống như loại thường. Dương Diệp quyết định nếm thử, hắn cầm lấy cái chén nếm thử một hớp, chất lỏng vào miệng có hơi lạnh và ngọt, mùi vị cũng không tệ lắm. Nhưng đó cũng không phải đồ cấp thánh nhân, chính là linh tử bình thường. Có chút thất vọng, Dương Diệp đặt cái chén, sau đó nếm thử một miếng trái cây, khi vào miệng có chút ấm áp, đặc biệt ngọt, đây tuyệt đối là thứ tiểu bạch yêu nhất. Đáng tiếc, đây cũng không phải là cấp thánh nhân gì, chỉ là trái cây bình thường. Đặc biệt thất vọng. Dương Diệp lắc đầu, ban đầu, hắn còn tưởng rằng ở đây có rất nhiều đồ cấp thánh nhân, tính mang về một ít, hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn suy nghĩ nhiều rồi. Đúng lúc này, người thanh niên này đột nhiên nhìn Dương Diệp, nói. Hai chén tiên linh quả, hai viên thiên dục quả, tổng cộng 20 vạn tiên tinh thạch. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức sửng sốt. Còn có thể đánh 10 người, 120 vạn tiên tinh thạch. Không thể không nói, giờ phút này Dương Diệp hoàn toàn bối rối. Nhưng chẳng bao lâu, hắn đã hiểu rõ. Đây là hãm hại. Nữ tử kia dẫn hắn vào đây, thật ra chính là hãm hại hắn. Nghĩ đến đây, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử kia, lúc này, trên mặt nữ tử vẫn tươi cười. Dương Diệp cười nói. Thật ra... Nếu như trái cây và linh tử này thật sự là cấp thánh nhân thì đúng là giá trị 20 vạn tiên tinh thạch. Nhưng đáng tiếc, đây không phải. Các ngươi nói sao? Ta cảm thấy đúng mà, nữ tử cười nói. Quý khách muốn ăn cơm chùa sao? Lúc này, người thanh niên này đột nhiên nói. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên thò tay giữ lấy cổ họng của người thanh niên này. Nhanh! Nhanh vô cùng! Người thanh niên này còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị Dương Diệp nắm lấy cổ họng và nhấc lên. Ta còn chưa ăn qua cơm chùa, ngày hôm nay ta lại ăn xem sao. Vừa dứt lời, tay phải của Dương Diệp nắm lấy cổ họng của người thanh niên này và đập mạnh xuống đất. Đập một cái, đầu của người thanh niên này nổ tung ra, không chỉ đầu, ngay cả mặt đất cũng nổ ra. Mà vào lúc này, hai lão già xuất hiện ở đó. Cả hai đều là cường giả đại thiện cảnh. Lão già mặc áo đen bên trái đi tới trước mặt Dương Diệp. Bây giờ không phải là 20 vạn, mà là 100 vạn. 100 vạn. Dương Diệp hơi cong khóe miệng. Không thể không nói,
chiêu này của các ngươi vẫn vô cùng lợi hại, sao trước đây ta lại không nghĩ ra nhỉ? Ừ, sau này có thể thử xem. Vừa dứt lời, chân phải của Dương Diệp đột nhiên dẫm mạnh xuống đất, cả người phóng tới, nhanh như hổ đói vồ mồi lao về phía lão già mặc áo bào màu đen này. Sắc mặt lão già này lập tức trầm xuống, hắn không ngờ được hai người mình xuất hiện, người trẻ tuổi trước mắt này lại còn dám chủ động ra tay. Tuy nhiên, hắn sớm có sự đề phòng, liên tiếp đánh ra, mà lúc này, nắm đấm của Dương Diệp cũng đánh tới. Ầm! Hai nắm đấm vừa tiếp xúc, một lực lượng cường đại liền trực tiếp đẩy lão già kia bay ra ngoài, trực tiếp đập thủng tường của quán ăn. Nhưng vẫn chưa kết thúc, lúc này, hai tay của Dương Diệp đột nhiên vỗ xuống mặt đất. Ầm! Trong phút chốc, tất cả tửu lâu hóa thành hư vô. Giờ phút này, rất nhiều cường giả nhìn về phía tửu quán. Trong giây phút đó, nữ tử kia lại muốn chạy trốn, tuy nhiên, đối phương chậm một bước, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Nữ tử vừa muốn nói chuyện, Dương Diệp đã trực tiếp nắm lấy cổ họng của nàng ta, sau đó chậm rãi nhấc lên, mặt nữ tử lập tức tím lại. Không được tổn thương nàng. Lão già còn đứng kia vội vàng nói. Không thể tổn thương. Dương Diệp nhìn về phía lão già kia, tươi cười. Ngươi nói không thể tổn thương thì không thể tổn thương sao? Dứt lời, tay của Dương Diệp bắt đầu chậm rãi dùng sức. Giờ phút này, hai mắt của nữ tử kia cũng lồi lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão già kia hoảng hốt. Này, vị tiểu ca này, có chuyện gì từ từ nói, việc gì cũng có thể thương lượng, vẫn mong đừng tổn thương tính mạng của nàng. Dễ thương lượng sao? Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía lão già kia, sau đó nói. Rất tốt, nếu ngươi nói dễ thương lượng hơn, vậy thương lượng một chút. 100 vạn, 100 vạn tiên tinh thạch làm phí tổn thất tinh thần của ta, có vấn đề không? 100 vạn tiên tinh thạch. Sắc mặt lão già này lập tức có chút khó coi. Ngươi là muốn bắt chẹt sao? Bắt chẹt. Dương Diệp cười lạnh. Các ngươi không phải cũng bắt chẹt sao? Đối với những người này, hắn tất nhiên không nương tay. Vì sao? Bởi vì hắn biết rõ, nếu như hắn không có thực lực, vậy lần này hắn chắc hẳn sẽ bị những người này ăn sạch, có thể giữ được tính mạng hay không cũng là vấn đề. Lúc này, lão già kia còn muốn nói điều gì, nhưng lại nói thẳng. Ta không muốn nói nhảm cùng ngươi, ba hơi thở, trong ba hơi thở ta gặp được tiên tinh thạch, ta lại vặn gãy cổ của nàng, ta nói được thì làm được. Đúng lúc này, một nữ nhân xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh lão già kia, nàng nhìn thi thể không đầu của nam tử trên mặt đất, sau đó lại nhìn về phía nữ tử bên cạnh Dương Diệp, cuối cùng mới nhìn hắn nói. Không biết các hạ là của một tông, ta với 6 phái Sơn Tông đều có chút giao tình, ta. Đừng nói vớ vẩn nữa. Ngọa Long Thành, lẽ nào ở đây có một con rồng đang nằm? Dương Diệp mỉm cười, sau đó đi tới, cửa thành không có thị vệ. Sau khi đi vào trong thành, Dương Diệp phát hiện Ngọa Long Thành rất phồn hoa, trong thành rất đông người, hơn nữa, tu vi của những huyền giả ở trong này đều không thấp. Sở dĩ hắn tới Ngọa Long Thành chính là muốn xem thử có tin tức về cây bồ đề này không. Thế lực của Dương Liêm Sương chỉ là bao trùm nghìn vũ trụ, cơ sở ngầm của nàng còn chưa có phát triển đến nơi đây, bởi vậy sau khi đi tới nơi này, tất cả đều phải dựa vào chính hắn. Vị tiểu ca này là người từ ngoài đến sao? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên tại Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, người nói là một nữ tử mặc chiếc váy trông rất cám dỗ, váy gần như trong suốt, tuy vài vị trí quan trọng được che lại, nhưng cặp chân dài kia thật làm cho người ta phải sáng mắt, còn có hai bầu ngực lớn vô cùng, dường như muốn phá thủng chiếc váy, khiến người ta không thể nào rời mắt khỏi nó. Dương Diệp nói, làm sao nhận ra được vậy? Dương Diệp buông lỏng tay ra, nữ tử kia vừa định chạy. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ta có thể bảo đảm, cho dù phía sau ngươi có 3 vị thánh nhân, ta cũng có thể giết ngươi trong chớp mắt. Muốn thử một chút không? Nữ tử liếc nhìn Dương Diệp và do dự một lúc, cuối cùng nàng lựa chọn ngồi xuống. Lúc này, nữ tử kia cũng bình tĩnh lại, nàng nhìn Dương Diệp nói. Ngươi là đệ tử của 4 nhà lớn trong đại thiên vũ trụ. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, không trả lời nàng. Nữ tử cũng không nói nữa. Thời gian dần trôi qua, một khắc rất nhanh đã qua, lúc này, Dương Diệp mở mắt ra, hắn nhìn về phía nữ tử xinh đẹp kia, nàng quay đầu nhìn lại, nơi đó có một lão già xuất hiện. Ngay sau đó,
lão già kia đưa một chiếc nhẫn chứa đồ tới trước mặt nữ tử xinh đẹp, nàng bấm tay bắn ra, cái nhẫn chứa đồ này rơi vào trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua, trong nhẫn chứa vật vừa vặn có 100 vạn tiên tinh thạch. Thu hồi nhẫn chứa đồ, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử trước mặt. Mạng rất đắt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà vào lúc này, ba lão già cùng hai nam tử trung niên xuất hiện ở cách Dương Diệp đó không xa. Dương Diệp xoay người nhìn về phía nữ tử xinh đẹp kia, nữ tử xinh đẹp chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Tới đi, để cho ta xem thử ngươi có thể đánh giỏi tới mức nào. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử xinh đẹp. Xem ra, 100 vạn này không dễ cầm như vậy. Nói xong, hắn nhìn lướt qua năm người phía sau kia, sau đó nói. Năm vị đại thiện cảnh, quá ít, không đủ đánh. Dứt lời, Dương Diệp xoay người, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, ngay sau đó, toàn thân hắn trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang chợt lóe lên. Vào giây phút Dương Diệp biến mất, năm người trước mặt Dương Diệp đột nhiên biến sắc, mấy người đều cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt. Năm người không dám sơ suất, năm luồng khí thế khủng khiếp từ trong cơ thể của bọn họ cuốn ra ngoài, sau đó trực tiếp ép về phía kiếm quang kia. Nhưng đường kiếm quang kia dễ dàng phá vỡ năm khí thế mạnh mẽ này. Ngay sau đó, giữa chân mày của một lão già trong đó xuất hiện một điểm ánh sáng sắc bén, lão già kia vừa muốn lui lại nhưng đã không kịp. Suy! Kiếm quang kia trực tiếp xuyên qua giữa chân mày của lão già này, cơ thể của lão già trực tiếp cứng đờ. Nhưng vẫn chưa kết thúc, kiếm quang kia lại bắn nhanh về phía người tiếp theo. Vào giây phút nhìn thấy lão già kia bị giết chết, vẻ mặt bốn người còn lại rất nghiêm trọng, trong lòng bọn họ không dám khinh thường nữa. Ở trong mắt bọn họ, người trẻ tuổi trước mắt này tương đương với nửa thánh nhân. Vẻ mặt của nữ tử xinh đẹp kia thì càng khó coi hơn. Đánh giá thấp. Nàng biết, mình đánh giá thấp quá thấp người thanh niên trước mắt này. Trước đó, sở dĩ nàng không lựa chọn dừng tay, dĩ nhiên là bởi vì thấy Dương Diệp trẻ tuổi, theo nàng thấy hắn còn trẻ như vậy, cho dù mạnh lắm thì có thể tới mức nào. Một đại thiện cảnh đánh không nổi, vậy năm người. Nhưng sự thật nói cho nàng biết, mình sai rồi. Trước đây nàng từng nghe nói tới một loại yêu nghiệt, thiên tài yêu nghiệt này căn bản không thể cân nhắc theo lẽ thường. Mà bây giờ, nàng đã nhìn thấy. À, đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên ở phía xa. Nữ tử xinh đẹp ngẩng đầu nhìn lên, nơi đó lại có một đại thiện cảnh ngã xuống. Nữ tử xinh đẹp chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Phu nhân, mau dẫn tiểu thư đi. Đúng lúc này, một cường giả đại thiện cảnh phía xa đột nhiên quát lên với nữ tử xinh đẹp. Nghe được câu này, trong lòng nữ tử xinh đẹp cũng mất hẳn hy vọng. Nàng quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Đi, cùng đi, nữ tử nói. Vút, nữ tử xinh đẹp đột nhiên tát nữ tử kia và nổi giận mắng. Đại tiểu thư của ta nên nhớ lâu một chút, chuyện ngày hôm nay coi như một bài học cho nàng, sau này lúc làm sằng làm bậy phải xem trước mình có thực lực đó hay không. Hồ Phỉ, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngày hôm nay năm vị trưởng lão còn có ta đều chết vì ngươi. Bây giờ, lập tức cút cho ta. Vừa dứt lời, nàng trực tiếp nắm vai nữ tử kia và ném mạnh đi, nữ tử kia trực tiếp bị vứt ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Nữ tử xinh đẹp hít sâu một hơi, sau đó quay đầu lại nhìn về phía vị trí của Dương Diệp. Lúc này, nơi đó chỉ còn có hai người đang chiến đấu với Dương Diệp. Nhưng hai cường giả đại thiện cảnh lại bị một người trẻ tuổi áp chế chặt, gần như ngay cả sức đánh trả cũng không có. Đây là thánh nhân sao? Nữ tử xinh đẹp từ từ nhắm hai mắt lại, qua hai hơi thở, nữ tử xinh đẹp đột nhiên nói. Dừng tay! Nghe thấy nữ tử xinh đẹp nói vậy, hai cường giả đại thiện cảnh phía xa lập tức ngừng lại, nhưng Dương Diệp thì không. Kiếm hiện lên, đầu của một cường giả đại thiện cảnh trực tiếp bay ra ngoài. Một người khác lập tức tái mặt, quả nhiên, sau khi Dương Diệp giết tên cường giả đại thiện cảnh kia, lập tức quay đầu nhìn về phía hắn, trong phút chốc, hắn nhìn thấy một đường kiếm quang. Thời gian dừng lại, hắn chỉ có thấy được đường kiếm quang này, đây cũng là thứ cuối cùng hắn nhìn thấy. Suy, giữa chân mày của cường giả đại thiện cảnh cuối cùng đột nhiên bắn nhanh ra một vòi máu. Kiếm thu lại, Dương Diệp xoay người nhìn về phía tên nữ tử xinh đẹp kia. Ta cảm giác ta còn có thể đánh 10 người. Lập đạo hỏi tổ, 1. Nữ tử xinh đẹp nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Là mắt ta vụng về, ta. Đúng lúc này,
Dương Diệp phía xa đột nhiên biến mất. Ở trong con ngươi của nữ tử xinh đẹp xuất hiện một điểm ánh sáng sắc bén. Đó là kiếm quang. Đây là cảnh tượng cuối cùng mà nữ tử xinh đẹp nhìn thấy. Chẳng biết từ lúc nào, Dương Diệp xuất hiện ở phía sau nữ tử xinh đẹp. Hắn chậm rãi cắm kiếm vào trong vỏ, sau đó xoay người rời đi, sau lưng Dương Diệp, cổ họng của nữ tử xinh đẹp đột nhiên xuất hiện một vết máu, dần dần, máu tươi từ trong đó chậm rãi tràn ra. Dương Diệp vốn đã quyết định dàn xếp ổn thỏa, dù sao hắn nhận được 100 vạn tiên tinh thạch. Nhưng hắn không ngờ được, đối phương lại không muốn dàn xếp ổn thỏa. Nếu vậy, hắn dĩ nhiên phải đuổi tận giết tuyệt TC. Đi một lúc, Dương Diệp đột nhiên biến mất ở phía xa, hắn cũng không muốn để cho người khác quan tâm hắn. Dương Diệp tuyệt đối không trực tiếp rời khỏi Ngọa Long Thành, mà tiếp tục đợi ở trong thành, hắn hoàn toàn không biết gì về hư vô đại lục. Bởi vậy, bây giờ điều hắn muốn làm là tìm hiểu hư vô đại lục. Ở trong thành dò xét một lúc, Dương Diệp cũng biết sơ qua về hư vô đại lục. Ở hư vô đại lục có mấy thế lực lớn tương đối nổi danh, cũng chính là ba tông sáu phái mà nữ tử xinh đẹp trước kia đã nói. Trong ba tông sáu phái này, ba tông mạnh nhất theo thứ tự là Thiên Tông, Địa Tông, Nhân Tông. Một điều đáng để nói là ba tông này thật ra vốn cùng thuộc về một thế lực, chỉ có điều cuối cùng bởi vì vấn đề nội bộ. Dẫn đến ba tông phân ra, mỗi người làm theo ý mình. Ngoại trừ ba tông, sáu phái này cũng không thể khinh thường. Những thế lực này đều không có cường giả cấp lão tổ, nhưng tuyệt đối có thánh nhân. Nói chung không thể khinh thường. Cứ như vậy, Dương Diệp đi loạn trong Ngọa Long Thành một ngày, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức nào về cây bồ đề. Khi Dương Diệp muốn rời khỏi đó, đột nhiên có mấy khí tức cường đại từ trong Ngọa Long Thành phóng lên cao. Sau đó biến mất ở phía chân trời kia. Nơi nào đó trong thành, Dương Diệp nhìn phía chân trời kia và nhíu mày, trong phút chốc, thân hình hắn run lên hóa thành một đường kiếm quang đi theo. Trong đám mây, Dương Diệp đặc biệt cẩn thận, bởi vì mấy người trước mặt hắn đều là thánh nhân. Hai canh giờ sau, mấy người trước mặt Dương Diệp ngừng lại. Dương Diệp cũng lập tức ngừng lại, hắn nhìn lướt qua xung quanh, giờ phút này bọn họ ở trên một đảo không quá lớn. Phải nói là hơi nhỏ, chỉ liếc mắt đã nhìn thấy hết đảo. Mà lúc này, Dương Diệp phát hiện, trừ mấy người trước mặt hắn ra, ở xung quanh đảo còn có rất nhiều khí tức cường đại. Thánh nhân. Trong bóng tối, Dương Diệp chợt lạnh, không cần phải nói, rất nhiều thánh nhân tập trung ở đây tuyệt đối là vì cây bồ đề này. Cây bồ đề ở đây sao? Dương Diệp nhìn lướt qua đảo nhỏ, trên đảo ngoại trừ một ít ngoài yêu thú, hắn cũng không phát hiện được gì cả. Nếu như Tiểu Bạch ở vậy thì tốt rồi. Dương Diệp lắc đầu, thiên phú của Tiểu Bạch chính là tìm bảo bối. Nếu như nàng ở đây, có lẽ có thể cảm ứng được cây bồ đề này. Cho dù không cảm ứng được cây bồ đề, cũng cảm ứng được bảo vật khác, vậy cũng tốt. Đáng tiếc, Tiểu Bạch còn đang tiến hóa. Dương Diệp không hành động thiếu suy nghĩ, hắn lặng lặng ẩn nấp ở trong bóng tối. Mà lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn lại. Ở cách đó không xa có một lão già cùng một nữ tử với hình thể dũng mãnh đang bay vút lên trời cao. Nhìn thấy nữ tử kia, Dương Diệp lập tức sửng sốt. Bởi vì nữ tử này không phải ai khác, chính là A-man hắn quen biết ở tử giới trước đây. Sao nàng lại tới đây? Dương Diệp nhíu mày. Do dự một lúc, Dương Diệp không có lựa chọn đi qua, bởi vì lão nhân bên cạnh A-man là thánh nhân, không chừng đối phương chính là người của thánh nhân liên minh. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp bình tĩnh, hoàn toàn che giấu chính mình. Thời gian dần trôi qua, người tới càng lúc càng nhiều, giờ phút này hắn đã cảm nhận được ít nhất hơn 20 khí tức cường đại. Những người này đều là thánh nhân. Một đảo nhỏ có ít nhất hơn 20 thánh nhân, đó là khái niệm gì? Có thể nói, chỉ cần hơn 20 người này phóng thích ra một chút khí tức, có khả năng làm cho hòn đảo nhỏ hóa thành cho tàn. Thời gian dần trôi qua. Không biết đã bao lâu, hòn đảo nhỏ này đột nhiên khẽ run rẩy, thoáng cái, ở trong ánh mắt mọi người, hòn đảo nhỏ này đột nhiên chậm rãi di chuyển về phía bên phải, lúc đầu chuyển động rất nhỏ, nhưng tốc độ sau đó chậm rãi nhanh hơn, càng lúc càng nhanh. Những người xung quanh cũng di chuyển theo hòn đảo nhỏ này. Cứ như vậy, hòn đảo nhỏ này vẫn di chuyển trong biển rộng. Trong bóng tối, Dương Diệp nhíu mày, lúc này hắn đã cảm giác có điều gì đó không ổn. Là chỗ nào không đúng? Hắn cũng không nói được, dù sao vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trực giác của hắn luôn rất chuẩn,
bởi vậy, hắn quyết định không theo nữa. Nhưng ngay vào lúc này, hòn đảo nhỏ đột nhiên ngừng lại. Trong phút chốc, xung quanh đột nhiên có từng cột nước phóng lên, nháy mắt liền tạo thành một màn nước, bao quanh những người xung quanh đảo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tâm Dương Diệp lập tức trầm xuống. Đúng lúc này, đảo nhỏ đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, ngay sau đó, trong mắt của mọi người, nó bắt đầu biến đổi, ngay từ lúc đầu, mọi người còn không nhìn ra điều gì, nhưng một lát sau, mọi người đã nhìn ra được. Cây. Hòn đảo nhỏ này thật ra chính là một cái cây. Cây bồ đề. Lúc này, tất cả mọi người không nhịn được kích động. Cây bồ đề trong truyền thuyết sao? Sau một khắc, cả hòn đảo nhỏ đã biến thành một cái cây đại thụ che trời. Xung quanh cây lưu chuyển điểm sáng óng ánh màu xanh lá, lá cây cũng hiện lên màu ánh trăng giống như do ánh trăng tập trung thành, đặc biệt đẹp mắt. Không chỉ có vậy, vẫn có một mùi thơm thoang thoảng bay xung quanh, mùi thơm này dịu nhẹ, làm người ta cảm giác cơ thể nhẹ bóng, khó có thể diễn tả bằng lời. Lúc này, những người trong bóng tối cơ bản đều đã xác định cái cây trước mắt này chính là cây bồ đề trong truyền thuyết kia. Cây bồ đề hiện thế. Lúc này, kích động nhất chính là những thánh nhân xung quanh. Cây bồ đề hiện thế, điều này có nghĩa là bọn họ có thể tiến thêm một bước. Thánh nhân đạt đến lão tổ, chỉ kém một cấp, nhưng khoảng cách giữa cấp này có khả năng là khoảng cách giữa sống hay chết. Trong lịch sử đại thiên vũ trụ từ trước tới nay, từng xuất hiện qua rất nhiều thánh nhân, nhưng lão tổ chỉ xuất hiện mấy người. Khả năng không vượt quá 10 người. Đối với những thánh nhân kia, muốn dựa vào năng lực của mình bước ra một bước kia là khó khăn, đặc biệt khó khăn. Bởi vậy, bọn họ gửi gắm hy vọng ở vật bên ngoài. Cũng chính là cây bồ đề này. Dù sao, lão tổ Phật gia kia đã từng dựa vào cây bồ đề này để hỏi đạo lập tổ. Tuy kích động và hưng phấn, nhưng những thánh nhân này vẫn có lý trí, tuyệt đối không ra tay cướp giật. Nói đùa sao, bọn họ nịnh bợ thần vật này còn không kịp, sao có thể ra tay cướp giật được. Bọn họ cũng không dám cướp giật. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở cách cái cây đó không xa, cung kính thi lễ nói. Các hạ không cần đề phòng, hôm nay chúng ta đến nơi này hoàn toàn không có ác ý, cũng sẽ không để cho người khác có ác ý với các hạ. Một lát sau, đột nhiên những cột nước xung quanh chậm rãi biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng lão già kia vui mừng, sau đó lại nói. Hôm nay chúng ta đến đây không có cầu mong gì khác, chỉ muốn ngồi ở dưới tàng cây của các hạ tìm hiểu đạo, không biết các hạ có thể cho chúng ta cơ hội này không? Vì sao cây bồ đề có thể trợ giúp người hỏi đạo lập tổ? Người khác có thể không biết, nhưng những thánh nhân lại biết. Sở dĩ cây bồ đề có năng lực này, nguyên nhân chủ yếu là cây bồ đề này sinh ra cùng vũ trụ, tuy điểm này không có cách nào chứng minh, nhưng có thể xác định một điểm, đó chính là cây bồ đề này trải qua rất nhiều vũ trụ, rất nhiều năm tháng, rất nhiều văn minh. Năm tháng lắng đọng, vũ trụ chìm tới đáy. Mà thánh nhân bọn họ cần chính là sự lắng đọng này, năm tháng lắng đọng này. Nhưng bọn họ căn bản không có manh mối gì về cửa ải này. Những lão tổ kia tất nhiên có tâm đắc, nhưng người ta sao có thể tới dạy bọn họ lập đạo vấn tổ được. Hơn nữa, cho dù dạy cũng không có ích lợi gì. Đây là đạo lý rất đơn giản, cơ duyên của mỗi người đều khác nhau. Lại giống như con đường ta có thể đi, không có nghĩa là ngươi cũng có thể đi. Cây bồ đề. Nếu như bọn họ có thể ngồi im ở dưới cây bồ đề này tìm hiểu đạo, lại có thể cảm nhận những năm tháng cây bồ đề này đã từng trải qua. Vũ trụ sinh ra, vũ trụ hủy diệt, mặt trời lên mặt trời xuống. Trong giọng nói của lão già kèm theo một chút khẩn cầu, vẫn có một chút khiêm tốn. Ở trước mắt đại đạo, bọn họ làm sao không kích động được. Ngược lại Dương Diệp tương đối bình tĩnh, đối với hắn, cây này cho hắn ngồi. Hắn cũng không có cách nào lập đạo hỏi tổ. Cũng bởi vì vậy, người lý trí nhất ở đây chính là hắn. Dương Diệp liếc nhìn cái cây kia, cuối cùng hắn chậm rãi lùi lại phía sau, thật ra không phải hắn cảm thấy cây này có vấn đề, mà là thói quen mà thôi, đối với hắn, chuyện gì cũng phải để lại một đường lui thì tốt hơn. Cách đó không xa, lão già kia nhìn cái cây kia, trong ánh mắt đầy lo lắng không yên. Hắn cũng không dám bảo đảm. Cây bồ đề trước mắt này nhất định sẽ đáp ứng. Cũng không lâu lắm, cây bồ đề kia đột nhiên khẽ run rẩy, ngay sau đó, trước mặt lão già này đột nhiên xuất hiện một cái ghế gỗ. Nhìn thấy vậy, lão già kia mừng như điên, vội vàng nhìn cây bồ đề này cung kính thi lễ. Cảm ơn đã thành toàn, nếu như lập đạo hỏi tổ,
tại hạ nhất định trả lại gấp trăm lần. Lúc này, gần 20 người xuất hiện ở trước mặt cây bồ đề này, hơn 20 người này cũng đồng thời thi lễ với cây bồ đề này, sau đó đồng thanh nói. Vẫn mong các hạ thành toàn. Trong chớp mắt yên lặng, đột nhiên, trước mặt hơn 20 người đều xuất hiện thêm hiện một cái ghế gỗ, ngay cả trước mặt Dương Diệp cũng xuất hiện một cái. Nhìn ghế gỗ trước mắt, Dương Diệp do dự một lúc, lại muốn ngồi lên xem thử, mà vào lúc này. Không thích hợp, một. Đúng lúc này, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên xoay tròn. Có nguy hiểm. Dương Diệp lập tức tỉnh táo. Nếu Hồng Mông Tháp nhắc nhở hắn có nguy hiểm, vậy tuyệt đối là có vấn đề lớn. Dương Diệp chậm rãi lui về phía sau, chuẩn bị rời khỏi phạm vi của hòn đảo nhỏ này. Dường như nghĩ tới điều gì, hắn liền ngừng lại và nhìn về phía trái, nơi đó chính là vị trí của A-man cùng lão già kia. Lúc này, lão già bên cạnh A-man đã ngồi lên, A-man lại có chút do dự. Dương Diệp không do dự, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh A-man. Nhìn thấy Dương Diệp, A-man lập tức sửng sốt. Ngươi còn chưa nói dứt lời. Dương Diệp đột nhiên kéo lại cánh tay A-man, sau đó lùi về phía sau mấy trăm trượng. Xảy ra chuyện gì vậy? A-man hỏi, L. Dương Diệp lắc đầu. Đảo này có vấn đề, đi theo ta. Có vấn đề. A-man không hiểu. Dương Diệp khẽ gật đầu. C có tin ta không? Sau khi A-man nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Dĩ nhiên là tin, tuy nhiên, ta muốn đi nhắc nhở. Không thể. Dương Diệp trầm giọng nói. Đầu tiên, hắn sẽ không tin tưởng ngươi, cho dù hắn biết cơ hội này có vấn đề, cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Còn nữa, hắn đã ngồi lên, bây giờ đi nhắc nhở, sợ rằng đã không kịp. A-man quay đầu lại liếc nhìn, nơi đó có hơn 20 vị thánh nhân ngồi ở trên băng đá. Dương Diệp lại không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp nắm cánh tay phải của nàng biến mất ở phía chân trời kia. Rất nhanh, hai người tới bên bờ. Từ vị trí đám mây này nhìn lại, mơ hồ còn có thể nhìn thấy hòn đảo nhỏ. Đó không phải là cây bồ đề sao? A-man đột nhiên hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Ta không xác định, ta chỉ có thể xác định nó có vấn đề. Ngươi chắc hẳn cũng có thể cảm giác được đúng không? A-man khẽ gật đầu. Cảm giác có điều gì đó không ổn, nhưng không nói lên được. Dương Diệp nói. Sở dĩ chúng ta có thể cảm thấy không thích hợp là bởi vì chúng ta không phải thánh nhân, không có tâm tính muốn đột phá. Nói đến đây, hắn quay đầu lại nhìn về phía hòn đảo nhỏ này. Có vấn đề hay không, chúng ta rất nhanh có thể biết. A-man khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi trưởng thành thật nhanh, bây giờ sợ rằng thánh nhân cũng khó có thể giết chết ngươi đi. Dương Diệp nói, điều này thì có ích lợi gì? Kẻ địch của ta cũng không chỉ có một thánh nhân. Đúng rồi, người biết bao nhiêu về thánh nhân liên minh. Thánh nhân liên minh. A-man nhíu mày, một lát sau, nàng trầm giọng nói. Thánh nhân liên minh này thật ra chính là một tổ chức do bách tộc cùng nhau lập ra, thánh nhân bên trong đều đến từ bách tộc. Bách tộc thành lập liên minh này dĩ nhiên là vì đề phòng bốn nhà lớn, nếu không một ngày kia bốn nhà lớn mất hứng, chẳng phải bách tộc sẽ làm nô lệ sao? Cho nên bách tộc lập ra một liên minh như thế, một ngày kia nếu như bốn nhà lớn muốn nô dịch bách tộc, thánh nhân liên minh này chính là một lợi thế để bách tộc phản kháng bốn nhà lớn. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, sau đó lại nói. Thật ra liên minh này cũng phức tạp, bởi vì quan hệ giữa bách tộc vốn phức tạp. Tuy nhiên, ở trên một vài vấn đề, bọn họ sẽ lựa chọn nhất trí với bên ngoài. Ví dụ như lúc đối xử với bốn nhà lớn, còn có ngươi. Bách tộc. Dương Diệp trầm giọng nói. Bách tộc có thể đối đầu với bốn nhà lớn sao? A-man cười gượng nói. Khó lắm, phải biết rằng bốn nhà lớn này đều có cường giả cấp lão tổ. Tuy nhiên không đến mức ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có tác dụng. Hơn nữa, bốn nhà lớn cũng không có khả năng liên hợp lại, nếu như một mình đối phó một nhà, bách tộc vẫn còn có chút phần thắng. Nếu như bốn nhà lớn liên kết, bách tộc bất chấp tất cả mọi giá cũng có thể liều mạng với bốn nhà lớn khiến cả hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề. Dương Diệp nói. Vậy tổng bộ thánh nhân liên minh ở đâu? Ngươi muốn làm gì? A-man nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười gượng nói. Chính tùy tiện hỏi một chút thôi, ngươi sẽ không cảm thấy ta muốn đi tới tổng bộ của bọn họ chứ? Ta còn không lợi hại như vậy. A-man suy nghĩ một lát thì cũng cảm thấy đúng,
Dương Diệp tuy rất yêu nghiệt, nhưng muốn nói hắn có thể đối đầu với tất cả thánh nhân liên minh, nàng tuyệt đối không tin. Cho dù Dương Diệp đạt tới thánh giả cũng tuyệt đối không đối đầu với thánh nhân liên minh. Đúng lúc này, Aman đột nhiên nói. Ngươi xem. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, nơi đó chính là vị trí cái cây kia, lúc này cái cây kia xuất hiện rất nhiều điểm trắng. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Diệp nhíu mày. Aman trầm giọng nói. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, chúng ta tới gần một chút xem thử. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Được. Hai người ở cách hòn đảo nhỏ này khoảng vạn trượng thì ngừng lại, lúc này, bọn họ đã có thể nhìn thấy rõ ràng những thánh nhân trên hòn đảo nhỏ. Lúc này, những thánh nhân vẫn ngồi xếp bằng ở trên ghế gỗ, mỗi người giống như lão tăng nhập định, cũng không nhúc nhích. Ngươi xem. Lúc này, Aman đột nhiên chỉ vào một vị thánh nhân trong đó. Dương Diệp nhìn lại theo Aman ngón tay, khi thấy thánh nhân này, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Tóc của lão già kia vốn màu đen, mà trong giờ phút này không ngờ lại trắng đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không chỉ có vậy, nếp nhăn trên mặt lão già đã dần dần tăng nhanh, đến cuối cùng, trên gương mặt thánh nhân đã đầy nếp nhăn, tóc càng trắng như tuyết, cả người đầy vết thương không giống một con người, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Ở trong ánh mắt kinh hãi của hai người Dương Diệp, tóc của thánh nhân này không ngờ rụng xuống từng sợi một, da thánh nhân cũng càng lúc càng khô, giống như vỏ quýt bị phơi khô vậy. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp nhíu mày. Vẻ mặt Aman trầm xuống, không nói gì, lúc này, hai người bọn họ đều không biết rõ tình hình của thánh nhân này. Nhưng vào lúc này, một vị thánh nhân khác cũng phát sinh tình huống tương tự. Sau một khắc, hai người Dương Diệp phát hiện, những thánh nhân ngồi xếp bằng ở trên ghế gỗ khác cũng bắt đầu biến hóa giống như vị thánh nhân thứ nhất, tóc trắng như tuyết, nếp nhăn nhiều hơn, sau đó tóc bắt đầu rơi xuống. Bọn họ trải qua chuyện gì vậy? Bên cạnh Dương Diệp, Dương Liêm Sương trầm giọng hỏi. Dương Diệp lắc đầu, bây giờ hắn cũng không biết rõ tình hình. Những thánh nhân chắc chắn đang phát sinh biến hóa gì đó, chỉ là không biết nó tốt hay xấu. Thời gian dần trôi qua. Qua một canh giờ sau, một vị thánh nhân trong đó đột nhiên mở mắt, lúc này, trong mắt vị thánh nhân này đã mở đục, giống như mắt mở vậy, lại mở mịt. Hắn nhìn cái cây trước mặt mình và có chút đờ đẫn nói đứt quãng. Ta hóa ra là như vậy. Vừa dứt lời, ở trong ánh mắt kinh hãi của Dương Diệp cùng Aman, cơ thể của tên thánh nhân kia tự nhiên hóa thành cát mịn rơi xuống đất. Không. Một vị thánh nhân lại vì thế mà không còn. Dương Diệp cùng Aman liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều dẫn theo vẻ kinh hãi. Bởi vì hai người rất xác định, vị kia thánh nhân không phải biến mất, mà là trực tiếp ngã xuống. Rốt cuộc đã từng trải những gì lại làm cho vị thánh nhân này lại trực tiếp ngã xuống như vậy. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, tiếp theo, từng thánh nhân cũng giống như vị thánh nhân ban đầu, biến mất ở trên ghế gỗ. Sau một khắc, cũng chỉ có 3 vị thánh nhân vẫn ngồi xếp bằng ở trên ghế gỗ. Mà hơn 10 vị thánh nhân còn lại đã lặng lẽ ngã xuống. Dương Diệp nhìn về phía cái cây kia, cây rất bình tĩnh, nhìn từ ngoài thì tuyệt đối không có chỗ nào kỳ lạ. Đây thật sự là cây bồ đề sao? Trong đầu Dương Diệp dâng lên ý nghĩ này. Ngươi xem. Lúc này, Aman đột nhiên lại nói. Dương Diệp nhìn lại, phía xa lại có một vị thánh nhân ngã xuống. Biến mất. Cứ trực tiếp biến mất trên ghế gỗ như vậy. Có kỳ lạ. Lúc này, Aman trầm giọng nói. Tâm trí của những thánh nhân này tuyệt đối vững như bàn thạch, căn bản không có khả năng có thể làm cho bọn họ lặng lẽ ngã xuống. Dương Diệp khẽ gật đầu, có thể đạt được thánh nhân thì khẳng định đã trải qua rất nhiều cản trở, cho dù có tâm ma gì đó cũng chắc chắn sẽ chinh phục được. Nếu vậy, có gì làm cho những thánh nhân dần dần ngã xuống? Nếu như ngồi trên ghế gỗ này, có lẽ có thể biết đáp án, tuy nhiên Dương Diệp cũng không bị não tản tới mức đi tới ngồi. Phía xa còn lại 2 vị thánh nhân. Thời gian dần trôi qua, cuối cùng sau một canh giờ, một vị thánh nhân trong đó mở mắt, mà giờ phút này, vị thánh nhân này đã già nua khó có thể hình dung. Hắn nhìn cái cây trước mắt kia, sau đó chậm rãi thò tay ra, nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện ra mình thậm chí không còn sức lực giơ tay lên. Một chút sức lực cũng bị mất. Giờ phút này, vị thánh nhân này hiểu rõ tình trạng của mình trước mắt. Qua rất lâu, hắn nhìn cái cây kia và cay đắng cười, sau đó quay đầu nhìn về phía vị trí của Dương Diệp cùng Aman, môi hắn khẽ giật giống như đang nói gì đó.
nhưng hắn ngay cả sức để mở miệng cũng không có. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối không buông tha, cố gắng muốn nói gì. Mà vào lúc này, hai mắt hắn đột nhiên trợn tròn, rất nhanh liền giống như những thánh nhân trước đó, thân thể hắn đột nhiên biến mất. Ngã xuống. Hắn muốn nói gì? Bên cạnh Dương Diệp, Aman trầm giọng hỏi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn muốn nói, nhưng hình như có gì đó không cho hắn nói. Hắn rốt cuộc muốn nói gì? Giờ phút này, tâm tình hai người rất nặng nề. Một lát sau, hai người nhìn về phía một vị thánh nhân cuối cùng. Mà vào lúc này, vị kia thánh nhân đột nhiên mở mắt ra, giây phút đó, Dương Diệp cùng Aman phát hiện thánh nhân này đột nhiên trẻ lạ giống như phản lão hoàn đồng, mái tóc bạc đã biến thành màu đen tuyền, nếp nhăn trên mặt cũng biến mất. Ha ha! Một tiếng cười lớn đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ngay sau đó, một vị thánh nhân cuối cùng này đột nhiên phóng lên cao, cùng lúc đó, một khí thức cường đại cuốn ra, tất cả trời đất bị chấn động. Thì ra là thế. Vị kia thánh nhân nói câu này, sau đó hắn đột nhiên quay đầu liếc nhìn Dương Diệp, trong mắt kèm theo một hàm xúc khó hiểu, cuối cùng, thân hình hắn run lên và biến mất ở cuối chân trời. Dương Diệp nhíu mày. Không thích hợp. Tới chiến, một, là không đúng ở chỗ nào. Dương Diệp cũng không nói rõ được, dù sao chỉ cảm thấy không thích hợp, đặc biệt không thích hợp. Sở dĩ nguyên nhân chủ yếu nhất khiến hắn cảm giác không thích hợp vẫn là thái độ của hai vị thánh giả cuối cùng kia. Vị thánh giả trước rõ ràng là muốn nói với hắn gì đó. Nhưng cuối cùng đối phương hình như không có sức lực nói chuyện. Vị sau chính là vị thánh nhân vừa đi. Đối phương hình như nhận ra hắn. Chúng ta rút lui trước. Bên cạnh Dương Diệp, Aman khẽ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn liếc nhìn cái cây phía xa kia. Sau đó cùng Aman biến mất ở trong đám mây phía chân trời, Dương Diệp cùng Aman đi rồi, cái cây kia phía xa vẫn tồn tại như cũ. Cái cây này lại lẳng lặng đứng ở nơi đó như đang chờ đợi gì đó. Bên bờ, Dương Diệp cùng Aman ngồi im lặng, còn đang suy nghĩ chuyện lúc trước. Qua rất lâu, Aman đột nhiên nói. Sau này ngươi có tính toán gì không? Ta à? Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Aman. Aman khẽ gật đầu. Ngươi bây giờ hình như quấn vào tranh đạo chính thống của đạo gia, thái độ của đạo gia bây giờ đối với ngươi lại mơ hồ không rõ, cộng thêm thánh nhân liên minh đang nhằm vào ngươi. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, sau đó lại nói. Theo ta đoán, dưới tình huống thánh nhân liên minh biết rõ phía sau ngươi có đạo gia còn dám đối phó với ngươi, hơn phân nửa là mấy nhà khác có khả năng đứng ở phía sau bọn họ. Minh gia, Nho gia, Phật gia. Ba nhà này nhất định có một nhà đứng sau lưng làm chỗ dựa cho bọn họ. Phật gia có khả năng lớn nhất. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta và bọn họ có chút mâu thuẫn, về phần binh gia và nho gia thì ta không rõ lắm. Aman trầm giọng nói. Sau khi trở về, ta sẽ giúp ngươi điều tra một chút. Giúp ta điều tra. Dương Diệp nói. Ngươi điều tra thế nào? Nói thật, Aman tỷ, ngươi đừng tham dự vào chuyện của ta. Hắn thật lòng tôn kính Aman, cho nên hắn cam tâm tình nguyện gọi nàng một tiếng tỷ. Cũng bởi vì vậy, hắn mới không muốn để cho Aman tham dự vào chuyện của hắn. Hắn sợ liên lụy tới nàng. Aman bất mãn liếc nhìn Dương Diệp. Ngươi cũng quá coi thường ta. Ta tất nhiên không thể chống lại thánh nhân liên minh, nhưng vẫn có năng lực điều tra một chút. Dương Diệp còn muốn nói điều gì, Aman lại ngắt lời hắn. Ta biết ngươi sợ liên lụy tới ta. Nhưng ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta chỉ điều tra một chút, sẽ không có vấn đề quá lớn. Hơn nữa, ta cũng không dám bảo đảm nhất định có thể điều tra rõ ràng. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. Ngươi xem mà làm, nói chung nếu có nguy hiểm thì đừng tham dự vào, hiểu rõ chưa? Không phải ta coi thường ngươi, ngươi chắc hẳn cũng hiểu rõ chuyện của ta tương đối phức tạp. Đương nhiên, Aman cười nói. Dương Diệp muốn nói gì, đúng lúc này, hắn đột nhiên lấy ra đá truyền âm, bên trong đá truyền âm truyền ra giọng nói Dương Liêm Xương. Qua rất lâu, vẻ mặt hai người Dương Diệp cùng Aman đều trở nên nặng nề. Tin tức Dương Liêm Xương truyền đến là có vị thánh nhân trở lại Đại Thiên Vũ Trụ, sau đó thực lực tăng vọt, nghe nói còn đi tìm một vị lão tổ luận đạo. Mà vị thánh nhân này là từ hư vô giới trở về. Trong giây lát, tất cả Đại Thiên Vũ Trụ sôi trào. Hư vô giới thật sự có cây bồ đề.
có thể nói tất cả mọi người của Đại Thiên Vũ Trụ đều xác định suy nghĩ này. Đặc biệt là những thánh nhân trong Đại Thiên Vũ Trụ vốn luôn bế quan đều xuất quan. Từng thánh nhân chạy về phía hư vô giới, không chỉ có những thánh nhân này, một ít huyền giả bình thường cũng tới. Đương nhiên mục đích của vài người cũng không phải là cây bồ đề, những người này vẫn tự hiểu lấy mình. Bọn họ không thể mơ ước thần vật cây bồ đề này. Tuy như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều người chạy về phía hư vô giới. Mục đích của những người này rất đơn giản, phần lớn đều muốn xem thử cây bồ đề trong truyền thuyết. Mà không cần nói cũng biết mục đích của những thánh nhân kia. Lập đạo hỏi tổ. Mặc dù có rất nhiều thánh nhân ngã xuống, nhưng điều này cũng không ngăn cản được quyết tâm lập đạo hỏi tổ của bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, cây bồ đề này chính là một cơ hội cực lớn của bọn họ, cho dù nguy hiểm, bọn họ cũng không bằng lòng buông tha cơ hội này. Bởi vì một khi thành công, vậy bọn họ sẽ thực sự trở thành một trong mấy người mạnh nhất, khi đó bọn họ hoàn toàn có thể sống cùng nhật nguyệt, thậm chí còn sống lâu hơn. Đối với những thánh nhân này, điều này đáng để liều mạng. Cứ như vậy, người đi tới hư vô giới càng lúc càng nhiều. Bên bờ, một lão già cùng một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp cùng A-man không xa. Thánh nhân, nhìn thấy người này, vẻ mặt A-man lập tức nghiêm trọng, bởi vì lão già này là thánh nhân. Mà ánh mắt Dương Diệp lại nhìn nữ tử kia, hắn từng gặp nữ tử này, đó chính là nữ tử đã lừa hắn ở trong tử quán. Rõ ràng, đây là viện binh của đối phương. Lão già kia liếc nhìn Dương Diệp. Ngươi là nhà nào trong bốn nhà lớn? Dương Diệp khẽ nói. Không cần lo lắng, ta không có hậu trường, nếu như muốn ra tay thì có thể trực tiếp tới đi. Đối mặt với thánh nhân, Dương Diệp hắn không hề sợ hãi. Tuy hắn không có lòng tin chiến thắng thánh nhân, nhưng hắn lại muốn đánh với thánh nhân một trận. Đặc biệt muốn. Lão già nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Vậy tới đi, để cho ta xem thử thiên tài yêu nghiệt của Đại Thiên Vũ Trụ sẽ yêu nghiệt đến trình độ nào. Dứt lời, thân hình lão già run lên, trực tiếp biến mất. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong phút chốc, một đường kiếm quang phóng lên cao. Ở đó, chỉ còn lại có nữ tử kia cùng A-man. A-man liếc nhìn nữ tử kia, sau đó nói. Trêu chọc hắn làm gì? Nàng giết mẫu thân ta. Nữ tử nhìn thẳng vào A-man. Giết mẫu thân ngươi à? A-man khẽ nói. Tuy tính tình người này có chút nóng nảy, nhưng ngồ theo ta biết về hắn, hắn sẽ không vô duyên vô cớ giết người, không cần phải nói, nhất định là các ngươi đã làm gì hắn. Nữ tử lạnh lùng liếc nhìn A-man. Cóc quan trọng không, dù sao hắn cũng phải chết. Hẳn phải chết. A-man cười lạnh. Ngươi còn quá trẻ tuổi. Nếu như ngươi ở Đại Thiên Vũ Trụ sẽ hiểu rõ, hai chữ, Dương Diệp, có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa là không thể chọc vào. Tất cả Đại Thiên Vũ Trụ, ngoại trừ bốn nhà lớn cùng thánh nhân liên minh, thế lực nào, tộc nào dám tùy ý đi trêu chọc Dương Diệp. Dù sao tộc trưởng Man tộc đã tự mình hạ lệnh không được trêu chọc Dương Diệp, cho dù gặp phải cũng có thể nhường ba phần. Ngoài việc đó ra, nhân quân của nhân tộc và Dương Diệp không có thù sao? Mối thù giết con đấy. Nhưng bây giờ người ta cũng không có đi gây sự với Dương Diệp. Có thể nói, ngoại trừ thánh nhân ngoài liên minh, không có bất kỳ một thế lực nào sẽ tùy ý trêu chọc Dương Diệp. Ngươi nói hắn không có hậu trường, phía sau hắn lại có đạo gia, còn một vài người khác nữa, quan trọng nhất là thánh nhân liên minh phái ra vài thánh nhân, nhưng Dương Diệp vẫn còn sống sót. Theo bách tộc thấy, Dương Diệp chính là một vòng xoáy. Đương nhiên, nói khó nghe một chút thì ở trong lòng bách tộc, Dương Diệp chính là kẻ bị điên, người điên này không trêu chọc được, vừa chọc vào, hắn sẽ phát điên tìm ngươi liều mạng. Mà trong thời kỳ bây giờ, không có bất kỳ một thế lực nào bằng lòng đi dây dưa cùng một người điên như thế. Hắn còn có thể chiến thắng thánh nhân sao? Nữ tử châm chọc. A-man khẽ nói. Ta không biết hắn có thể chiến thắng thánh nhân hay không, tuy nhiên, ta biết hắn từng trốn thoát khỏi tay của rất nhiều thánh nhân. Hơn nữa, người này cũng không cổ hủ, đánh thắng được thì hắn nhất định sẽ đánh, đánh không nổi, hắn nhất định sẽ chạy, nếu bây giờ hắn không chạy, rõ ràng là hắn có cơ hội thắng. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Nữ tử lạnh lùng nói. A-man khẽ gật đầu. Cứ chờ xem. Chiến trường không chung. Dương Diệp cùng lão già đứng cách nhau không đến trăm trượng. Không nói lời nào, lão già đột nhiên giơ tay phải lên,
sau đó nhẹ nhàng ép về phía Dương Diệp. Một ép này giống như trời sập. Uy lực của thánh nhân còn muốn khủng khiếp hơn uy lực của trời đất. Mà giờ phút này, thánh nhân rõ ràng chỉ đang thử thăm dò. Bởi vì một áp lực nho nhỏ của đối phương cũng đủ khiến cho cường giả thiện cảnh bình thường tan thành mây khói. Phía xa, tay phải của Dương Diệp thò ra phía trước, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, trong phút chốc, hai tay hắn nắm kiếm chợt chém mạnh về phía trước. Xuy, một đường kiếm khí từ mũi kiếm bắn ra, một kiếm này chém xuống, khí thế do thánh nhân phát ra kia trực tiếp bị chém thành hư vô. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt lão già này híp lại. Quả nhiên thật sự có tài. Vừa dứt lời, hắn bước về phía trước một bước, không gian chỗ Dương Diệp đứng trực tiếp bị đập nát, Dương Diệp xuất hiện ở trong một hố đen không gian tối tăm, trong phút chốc, hố đen kia đột nhiên xoay tròn, Dương Diệp cảm giác như có vạn con ngựa đang kéo cơ thể hắn ra, muốn xé rách nghiền nát hắn. Ầm, một khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, ngay sau đó, một con rồng lớn màu trắng xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp. Thiên Long hộ thể. Dương Diệp biết mình giao đấu cùng thánh nhân, nếu như không lấy ra Thiên Long hộ thể, cơ thể hắn căn bản không chống đỡ được lực lượng thánh nhân, cũng chỉ có Thiên Long hộ thể, cơ thể của hắn mới có khả năng giúp hắn đối đầu với thánh nhân. Nhìn thấy Dương Diệp tự nhiên chống đỡ được, lão già phía xa kia nhíu mày. Cơ thể Dương Diệp này cường hãn tới mức vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Đây căn bản không phải là cơ thể thiện cảnh nên có. Thu hồi mạch suy nghĩ, lão già chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Ta không quan tâm ngươi là nhà nào trong bốn nhà lớn của Đại Thiên Vũ Trụ, nếu ngươi dám tới đây giết người của ta, như vậy lại phải trả giá đắt. Dứt lời, lão già kia trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, một áp lực mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở trong chiến trường không trung. Rõ ràng, lão già đã nghiêm túc. Phía xa, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại, ngay sau đó, kiếm trong tay hắn đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một thanh Phương Thiên Họa Kích màu bạc. Chiến Thiên. Tay cầm Chiến Thiên, Dương Diệp trợn trừng mắt nhìn về phía lão già kia. Tới chiến. Thánh nhân tập trung, một. Chiến Thiên. Khi tay cầm Chiến Thiên, Dương Diệp cảm nhận được lực lượng vô cùng vô tận. Chiến Thiên. Giờ phút này, hắn đã hiểu được ý nghĩa của thanh vũ khí. Uy áp cường đại do thánh nhân kia phát ra đã đến trước mặt Dương Diệp. Tay phải của Dương Diệp nắm chặt Chiến Thiên, chân phải xoay tròn, cả người xoay 360 độ, đồng thời, Chiến Thiên trong tay hắn chợt quét ngang. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, khí thế do lão già kia phát ra đã trực tiếp biến mất. Mà lúc này, một ánh sáng bạc đột nhiên phóng lên cao, thoáng cái đã lao thẳng tới trong không trung trước mặt lão già. Trong ánh sáng bạc là Dương Diệp cầm Chiến Thiên, lão già không lùi bước, tay phải hơi xoay tròn, sau đó đánh ra một chưởng về phía trước mặt, tất cả không trung trong chiến trường đều bị chấn động kịch liệt. Mà lúc này, thanh Chiến Thiên trong tay Dương Diệp cũng bổ xuống. Ầm. Hai bên vừa mới tiếp xúc, tất cả chiến trường không trung trực tiếp tan vỡ chôn vùi. Dưới chiến trường không trung, vẻ mặt nữ tử đứng cách A-man không xa dần dần trở nên khó coi. Theo nàng nghĩ, cuộc chiến đấu tối đa chỉ hơn 10 hơi thở sẽ kết thúc. Nhưng bây giờ đã qua gần một giờ. Mà âm thanh đánh nhau từ chiến trường không trung truyền đến càng làm cho được nàng hiểu rõ, người thanh niên được gọi là Dương Diệp còn mạnh hơn so với tưởng tượng của nàng. Đối phương có năng lực chiến đấu với thánh nhân. Nữ tử từ từ nhắm hai mắt lại, mình rốt cuộc trêu chọc vào người nào vậy? Bên trong chiến trường không trung, cuộc chiến đấu vẫn đang kéo dài, chỉ có điều bây giờ Dương Diệp cùng vị thánh nhân kia đang chiến đấu ở trong hố đen không gian tối tăm. Dương Diệp có Chiến Thiên, lực lượng cùng thực lực lập tức tăng thêm không biết gấp bao nhiêu lần, cộng thêm tính chất đặc biệt của Chiến Thiên, cho dù là lão già thánh nhân này cũng không dám cứng rắn đỡ công kích của hắn. Cũng vì vậy, hai người tự nhiên chiến đấu ngang nhau. Lúc này, lão già thánh nhân này càng đánh càng kinh ngạc. Đây là thiện cảnh sao? Giờ phút này hắn thật sự chấn động. Một thiện cảnh tự nhiên nắm giữ thực lực chiến đấu được với thánh nhân. Nếu như không phải chính hắn tự mình lĩnh hội, đánh chết hắn cũng sẽ không tin. Phía xa, Dương Diệp càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng mạnh hơn. Tuy hắn dựa vào Chiến Thiên mới có khả năng chiến đấu với lão già kia, nhưng vậy thì có quan hệ gì? Bản thân vật bên ngoài chính là một loại thực lực. Đương nhiên, cũng chỉ có đối mặt với loại cường giả thánh nhân này, hắn mới có thể sử dụng vật bên ngoài,
nếu như gặp phải cùng cấp bậc, hắn chắc chắn sẽ không dùn tới. Nói một câu đơn giản là hắn có thể nắm chặt được mức độ kia. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên ở trong mảnh không gian này. Thoáng cái, hai bóng người tách ra. Hai bóng người này dĩ nhiên chính là lão già kia cùng Dương Diệp. Lão già nhìn chằm chằm vào Dương Diệp cách đó không xa, ở trên người của Dương Diệp có rất nhiều thương, nhưng từ khi chiến đấu đến bây giờ, Dương Diệp vẫn đứng vững. Trước nay lão già kia chưa từng thấy người nào có tốc độ cơ thể khôi phục như vậy. Phía xa, trong tay Dương Diệp cầm chiến thiên chỉ trách xuống bên dưới, sau đó nhìn về phía lão già. Vẫn chiến đấu chứ? Lão già từ từ nhắm hai mắt lại, qua rất lâu, hắn trợn mắt nhìn về phía Dương Diệp. Ngày hôm nay lão phu thật sự mở rộng tầm mắt, sau này chúng ta còn gặp lại. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp biến mất ở trong không trung. Dương Diệp tất nhiên sẽ không đuổi theo, thật ra, hắn đã sắp hết sức lực rồi. Trận chiến vừa rồi, cho dù hắn có thể đánh ngang tay, nhưng tiếp tục chiến đấu nữa, hắn chắc chắn sẽ bại. Bởi vì cho dù đến bây giờ, lão già kia vẫn mạnh mẽ. Nếu như lão già kia thật sự liều mạng, hắn sợ rằng chỉ có không đến 3 phần thắng. Đáng tiếc là đối phương rõ ràng sẽ không liều mạng với hắn. Vẫn rất nhiều thiếu hụt. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và trở lại mặt đất, lúc này trên mặt đất chỉ có A-man. Lợi hại. A-man giơ ngón tay cái khen ngợi Dương Diệp. Những lời này là lời thật lòng, thế hệ trẻ của Đại Thiên Vũ Trụ không thể nói không có người nào có thể đấu với thánh nhân, nhưng tuyệt đối không vượt quá một bàn tay. Dương Diệp cười gượng và không nói gì, ngồi xếp bằng dưới đất. Sau đó bắt đầu chữa thương. Bây giờ, toàn thân hắn đều khó chịu. Thật ra cũng có lợi, chiến đấu cùng thánh nhân đã khiến cho hắn thu hoạch được rất nhiều điều. Bây giờ, điều hắn cần phải làm là hấp thu tất cả những điều này. Trong đám mây xa xôi, một lão già cùng một nữ tử ngừng lại. Lão già này dĩ nhiên chính là lão già chiến đấu với Dương Diệp lúc trước. Lão tổ cũng không giết được hắn sao? Bên cạnh lão già, nữ tử kia khẽ nói. Lão già liếc nhìn nữ tử, sau đó lắc đầu. Nếu như ta đồng ý trả giá lớn một chút, vẫn nắm chắc giết được hắn. Chỉ là liều mạng cùng hắn như vậy có đáng giá không? Nhất định là không đáng. Hơn nữa, người này còn trẻ tuổi đã có thực lực như thế, phía sau lưng hắn nhất định có thế lực không nhỏ. Tuy thế lực Đại Thiên Vũ Trụ không thể tham dự vào thế giới của chúng ta, nhưng điều này không có nghĩa là đối phương không thể tới Đại Thiên Vũ Trụ. Nói đến đây. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhà đầu, chuyện này đến đây chấm dứt. Lão tổ muốn nói với ngươi một câu thật lòng, chuyện ngày hôm nay cũng là ngươi, chứ nếu người khác trong gia tộc gây ra loại chuyện này, lão tổ ta sớm đã tát chết rồi. Mà ngươi cũng nên lớn lên. Bắt đầu từ lúc này, không được đại thiện cảnh, ngươi không được rời nhà nửa bước, nếu như ngươi còn không nghe lời giống như trước kia, đừng trách lão tổ ta vô tình. Vừa dứt lời, lão già trực tiếp biến mất ở trong đám mây. Nữ tử im lặng rất lâu, cuối cùng liếc nhìn về chỗ của Dương Diệp, sau đó xoay người biến mất ở trong đám mây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 147.